Ái Đạt tháng 4 mượn xác lên thị trường chứng khoán, Tôn Thượng Nghĩa Thượng tuần tháng 6 toàn diện giảm cổ phiếu ở Địa ốc Gia Tín, đều đúng nhịp thị trường, lại thêm tháng 7, Ái Đạt hạn chế nghiệp vụ tại Đông Nam Á, đưa ra cảnh báo nguy cơ kinh tế, làm người ta thán phục. Quách Tùng Duyên không khỏi nghĩ, nếu như có chuẩn bị trước một tháng, tuyệt đối không khốn khổ như thế này. Trương Khắc mỉm cười. Kinh tế Malaysia tốt hơn Indo, Phil, Thái, bị người ta gây sóng do chịu chút liên lụy, song chỉ khó khăn 1-2 năm thôi, tin rằng sẽ một sóng mây tán mưa tạnh, nếu không cầm hồ cũng đã chẳng cấp thiết hợp tác với Quách Thị để lợi dụng cơ hội. Ha ha ha. Thấy Trương Khắc bày ra cái vẻ vô lại chiếm lợi, Quách Tùng Duyên cười lớn, dễ chịu hơn rất nhiều. Từ sân bay đón Quách Tùng Duyên an bài ở trong khách sạn Hương Cách Lý Lạp, lúc này trời nha nhem tối, bầu trời còn sót lại chút nắng chiều côi lệ. Khi đi qua Trung Hoàn thì xe bị tắc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đứng lên nhìn về phía trước, có vẻ trước một số cửa hàng bách hóa tụ tập vô số người dân. Chặn một người qua đường xem náo nhiệt quay về hỏi thăm mới biết cửa hàng bách hóa kia do người Nhật đầu tư sắp sập tiệm rồi, trong đó có một hiệu bánh mà người Hong Kong rất thích mua làm quà tặng cho người khác, nghe nói cửa hàng sắp sập, người có đặt trước tất nhiên chen lấn tới đổi bánh, thiếu chút nữa chen lấn làm đổ cả cửa hàng, làm cảnh sát phải tới sơ tán. Bị tắc ở đoạn đường đó hơn một tiếng, trong thời gian đó Trương Khắc gọi điện phái xe đi đón Đường Thanh. Đa sắc phơi đầy đồng, ở Hong Kong cũng bấp bênh bất ổn. Ngày 25 tháng 9, tỷ giá DTN tiếp tục sụt giảm. Lúc này lượng dự trữ ngoại hối của Đài Loan ước đọt trên 80 tỷ đô la Mỹ, đứng sau Nhật Bản, Đại Lục, Hong Kong, vì giữ tỷ giá chỉ tiêu hao chưa tới 5% dự trữ ngoại hối, mà nợ nước ngoài của chính quyền Đài Loan chưa tới 100 triệu đô la Mỹ. Hành vi thả nổi đồng DTN của ngân hàng TW Đài Loan khiến nhà kinh tế học và đảng đối lập ở Đài Loan phê bình, yêu cầu thống đốc ngân hàng Hứa Viễn Đông phải từ chức. Quách Tùng Duyên ngồi trong xe đọc báo tài chính đưa tin tình hình của Đài Loan vẻ mặt không khỏi có chút ảm đạm, Trương Khắc không thể tỏ ra quá đắc ý. Ngày 25 tỷ giá đồng won tiếp tục hạ xuống thêm 1,8%, mặc dù ngân hàng TW Hàn Quốc tiếp tục đưa ra chính sách trợ giá, nhưng không thể khiến đồng won tăng trở lại. Ở thị trường châu Á, lượng giao dịch từ đồng won sang USD cũng liên tục đột phá kỷ lục, ngày 25 lượng giao dịch hơn 800 triệu đô la Mỹ. Vì ổn định chứng khoán, Viện Kinh tế Tài chính Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp lớn mua lại cổ phần công ty. Cùng ngày, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc xin tòa án cho tiếp nhận công ty xe hơi kia và mấy công ty xe hơi con, đó là hành động tiếp quản xí nghiệp quy mô nhất của Hàn Quốc từ trước tới nay. Chương 638, Cá mập nhỏ. Kinh tế Hàn Quốc là do những xí nghiệp lớn chống đỡ, kinh tế Hàn Quốc sụp đổ, khởi nguồn là các công ty này. Tờ Tài chính Nhật Bản đưa tin ngân hàng TW Nhật Bản đang áp dụng những biện pháp cực lực ngăn cản cơn bão tài chính lan tới. Ở Đông Nam Á, nơi chiếm 40% trong giá trị xuất khẩu của Nhật Bản, cơn bão tài chính đã chặn đứng cảnh cửa cuối cùng thoát khỏi suy thoái của Nhật Bản, chỉ số Nikkei sụt giảm gần 4%. Đồng HKD hôm nay cũng bị kẻ đầu cơ công kích, Cục Quản lý Tài chính quyết đoán giải phóng lượng USD lớn tiến vào thị trường chứng khoán, tạm thời duy trì được tỷ giá. Khi vào khách sạn Hương Cách Lý Lạp, vì xua đi tâm tình u ám của đoàn người Quách Tùng Duyên, Trương Khắc an bài bữa tiệc buffet, cũng tiện để trao đổi kinh nghiệm. Quách Tùng Duyên rất kỳ vọng mau chóng đạt thành hiệp nghị đầu tư cổ phần của giấy Tân Quang với bột giấy Vân Nguyên, cho dù như lời Trương Khắc đã nói bị bọn họ lợi dụng cơ hội chiếm lợi cũng sẵn lòng. Lúc này ở trong góc phòng khách xa hoa sang trọng, Trương Khắc tay cầm ly rượu vang đỏ, thảo luận chi tiết chuyện này với Quách Tùng Duyên. Việc Tân Quan đầu tư vào Vân Nguyên đã được chi nhánh xuất nhập khẩu quốc gia ở Đông Hải ủng hộ, một phương diện khác, vì hạng mục nhà máy tinh viên, trong nước cũng sẵn lòng huy động một số tài chính để hóa giải áp lực của Vân Nguyên. Bên này liên hệ với Liễu Chí Thành không đủ mật thiết, rất nhiều công tác phải do chính Quách Tùng Duyên thúc đẩy, để không khiến ông ta rút lui vì khốn cảnh của Vân Nguyên, thành phố Kiến Nghiệp sẵn sàng phụ trách một bộ phận tiền đầu tư của Vân Nguyên vào hạng mục nhà máy tinh vu. Điều kiện ưu đãi như thế, lại thêm có thị trường 1,3 tỷ dân không bị cơn bão tài chính làm ảnh hưởng tăng trưởng, cho dù hạng mục di chuyển tới trong nước, phía Singapore cũng sẽ không thiết lập thêm rào cản kỹ thuật, quan trọng là phải xem thái độ của Liễu Chí Thành, không có ông ta dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật, nhà máy tinh viên chẳng thể lập nên nổi. Quách Tùng Duyên gật đầu. Dù thế nào tôi cũng phải tới Đài Loan một chút. Chuyện phát triển nhanh tới mức ngoài dự liệu của người ta,
tin tức xấu cứ thích liên tiếp đổ tới, nằm ngoài sự tưởng tượng của Trương Khác. Tối ngày 25, truyền thông Hàn Quốc bóc Trần gia có ít nhất 12 ngân hàng gánh một khoản nợ xấu khổng lồ, trước đó phải đi vay nước ngoài che giấu thiếu sót vận hành kinh doanh, nhưng cơn bão tài chính ập tới, cơ cấu tài chính quốc tế thu hẹp ngân sách, không thể lấy chỗ này đập chỗ khác, lỗ hổng liền lộ ra, nếu chính phủ không ra tay cứu vớt, phá sản là cái chắc. Thuận Sơn Hàn Quốc nộp đơn xin phá sản, tới lúc này đã có 5 trên 30 xí nghiệp lớn của Hàn Quốc nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Bị hai tin tức này kích thích, chỉ số composite sụt mạnh, giảm 5,91%, đó là sự sụt giảm lớn nhất trong vòng 10 năm qua, nhưng đại đa số chuyên gia kinh tế đều không cho rằng đó là mức sụt giảm lớn nhất của Hàn Quốc trong năm nay. Mây đen chớp chớp tia lửa điện của cơn bão tài chính đã bao phủ bầu trời Hàn Quốc. Ngày 26 chứng khoán Đài Loan, Singapore, Malaysia, đồng loạt sụt giảm. Bất ngờ là chỉ số Hang Seng Index tăng lên 2%. Một phương diện là do ảnh hưởng thao tác mua vào, hai nữa là chứng khoán Hong Kong trước đó chủ động giảm nhiệt, khiến một số nhà đầu tư chuyển tài chính tới Hong Kong, các nhà phân tích kinh tế học gọi đó là hiệu ứng tránh bão Hong Kong. Ngày 27 Quỹ tiền tệ quốc tế tung ra báo cáo chỉ ra nợ xấu hai ngân hàng thương nghiệp Hàn Quốc vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Hàn Quốc xin một khoản vay 20 tỷ đô la Mỹ không đủ cho Hàn Quốc vượt qua khó khăn này. Chiều hôm đó chỉ số Composite tiếp tục giảm 2,4% so với ngày hôm qua. Liên tiếp 2-3 tin dữ lại khiến cho Diệp Kiến Bân hưng phấn rú lên, nhưng tin dữ này chỉ làm kinh tế Hàn Quốc dần sụp đổ mà thôi, còn vào thai Diệp Kiến Bân lại là nhạc tiên trên trời, hắn biết đây chỉ là khai vị. Với tiền gốc là 140 triệu đô la Mỹ, qua hơn một tháng ở Indo, Thái Lan bọn họ đạt được đoạn vị tới 800 triệu đô la Mỹ, thu hoạch khá lớn. Tới hạ tuần tháng 8, tài chính quỹ đầu tư đã vượt quá 250 triệu đô la Mỹ, toàn lực lập đoạn vị dài hạn ở Hàn Quốc, đồng won sụt giảm số tài phú ấy sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chỉ tiếc rằng muốn chuyển tài chính từ quỹ đầu tư vào tài khoản của Cẩm Hồ và Việt Tú chẳng phải chuyện đơn giản. Trương Khác không muốn mạo hiểm để Cẩm Hồ và Việt Tú bị vấy bẩn, số tiền đó có nhiều tới đâu tạm thời cũng không dùng tới được, chỉ đành giữ trong tài khoản bí mật ở hải ngoại để đề phòng. Gần tới giờ tan tầm, Trương Khác đi vào phòng thiết kế tầng dưới, văn phòng của Hứa Tư hướng về phía Tịch Dương, qua cửa sổ, nhìn thấy cô đem chiếc kính gọng đen to sụ đặt lên chống sách giày, dùng ngón tay nhỏ nhắn vuốt đôi mắt mỏi mệt, ánh mặt trời chiếu lên người Hứa Duy, khung cảnh tĩnh mịch làm người ta tựa hồ như nghe được hơi thở của cô. Á, là cậu à? Hứa Tư quay lại, đôi mắt sâu thẳm phảng phất có thể so với nước biển nhìn từ bầu trời Hong Kong. Khi thực sự làm mới phát hiện chỉ lòng tin thôi là không đủ dùng. Em thì lại rất có lòng tin vào chị đấy. Trương Khác kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hứa Tư, dịu dàng nói. Sắp hết giờ rồi, có uống một tách cà phê không? Đường Thanh đâu? Tối máy bay Phi Dung sẽ tới, Đường Thanh ra sân bay đón cô ấy, đợi lát nữa em lái xe tới thẳng đó là được. Trương Khác xem đồng hồ, than. Cuộc đời em hôm nay có thể bỏ ra 2 tiếng đồng hồ nữa. Vậy thì được. Hứa Tư đứng dậy duỗi mình, lườm y một cái hờn dỗi. Thời gian cậu bỏ ra được càng lúc càng ít rồi. Trương Khác đi tới ôm lấy vòng eo Hứa Tư, vuốt mái tóc của cô. Thời gian dành cho chị thì em có thể bỏ ra bất kỳ lúc nào. Cẩn thận bị người ta nhìn thấy. Hứa Tư tì tay lên ngực Trương Khác, không để y cúi xuống hôn mình. Em đóng cửa sổ rồi mà. Đầu Trương Khác bị đẩy ra, nhưng tay vẫn ghì chặt eo Hứa Tư, phần dưới bụng hai người vẫn áp sát vào nhau. Kính pha lê mờ, bên ngoài vẫn nhìn thấy bóng đấy. Hứa Tư không chịu. Người ngọc trong lòng, Trương Khác sao dễ dàng chịu bỏ qua, tuét miệng cười xấu xa. Hay là chúng ta trốn sau bàn làm việc? Chết đi. Hứa Tư trừng mắt nhìn khuôn mặt cợt nhả của Trương Khác. Rốt cuộc vơ phóng túng cho Trương Khác cúi xuống khóa chặt lấy bờ môi mềm, hai người ôm nhau âu yếm chốc lát, cho dù lo bên ngoài có người đi qua, nhưng Hứa Tư phải thừa nhận cô cực kỳ quyến luyến tư vị được Trương Khác ôm trong lòng vuốt ve. Chào Chu Giật một tiếng, Trương Khác và Hứa Tư rời khỏi văn phòng, Phó Tuấn luôn đi theo ở một chỗ bọn họ không nhìn thấy. Thời khắc mặt trời khuất bóng, ánh hoàng kim chiếu lên tòa nhà cao tầng ngốp kính san sát, làm mảnh đất Hong Kong chật hẹp này như chứa vô số tịch dương mỹ lệ. Ở Trung Hoàn có rất nhiều quán cà phê, trong thành phố huyên náo,
tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi ở bên cửa sổ, uống ngụm cà phê thơm ngát, cảm giác vô cùng thoải mái, huống hồ còn có thể thoải mái ngắm nhìn phong vận làm người ta sao xuyến của Hứa Tư. Mấy ngày qua ở Hong Kong nếu không có việc gì đặc biệt, Trương Khác đều kiên trì tới Việt Tú, Đường Thanh buổi sáng đi học, văn phòng thiết kế chủ Hứa Tư cũng mở ở cùng tầng, tới ngay cả Tôn Tĩnh Hương sau khi được Kha đầu tư cũng chuyển công ty hoa âm tới. Giờ tan tầm, người trong quán cà phê đông dần, bọn họ bàn tán chỉ số Hang Seng Index lên xuống, than thở các nước Đông Nam Á bị đám cá mập tài chính sâu xé, đa phần trong số họ là những người đầu tư chứng khoán thiêu lỗ, nhưng bọn họ chẳng thù hận gì Soros, ngược lại rất hâm mộ sùng bái. Bọn họ không biết trong quán cà phê này cũng có một con cá mập nhỏ sao? Hứa Tư nhỏ giọng đùa với Trương Khác. Đứng nói về em đáng yêu như vậy. Trương Khác nhé răng cười. Em đã rất cố gắng há cái miệng tham lam của mình ra rồi. Một nắm đấm cũng không nhét đủ. Hứa Tư đưa nắm tay nhỏ nhắn nhét vào cái miệng há ra của Trương Khác, bị y thè lưới ra liếm. Hứa Tư cười làm động tác nôn ọe, biết y sắp đi gặp một cô gái khác, nhưng Hứa Tư chẳng thể giận y, không biết Đường Thanh nghĩ gì về mình, cô ấy có bận tâm phải chia sẻ một phần cuộc đời của Trương Khác cho cô gái khác không? Chị nghĩ gì thế? Trương Khác đưa vai gạt lọn tóc xóa xuống mắt của Hứa Tư, đắm đuối nhìn vào đôi mắt như hồ nước thu ấy. Còn nhớ quán ba góc phố kia không? Đương nhiên rồi, em còn nghĩ có cơ hội kéo chị tới đó ngồi ngắm mặt trời lặn. Sao đột nhiên lại nhớ tới nó? Hứa Tư cười thùy mị. Nhớ tới lời bác chủ quán, sao có thể vì bên cạnh ai đó có người khác mà đi chấp nhận một tình cảm miễn cưỡng? Tôi nghĩ nếu Đường Thanh bợ lòng chuyện tôi xuất hiện bên cậu, tôi sẽ mãi mãi nấp vào một góc thia đói bước tiến của cậu là được rồi. Nói lung tung gì đó. Trương Khác đưa tay hai tay ôm lấy gò má mịn màng của cô, nói chắc chắn. Em cần cả hai, đừng tưởng có thể tìm một cái cớ gì đó là có thể vứt bỏ em được. Hứa Tư dịu dàng cọ nhẹ má vào tay Trương Khác. Cậu quá bá đạo đó, chẳng hiểu rồi sẽ có bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị cậu chiếm lấy, không cho người ta một khả năng trốn thoát nào. Chị nói như thế sẽ làm lòng tự tin của em bành trướng vô hạn đấy. Bành trướng thì bành trước đi, có điều trước khi bành trướng, tựa hồ đến lúc cậu phải đi đón người rồi. Hứa Tư đưa tay bóp mũi Trương Khác. Trương Khác cười xin lỗi, mặc dù Đường Thanh từng nói không bận tâm tới sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng có điều đó là lời cô bé 16 tuổi, tâm tư của nữ nhân sẽ biến đổi theo thời gian, nếu như quan hệ hai người đột phá tầm cấp đó, tâm tư của cô nàng sẽ biến đổi ra sao? Điều đó rất khó nói được. Chương 639, biểu diễn ở sân bay. Trương Khác và Phó Tuấn ngồi tàu điện ngầm tới sân bay, xe của y đã đi đón Đường Thanh rồi. Trương Khác và Đường Thanh đứng đợi ở đại sảnh, nhìn thấy Trần Phi đung khoác một ba lô vàng đi ra, Chu Hưng Đông theo sát đằng sau cô bắt chuyện, nhưng phải dừng lại chỗ lấy hành lý, Tiêu Thụy Dân cũng có ở đó. Người của Liên Tín sao lại xuất hiện ở đây? Trần Phi dung tới làm Đường Thanh rất hưng phấn, nhìn thấy bóng dáng của cô là vẫy tay rối rít, chạy tới sát chỗ ngăn cách đợi Trần Phi dung làm thủ tục. Trương Khác ngồi trên chế giải đợi hai tiểu nha đầu, đồng thời quan sát đám Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông đằng sau cửa kính. Nhìn lượng người hình như thời gian này chỉ có chuyến bay từ Kiến Nghiệp tới, chẳng lẽ đám Tiêu Thụy Dân cũng từ Kiến Nghiệp bay sang? Này! Chu Hưng Đông chen ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Đường Thanh và Trần Phi Dung ôm nhau. Ở Hong Kong không thể ra ngoài chơi, vậy về Kiến Nghiệp liên lạc nhé, hay là em giữ phương thức liên lạc của anh, nếu gặp phải chuyện đau đầu cứ gọi cho anh sẽ lập tức giải quyết cho em, ở Kiến Nghiệp không có chuyện gì anh không dẹp được. Chu Hưng Đông giọng rất to. Trương Khác ngồi tận bên kia cũng không nghe rõ, y duỗi mình đứng dậy, đi tới nói với hắn. Hay là tôi cũng cho anh phương thức liên lạc, có chuyện gì anh không dẹp được còn có thể gọi tôi cầu cứu. Nhìn thấy Trương Khác cười đều xuất hiện trước mặt mình, Chu Hưng Đông ngớ ra. Trần Phi Dung nở nụ cười duyên dáng với Trương Khác, cô không biết Trương Khác nhận ra Chu Hưng Đông, tưởng y tới giải vây cho mình, ôm cánh tay Đường Thanh, yên tĩnh đứng sau lưng y. Chu Hưng Đông quấn bách trốn về chỗ Tiêu Thụy Dân lấy hành lý. Ngông nghênh, ra vẻ ta đây. Chu Hưng Đông cũng chỉ dám đợi Trương Khác đi rồi mới lẩm bẩm sau lưng. Giám đốc Tiêu, tên nhóc này xuất hiện ở đây làm gì? Tiêu Thụy Dân đâu phải biết xem bói, làm sao biết được Trương Khác ở đây làm cái gì? Bọn họ đang lôi kéo người từ Đông Nam Á cho kế hoạch vườn sồi,
chắc đấy là nguyên nhân y xuất hiện ở đây. Ấn tượng của Tiêu Thụy Dân về Trương Khác dừng lại ở lần gặp nhau tại nhà Vương Húc Sâm, thiếu niên đắc chí, đụng vào là nổi khùng, thấy Chu Ưng Đông bẽ mặt cũng chẳng nói gì, bọn họ tới Hong Kong là để bàn chuyện làm ăn, không phải để tán gái. Nếu như gặp được ở đây rồi, không thể ngó lơ được đó là biểu hiện thiếu khí độ, đi tới nói. Tôi luôn rất mong đợi ngày di động của Ái Đạt ra đời. Chu Hưng Đông bám đít Tiêu Thụy Dân quay lợi, châm chọc. Ái Đạt lấy kỹ thuật cũ ký của ti, muốn nuốn chửng cả con thiên Nga, khí phách này làm người ta khâm phục lắm, không biết Ái Đạt hai lần chỉ ơ hoãn đưa sản phẩm ra thị trường rồi, còn khiến người ta đợi tới khi nào nữa. Nghe khẩu khí của hắn thì có vẻ bọn chúng nhận định Cẩm Hồ còn chưa tiêu hóa được kỹ thuật của ti, nên mới liên tục trì hoãn. Tên kém cỏi này cũng chỉ dám ở bên cạnh Tiêu Thụy Dân mới sủa oảng oảng vài tiếng, Trương Khác xem thường hắn. Nhưng Trương Khác không thể xem thường tập đoàn Liên Tín sau lưng hắn được, Tiêu Thụy Dân cũng có vài phần năng lực, nói. Ái Đạt là công ty vụng về, không học được thuật biến ra vàng của Liên Tín, chỉ có thể từng bước đi tới thôi. Nếu giám đốc Tiêu chờ mong đi động của Ái Đạt như thế. Quay lại hỏi Phó Tuấn. Anh có thừa máy mẫu không? Đưa giám đốc Tiêu một cái. Phó Tuấn lấy ra một chiếc di động dự bị đưa cho Trương Khác, khi đưa tay ra lấy Trương Khác cố ý chậm một nhịp, chiếc di động rơi, cạnh, một cái xuống nền đá, bắn lên tới đầu gối, rồi lăn tới dưới chân Trần Phi Dung. Trương Khác khom người giặt di động, tranh thủ nhìn chiếc chân nhỏ nhắc của Trần Phi Dung lộ ra dưới mép váy. Còn tặc lưỡi mấy cái, đứng dậy trách Phó Tuấn. Tôi chưa cầm sao anh đã buông tay rồi. Đưa cho Tiêu Thụy Dân nói. Giám đốc Tiêu không ngại chiếc di động này đã rơi xuống đất chứ. Tôi chưa có cơ hội dùng di động của Liên Tín, hay là giám đốc Tiêu cũng ném đi động của Liên Tín xuống rồi tặng tôi. Tiêu Thụy Dân cứng người, ông ta đương nhiên không có dũng khí đem đi động thả xuống đất rồi tặng cho Trương Khác, mất mấy giây mới nói. Xin lỗi. Tôi không có di động thừa, hay để hôm khác tôi sai người tặng cho Khác thiếu gia. Trương Khác nhại lại. Tôi luôn mong đợi di động của Liên Tín đấy. Rồi cáo từ bỏ đi. Tiêu Thụy Dân cứ đứng ngây ra trong dòng người, tay vuốt ve chiếc đi động tráng lớp giả kim loại lên vỏ nhựa, trông hết sức sang trọng của Ái Đạt, suy ngẫm nguyên nhân Ái Đạt trì hoãn thời gian đưa sản phẩm ra, đến lúc đám Trương Khác đi ra tới cổng đại sảnh rồi mới đưa di động cho Chu Hưng Đông. Mở thử xem. Thằng nhãi đó dọa người ta thôi. Chu Hưng Đông rất hoài nghi kỹ thuật hạng 2 mà Ái Đạt lấy được từ ti làm sao có thể làm ra được di động đẹp như thế. Nhận lấy chiếc di động, liền phát hiện ra khuyết điểm của nó, cảm thấy năng hơn di động bình thường, song đây không phải là nhược điểm chí mạng, trong nước chưa có loại di động mỏng nhẹ. Cho SIM vào bật máy ra, Chu Hưng Đông rất thất vọng, máy vẫn khởi động như thường, ngay đám nhân viên đi theo cũng ngạc nhiên, nhạc nền là bài hát của Giang Đại Nhi. Tiêu Thụy Dân lấy lại chiếc di động, không phải màn hình đen trắng thường thấy trên thị trường, mà phát ra ánh huỳnh quang màu lam, cảm giác màu sắc khiến hiển thị màn hình mịn hơn rất nhiều. Loè loẹt thôi. Chu Hưng Đông vẫn không chịu thừa nhận di động của Ái Đạt. Nói không chừng ruột chỉ là rác rưởi. Đủ rồi. Nếu không có Chu Hưng Đông nói những lời kia, chưa chắc bị Trương Khắc sỉ nhục như vừa rồi, Tiêu Thụy Dân không có tâm tình nghe hắn nói lăng thung nữa. Mặc dù Ái Đạt có được kỹ thuật hạng 2, nhưng chiếc di động trước mắt này phải thừa nhận có cảm giác của đồ hạng nhất, đó mới là thể hiện của thực lực, không phải khua môi mua mép là bù đắp vào được. Mua vé máy bay cho tôi lập tức về Bắc Kinh. Á! Chu Hưng Đông chố mắt. Phía điện tử Gia Tín thì sao? Chúng ta cũng không thông báo cho phía điện tử Gia Tín là tôi tới, cậu xử lý đi, coi như tôi chưa tới. Tiêu Thụy Dân cau mày. Không đoán trước được chiếc di động này của Ái Đạt đưa ra thị trường sẽ tác động thế nào vào thị trường di động nội địa do Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng đang chia nhau, nhưng ông ta biết mình không có dũng khí lấy di động của Liên Tín ra trực tiếp cạnh tranh với Ái Đạt. Lúc này Tiêu Thụy Dân còn tâm tình nào đi du thuyết đối tác Hong Kong, nói những lời đẹp đẽ làm gì khi mấy ngày nữa sẽ bị sản phẩm của Ái Đạt đưa ra thị trường đánh tan một cánh vô tình. Ông ta quyết định giao chuyện ở Hong Kong cho Chu Hưng Đông xử lý. Thực lực lẫn tinh lực của Liên Tín lúc này không đủ đi kinh doanh thị trường ngải ngoại, nên dồn toàn bộ sức lực nghênh chiến Ái Đạt ở trong nước thì hơn. Nếu như chuyến đi Hong Kong này không còn ý nghĩa nữa, chẳng bằng về Bắc Kinh chuẩn bị cho sớm. Chu Hưng Đông không ngờ một phen hành động của Trương Khác ép Tiêu Thụy Dân xưa nay tác phóng mạnh mẽ phải rời khỏi Hong Kong,
bọn họ tới Hong Kong là để tìm đối tác, làm bàn đạp đưa sản phẩm của Liên Tín tới thị trường Đông Nam Á, ai ngờ ngay bước đầu còn chưa thực thi, Tiêu Thụy Dân đã rút lui. Tự tin của Tiêu Thụy Dân đã bị chiếc di động này của Ái Đạt đánh đổ sao? Cho dù di động của Ái Đạt có đẹp tới đâu thì có tác dụng gì? Một số thị trường trong nước không phải mở cửa cho tất cả doanh nghiệp. Chu Hưng Đông không suy luận nổi Tiêu Thụy Dân nghĩ gì, hỏi. Vậy phía bên này phải đàm phán thế nào? Nên đàm phán ra sao thì đàm phán như thế, cậu là tổng giám đốc công ty Nam Phương, những chuyện này vốn do cậu phụ trách. Tiêu Thụy Dân không tự tin khai thác thị trường hải ngoại nữa, quyết định trong thời gian ngắn Liên Tín không coi đây là thị trường chủ yếu, tất nhiên buông quyền cho Chu Hưng Đông. Chương 640, hai chiếc di động. Chương khác chỉ đùa ác kích thích Chu Hưng Đông một chút, không ngờ Tiêu Thụy Dân trực tiếp bay về Bắc Kinh, trên xe hỏi Trần Phi Dung làm sao gặp đám Chu Hưng Đông. Vé máy bay Đỗ Phi đưa cho mình ở ngay ghế sau cái tên đáng ghét đó, trên máy bay không ngừng khoe khoang nhà hắn ghê gớm thế nào, chẳng bận tâm người ta có thích nghe hay không. Trần Phi Dung ngồi vào xe thở phào một cái. Thì ra bạn biết bọn họ. Trương Khắc cười khì khì. Tên đó giống mình mà, chẳng phải thứ tốt đẹp, nhiều tầm nhiều mã tầm mã mà. Rồi kể lai lịch của đám Chu Hưng Đông cho Trần Phi Dung nghe, Trần Phi Dung là cô gái thông minh, lại thân thiết với Đường Thanh, chẳng cờ phải che giấu. Đường Thanh hỏi. Vậy vừa rồi bạn nói kỹ thuật biến da vàng của Liên Tín tức là sao? Trương Khắc giải thích. Di động của doanh nghiệp hải ngoại nhập vào trong nước có hạn chế hạ ngạch, không thể thoải mái nâng cao lượng tiêu thụ trong ở thị trường trong nước. Nên tất nhiên di động sản xuất trong nước bù vào khoảng trống đó, mà không cần phải cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài, mấy công ty như Liên Tín chẳng cần nghiên cứu phát triển gì, thậm chí dây chuyển sản xuất cơ bản nhất cũng chẳng có, cứ nhập khẩu hàng nước ngoài vào dán mác lên rồi bù khoảng trống trong nước, bạn nói xem không phải thuật biến da vàng là gì. Ồ ra thế. Đường Thanh hiểu rồi. Vậy hạn ngạch phân phối còn ý nghĩa gì nữa? Ha ha ha, đúng là chẳng có ý nghĩa gì thực tế. Tới ngày hôm nay chiếc Y19 chỉ tiến hành thử sức nóng ở giới truyền thông chuyên nghiệp, tuyệt đại đa số mọi người vẫn bị che giấu, không chịu lộ ra chân dung. Trừ Y19 ra, Ái Đạt còn đồng thời đưa ra chiếc di động tầm trung i08, giống như đa phần di động có mặt trên thị trường, là loại máy định sẵn sẽ bị đào thải. Đó là di động Ái Đạt đưa ra giành lấy khoảng trống thị trường tầm trung với ba công ty kia. Năm 97, thị trường di động còn chưa có khái niệm di động tầm thấp. Nhìn thấy Trương Khắc biểu diễn ở sân bay, Đường Thanh ngồi vào xe rồi vẫn cứ thấy thú vị, cầm chiếc Y19 trong tay chơi đùa, nhớ ra một chuyện, quỳ trên ghế quay người ra phía sau nói với Trương Khắc. Trước khi thi tốt nghiệp, mình còn nói bất kể chiếc di động đầu tiên của Ái Đạt xấu như thế nào, mình cũng muốn bạn tặng cho một cái, bạn chưa quên đấy chứ. Sao mình quên được? Trương Khắc muốn được ngồi cùng hai cô gái hoa dung nguyệt mạo, đáng hận là lái xe đưa chiếc xe 7 chỗ tới. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lại, khoang xe có hai hàng ghế, làm tham vọng bí mật được trái ôm phải ấp của y tiếp tục phải giấu kín. Đó là máy mẫu bình thường, mình không tặng bạn, cái tặng bạn tất nhiên phải khác biệt, mình bảo bọn họ làm riêng một cái Y19 nâng cấp, không biết ngày mai trước khi Triệu Hải Chu tới Hong Kong có kịp làm ra không? Thật sao? Đường Thanh mừng rỡ hỏi, cô không tin lắm, cô gái nào chẳng mong được người yêu đối xử đặc biệt hơn người khác, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. Mình muốn hai chiếc được không? Khi làm bản mẫu, thường phải làm dư vài cái, để mình hỏi Đinh Hòe xem anh ta đã hủy bản mẫu thừa chưa? Mình không dám đảo bảo đâu, mình còn đặc biệt nói với anh ấy phải làm thứ độc nhất vô nhị. Trương Khắc lấy di động ra gọi cho Đinh Hòe, trong lúc đợi nhận máy hỏi. Bạn cần hai cái làm gì? Phi Dung cũng phải có chứ. Đường Thanh Chu mỏ lên nói. Á! Trần Phi Dung ngạc nhiên quay đầu qua. Đó là chiếc di động độc nhất vô nhị của bạn mà. Mình đâu có ngây thơ như thế, bạn nghĩ Trương Khắc nói sao tức là thế à? Nói không chừng cậu ấy lấy mình ra làm vật thí nghiệm không biết chừng, bạn không được từ chối đâu đấy. Đường Thanh ôm lấy vai Trần Phi Dung, hai cô gái quỳ trên ghế quay lại nhìn Trương Khắc nói chuyện, bốn cánh tay trắng như tuyến đặt trên lưng ghế, nói. Nhất định phải xứng đợi với mong đợi của người ta mới được. Nếu không là không duyệt đâu đấy nhá. Ai, tâm tư các cô gái ai dò được nông sâu thế nào. Cái máy này mình vắt hết óc ra rồi đấy,
hài lòng hay không mình không đảm bảo. Trương Khắc gọi điện thoại xong, dở thói vô lại với Đường Thanh. Chiều nay Thịnh Hạ đáp máy bay về kiến nghiệp rồi, có điều Trần Phi Dung lại tới, không có cơ hội ở riêng với Đường Thanh, hai tiểu mỹ nhân mọng nước làm bạn mà ăn vụng một miếng cũng không được, trong lòng Trương khá u uất. Không vội về khách sạn, đưa Đường Thanh, Trần Phi Dung ra bãi biển ngắm mặt trời mọc, hôm nay là cuối tuần, du khách trên bãi biển rất đông, mặc dù đuôi bão đã quét qua Hong Kong, nhưng tựa hồ cuộc sống tuyệt đại đa số người dân Hong Kong không bị ảnh hưởng mấy. Chỗ ở an bài ở khách sạn Di Đôn gần ngay sát bãi biển, mặc dù là gian phòng xa hoa, tiếc là Trần Phi Dung chọn cùng phòng ngủ với Đường Thanh. Từ tháng 5, Triệu Hải Chu đã phụ trách thao tác thị trường đầu đĩa Đông Nam Á, cho nên lần này điều hắn tới phụ trách công ty ở Hong Kong không đột ngột lắm. Dương Vân thời gian qua luôn ở Hong Kong phụ trách trao đổi với nhà đầu tư Hong Kong, đang nhẽ là Triệu Hải Chu cùng hắn phụ trách việc này mới phải, nhưng cầm hồ người ít cháo nhiều. Chuyện có thể do một người giải quyết tuyệt đối không lãng phí thêm nhân lực khác, cho nên hôm nay mới tới Hong Kong chính thức nhậm chức. An bài lái xe tới sân bay đón Triệu Hải Chu, chẳng phải vì hắn có tư cách để Trương Khắc đích thân an bài lái xe đi đón, mà là để lái xe lấy hai chiếc Y19 từ hắn. Mặt trời buổi sáng dần trở nên gay gắt, Trương Khắc đưa hai cô gái từ bãi biển về khách sạn, về phòng, hai chiếc hộp tinh xảo đã được đặt trên bàn kính, Đinh Hòe biết rõ Trương Khắc muốn lấy lòng bạn gái. Nên ngay cả chiếc hộp cũng cố gắng làm thật hoàn mỹ. Trong phòng có gian chiếu phim riêng, Trương Khắc để hai cô gái tự mở hộp di động, cầm gối vào gian chiếu phim. Vừa mới cho đĩa vào trong đầu liền nghe thấy Đường Thanh hưng phấn thét lên rồi chạy vào. Đẹp quá! Bạn hài lòng là được rồi. Trương Khắc cầm điều khiển, ngồi xuống ghế sofa, vỗ vị trí bên cạnh, bảo Đường Thanh ngồi xuống cùng xem đĩa quảng cáo Y19. Đường Thanh nhảy một phát lên ghế sofa, hưng phấn ôm lấy cổ Trương Khắc, khẽ thơm một cái lên má. Thưởng cho bạn đấy. Hương thơm thiếu nữ truyền tới làm người ta ngây ngất. Trương Khắc ôm lấy Đường Thanh định hôn cô nàng thì thấy Trần Phi đung tay cầm chiếc di động chống cằm cười tủm tỉm nhìn bọn họ, có vẻ rất hài lòng, liền cười hỏi. Vậy bạn thì sao? Hả? Trần Phi rung ngớ người, song chớp mắt hiểu ra ý trêu ghẹo của Trương Khắc, thẹn đỏ mặt. Cầm di động làm bộ muốn ném y. Đường Thanh ôm lấy cổ Trương Khắc, kéo mặt y lại, thơm lên má kia. Đó là của Phi Dung. Múa may chiếc Y19 nâng cấp trong tay, nói. Thực sự rất đẹp đấy. Trần Phi Dung bị Đường Thanh kéo ngồi xuống ghế sofa, thích thú mân mê chiếc di động trong tay. Chiếc Y19 này về công năng không có gì thay đổi đặc biệt, chỉ có ngoại hình thiết kế độc đáo. Vỏ máy làm bằng hợp kim, cảm giác càng nhẹ hơn, chiếc trong tay Đường Thanh màu vàng nhạt, của Trần Phi Dung màu xanh lơ, có thể nói là phiên bản dành riêng cho thiếu nữ. Bàn tay trắng nõn của Phi Dung khẽ vuốt ve mặt kính của chiếc di động, hỏi. Thực sự chỉ làm hai chiếc thôi sao? Thiết kế đẹp như vậy, có đáng tiếc quá không? Trước khi hai bạn dùng chán thì thiết kế này sẽ không sử dụng nữa, cho nên không cần lo có người nổi bật hơn đâu. Trương Khắc cười nói. Mình thấy rất nhiều cô gái chỉ cần nhìn thấy sẽ tranh nhau đòi ái đạt bán đấy. Đường Thanh chỉ thích cảm giác được Trương Khắc chiều chuộng, không muốn độc chiếm thiết kế tuyệt đẹp này, cong cánh môi hồng nhuận hỏi. Nếu bị người ta sao chép thì sao? Chương 641, Thế công mùa thu. Ai sao chép? Trương Khắc xắn tay áo lên. Mình hy vọng Philip, Ericsson gì gì đó sao chép của bọn mình, nếu có thể kiện vài ba cuộc. Là có thể vang danh ở nước ngoài rồi. Đưa tay bẹo má Đường Thanh. Hai chiếc này vốn là dùng để đem khoe khoang khái niệm di động của Ái Đạt, trong 2 năm sẽ không sản xuất hàng loạt đâu. Muốn nhảy ra được thị trường hải ngoại không phải chuyện dễ dàng, sản phẩm điện tử mang tính khái niệm cẩm hồ làm ra sẽ đưa tới triển lãm công nghệ ở Âu Mỹ, Nhật Hàn để tuyên truyền làm nóng thị trường trước, tính năng nâng cao dần. Đây là sách lược thị trường của cẩm hồ. Bị Trương Khắc lấy ra lấy lòng hai cô gái. Cho nên độc nhất vô nhị tất nhiên là lời nói dối, không sản xuất tiêu thụ hàng loạt là thật. À! Đường Thanh nhéo tai Trương Khắc, môi ghé sát vào tai y, rít lên. Thiếu chút nữa thì tin vào cái lời ma quỷ của bạn đây là thứ độc nhất vô nhị. Nếu không xuất hiện trên thị trường tất nhiên nói độc nhất vô nhị cũng đâu phải là nói dối chứ. Trương Khắc cười vô lại. Có điều chiếc di động của bạn thực sự là không có cái thứ hai,
chỉ là bạn chưa phát hiện ra mà thôi. Hả? Đường Thanh mở to đôi mắt đẹp xăm soi chiếc di động, cứ như muốn nhét nó luôn vào mắt, lại lấy cái của Trần Phi Dung ra so đọ nhiều lần, chẳng phát hiện ra chỗ nào có một không hai, ôm lấy vai Trương Khắc nhéo nhéo. Khác ở chỗ nào? Câu đố phải từ từ phát hiện ra mới thích, có điều thấy dung lượng nào của bạn có hạn, mình gợi ý một chút vậy, một người nội tâm như mình, làm sao có thể đem tâm ý có một không hai với bạn thể hiện ra ngoài. Đường Thanh làm động tác nôn ọe, cùng Trần Phi Dung mở nắp di động rác sầm, tức thì hét lên một tiếng kinh ngạc, phía sau nắp khắc chi chít chữ mạ vàng bài thơ tình, khi em già, nhìn kỹ còn là khác theo nét chữ của Trương Khắc. Thế nào? Trương Khắc ghé mắt tới. Có cần sai người đem tâm ý của mình khắc ở bên ngoài không? Bạn cũng thật đáng ghét. Đường Thanh gắt giọng, nhưng ánh mắt tràn ngập nụ cười, xấu hổ che giấu vui mừng xúc động trong lòng. Trương Khắc cười, cầm điều khiển bật đầu đĩa, màn hình đen xì làm người ta tưởng đầu đĩa hỏng rồi, tiếp đó có tiếng sóng biển nhẹ nhẹ truyền tới, vẫn không có hình ảnh, chớp mắt tiếng dương cầm bùng lên, là khúc nhạc rào đầu của bài Tuyết bên biển, giữa màn hình sáng lên màu huỳnh quang xanh. Rồi khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Giang Đại Nhi xuất hiện. Tiếng dương cầm phát ra từ chiếc di động Y19 trong tay Giang Đại Nhi. Hình ảnh thay đổi, Lưu Nghị Vĩ đang ngồi ở đại sảnh sang trọng sốt ruột đợi di động kết nổi, giây phút bên kia bắt máy, hắn mừng rỡ hỏi. Tiểu Lệ em ở đâu, sao không nhận điện thoại của anh? Ống kính thay đổi tới bờ biển, Giang Đại Nhi mang vẻ tinh nghịch đáp. Em đang mê hoặc trong thế giới âm sắc cực lam. Nói rồi cúp điện thoại, màn hình lại tối om chỉ có tiếng âm nhạc truyền ra cùng giọng ca êm ái của Giang Đại Nhi. Đẹp quá! Đường Thanh và Trần Phi Dung hoàn toàn bị cuốn hút vào màn hình. Trương Khắc không biết hai cô gái nói cái gì đẹp, nhưng hài lòng vì biểu hiện đó, lấy di động ra gọi cho Dương Vân. Tôi xem rồi, chấp nhận được, công tác tiếp theo các anh làm đi. Nhớ kỹ đây là chuyến lữ hành của âm nhạc cực lam. Hiện đã là ngày thứ ba Tiêu Thụy Dân trở về Bắc Kinh, ông ta ngồi trong văn phòng nhìn chiếc Y19 đặt trên bàn, mặc dù tập đoàn Liên Tín nhập máy di động của Philip về dán mác tiêu thụ, song không phải là không có chút thực lực nào. Từ Hong Kong trở về, ông ta khẩn cấp triệu tập đầu não phòng thị trường và chuyên gia kỹ thuật tập đoàn tới, ném chiếc Y19 trước mặt bọn họ, để bọn họ phân tích tiền cảnh của nó từ góc độ thị trường và kỹ thuật. Phải thừa nhận rằng công năng của chiếc Y19 chẳng có gì xuất sắc, nhưng thiết kế đặc sắc của nó khiến người ta mê hoặc, đặc biệt côn đằng online cho tải quảng cáo 19 xuống. Điều đó cho thấy Ái Đạt đã chính thức khởi động tiến trình tuyên truyền thị trường. Ngày 3 tháng 10, côn đằng online tăng thêm chuyên mục điện tử tiêu dùng, giới thiệu 19 được đặt ở vị trí bắt mắt, đồng thời tất cả các trang đều có xen quảng cáo tính cực lam âm sắc 19. Trên ảnh. Chiếc 19 xoay tròn trên tay Giang Đại Nhi, còn Giang Đại Nhi mừng rỡ nhìn chiếc 19 tỏa ánh sáng màu lam. Phối hợp với việc đưa ra 19, Thịnh Hâm một tuần sau ngày Quốc Khánh long trọng đưa ra nghiệp vụ chuyên doanh di động. Lấy lời Thiệu Tâm Văn mà nói, hai cô gái xinh đẹp nhất của Thịnh Hâm bọn họ được phái làm cu ly chuyên giới thiệu 19, Y08 rồi. Thiệu Tâm Văn gọi điện tâng công với Trương Khắc, bị Y trả lời. Được, tôi hiểu vất vả của anh rồi. Tôi rất cảm động, đợi về kiến nghiệp tôi sẽ mời riêng hai cô gái đó đi ăn cơm. Thiệu Tâm Văn thiếu chút nữa tức hộc máu, thế có khác nào đem hoa tươi của Thịnh Hâm đi nhét vào miệng hổ. Thịnh Hâm mở siêu thị chính ở phố Tân Thị, doanh thu hơn nửa năm đột phá 1,2 tỷ, cả năm có hy vọng đạt tới 2 tỷ, đây là con số làm người ta không sao tưởng tượng nổi, làm sĩ khí của Thịnh Hâm tăng vọt, từ đó liên tục thực thi chiến lược siêu thị chính mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Đem so với Thịnh Hâm thì Hải Thái hiện chỉ có thể củng cố phân ngạch ở thị trường trong tỉnh. Có ai ngờ chỉ bước sai một bước, lại bị Thịnh Hâm kéo giãn khoảng cách lên tới như vậy. Hải Thái có 13 siêu thị trong tỉnh, vậy mà doanh thu cả năm chỉ miễn cưỡng được 2 tỷ. Quảng cáo 19 chủ yếu tập trung vào người dùng cao cấp, lấy quảng cáo ở côn đằng online, tạp chí cùng DTHTW làm trọng điểm. Ở bình diện giới truyền thông, tập trung các tạp chí màu kỹ thuật in ấn chất lượng cao, thể hiện hình tượng lẫn phẩm chất của 19. Lực độ quảng cáo 108 thì mãnh liệt hơn nhiều, ngày 3 tháng 19, tất cả các đài truyền hình thành phố lớn và vừa, các loại báo chí, pano áp phích quảng cáo ngoài trời đồng loạt tung ra quảng cáo 108, tựa hồ muốn đem năng lượng kìm nén suốt 5 tháng của Ái Đạt bung ra hết vậy.
Thế đông mùa thu của Di Động Ái Đạt như đốm lửa nhỏ trên thảo nguyên thu đông, bừng lên ngọn lửa dữ dội. Trước đó bốn công ty Ái Đạt, Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng tiến quân vào sản nghiệp di động rất được giới truyền thông trong nước chú ý, thêm vào Ái Đạt rất biết tạo thế trên thị trường, nên giới truyền thông thiêu đói đăng tải nối liền không đoát. Sau khi có được giấy phép sản xuất The TDD, Liên Tín đưa ra sản phẩm đầu tiên, dựa vào nền tảng tiêu thụ sản phẩm điện tử thông tấn trước đó, tháng 7 đột phá 2 vạn chiếc, làm doanh nghiệp điện tử khác có giấy phép sản xuất di động ngứa ngáy. Tiếp theo Liên Tân, Đông Hưng nối nhau ra di động, lượng tiêu thụ rất đáng mừng, giới truyền thông trong nước ra sức lớn tiếng nói thời đại di động sản xuất trong nước đã tới. Thế nhưng tập đoàn Ái Đạt trước đó được kỹ thuật từ Ti mới được giới truyền thông và người trong nước kỳ vọng nhất. Giới truyền thông dự đoán nhanh nhất đầu tháng 8 Ái Đạt có thể đưa ra sản phẩm. Không ngờ tháng 8 trôi qua đi, di động của Ái Đạt không thấy tăm hơi, chỉ khua chiêng gióng trống khởi động kế hoạch vườn xôi. Tới tận trung tuần tháng 8 mới nghe phong phanh thời gian Ái Đạt đưa ra di động là hạ tuần tháng 8. Ngày 20 tháng 9, Ái Đạt tuyên bố trì hoãn thời gian đưa ra sản phẩm, rất nhiều người kỳ vọng vào Ái Đạt bắt đầu dao động. Nên đám Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông mới sinh lòng khinh thường Ái Đạt. Di động của Liên Tín đã tung ra thị trường được 3 tháng, liên tục có lợi nhuận 20 triệu mỗi tháng, Ái Đạt nếu không có nguyên nhân đặc thù không thể bỏ đi món lợi cách xù này được. Tiêu Thụy Dân tràn trề tự tin tới Hong Kong khai phá thị trường nước ngoài, tại đây bị Trương Khác cho một cái tát đanh gọn, hoảng sợ chạy về Bắc Kinh. Ái Đạt ẩn mình 5 tháng, thì ra chỉ để chiếc di động đầu tiên có được đột phá về thiết kế. Khi chiếc 19 chính thức kéo tấm khăn thần bí bao phủ, cả thị trường tức thì kinh động rồi sôi trào. Chương 642, kế hoạch của Tạ Tử Gia. Tòa nhà Thiên Hà phía đông đường Thiên Hà là nơi đặt tổng bộ của điện khí Hải Thái. Tạ Ý sau khi tiếp nhận Hải Thái liền đem tổng bộ từ Huệ Sơn chuyển về đây, đồng thời cũng chủ kiến một siêu thị điện máy cỡ lớn hơn 4.000 m², tới đây coi như hoàn thành bố cục chuỗi siêu thị trong tỉnh. Tạ Ý ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, chân đặt trên mặt bàn, mười ngó tay chập lại, không hề vì thành tựu trước mắt mà có chút tự đắc nào. Trên tường treo một chiếc TV Nhật Bản, đang đưa tin hoạt động marketing của siêu thị Thịnh Hâm tại đường Tân Thi, bị Khoa Vương hút mất 200 triệu. Khiến cho Hải Thái không còn tài chính tranh vị trí ở đường Tân Thị với Thịnh Hâm, làm Tạ Ý nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói. Tạ Ý bất chấp hình tượng gác chân lên bàn, nhìn Tạ Tử Gia học tư thế thục nữ ngồi ở mé bên cạnh bàn, hắn biết cô em gái mình tuyệt đối không phải thục nữ gì, hỏi. Em gái, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm anh? Nếu chẳng phải anh thơ thoảng còn tới trường học lấy lòng em, anh hoài nghi em quên mất người anh này rồi. Thịnh Hâm chỉ riêng một siêu thị đã kiếm được 1,2 tỷ, anh có vì thế mà thấy khó thở không? Tạ Tử Gia chớp chớp mắt nói. Nếu em tới đây để chế nhạo anh thì cảm ơn, mời tự xuống lầu bắt xe về trường đi. Không cần phải lãnh đạm với em gái mình như thế. Tạ Tử Gia cười giảo hoạt. Em vất vả kiếm quà tặng anh mà, nếu em nhớ không nhầm 1-2 ngày nữa là sinh nhật của anh phải không? 1-2 ngày nữa. Tạ Ý liếc nhìn hai chiếc di động đặt trên bàn, hắn không thể nói với Tạ Tử Gia hôm qua hắn nhờ người ta kiếm được hai chiếc di động này rồi, nói ra chỉ bị cô bé đánh đá này nhạo báng, không khách khí nói. Anh hoài nghi máu em có phải máu lạnh hay không, IQ tới 190 mà sinh nhật anh ruột cũng không nhớ, hôm qua anh cô đơn một mình ăn mì thọ rồi, cảm ơn. Em có việc gì, cứ nói thẳng đi. Nhớ lại năm ngoái Lục Ca còn tự tin nói năm nay sẽ theo kịp Ái Đạt. Lời này em đợi kiếm nam rảnh rỗi tới rồi nói, anh không có nghĩa vụ nhận lời nhạo báng thay cho nó. Tạ Ý cắt ngang lời em gái. Tạ Tử Gia hừm một cái. Nói gì phải có đầu có đuôi chứ, lúc này ai còn dám nói trong vòng một năm có thể đuổi kịp Ái Đạt. Nói ra người ta cười cho rụng răng. Được, được, nói đi anh nghe đây. Tạ Ý đôi khi cũng lấy việc hành hạ tiểu ma đầu trong nhà ra làm trò vui, thấy em gái hờn dỗi, cười đắc ý. Tạ Tử Gia đánh miệng về hai chiếc di động 19i08 trên bàn. Anh muốn chia một chén canh trong đó không? Không muốn, tham nhiều ắt mất. Tạ Ý lắc đầu. Thực sự không muốn. Tạ Tử Gia nhoài người lên bàn, mở to mắt nhìn anh trai. Thực sự không động lòng. Muốn cũng vô ích thôi. Tạ Ý tránh ánh mắt Tạ Tử Gia. Chẳng biết năm sau bộ bưu điện có phát giấy phép nữa không, cho dù có.
ai dám có khí phách của Cẩm Hồ đi tranh giành với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Ủy ban Quốc gia? Khí phách của Cẩm Hồ? Tạ Tử Gia nghi hoặc nói. Hình như anh có hơi sùng bái Cẩm Hồ thì phải. Thực sự cầu thị mà nói thì đúng là như thế, chẳng lẽ miệng nói đối thủ không đáng một xu là có thể đạp đối thủ dưới chân? Tạ Y cười nói. Anh đâu có hèn hạ như vậy, cho dù có, nói không chừng lại làm em tóm được cơ hội trêu chọc. Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có thể không cần chuẩn bị gì, không làm cái gì, cứ nhập di động bán thành phẩm về dán nhãn hiệu là thành di động sản xuất trong nước rồi. Xí nghiệp khác có thể thoải mái như họ không, nên không có khí phách của Cẩm Hồ, doanh nghiệp dân doanh không thể cạnh tranh với họ được. Bỏ đi những ân oán, Cẩm Hồ đúng là đối thủ quá tôn kính, chẳng phải em cũng luôn nghiên cứu Cẩm Hồ đó sao? Rồi cầm lấy chiếc 19. Chiếc di động này còn xa mới có thể nói là tự sản xuất, trừ thiết kế bề ngoài ra, thêm vào mở rộng 1/4 màn hình, thay nền màu lam, xử lý âm tần và nâng cấp chip xử lý. Chỉ những động tác chừng như không đáng kể này đã khiến linh kiện không tự sản xuất của họ nhanh chóng hạ xuống. Ngay cả tình hình đó, mà họ vẫn phải 2 lần trì hoãn ngày ra mắt, sản lượng tiêu thụ 19 hạn chế, có thể thấy kỹ thuật bọn họ đưa vào từ ti không đủ dùng. Hoặc trình độ công nghệ của bản thân Cẩm Hồ chưa đủ phá thuy kỹ thuật hạng 2 của ti. À, thì ra anh sớm đã phân tích 2 chiếc di động này rồi, hại em sáng sớm phải xếp hàng nửa ngày ở Thịnh Hâm mới mua được. Tạ Tử Gia nói với giọng hơi châm chích. Đó là em tự chuốc lấy khổ thôi, có chuyện gì sao không nói thẳng ra. Tạ Ý cười thản nhiên, mở ngăn kéo lấy 2 chiếc di động được tháo thành linh kiện ra, hắn đang suy nghĩ 2 vấn đề, một là 2 chiếc di động này. 2 là nghiệp vụ chuyên doanh di động của Thịnh Hâm, không cẩn thận bị lộ tẩy rồi. Vì sao Cẩm Hồ phải khởi động kế hoạch vườn xôi? Bọn họ muốn dùng nó để bù đắp sở đoàn của mình, tự tin của bọn họ dựa vào 4 tỷ kiếm được ở Ong Công, nếu không chưa chắc bọn họ có dũng khí tiến hành bố cục công nghiệp này. Nhưng một khi bọn họ khởi động rồi, đúng là vĩnh viễn sẽ ném đối thủ cạnh tranh trong nước lại đằng sau. Cho dù không có khí phách của Cẩm Hồ, cũng không phải là không thể chia một chén canh. Tạ Tử Gia nhởn như nói. Cho dù anh không có dũng khí đuổi theo Cẩm Hồ, chẳng lẽ giận dỗi không cho Hải Thái triển khai nghiệp vụ chuyên doanh di động? Tạ Ý 2 ngày qua suy nghĩ chuyện này, mặc dù tất nhiên sẽ bị người ta cười nhạo mô phỏng Thịnh Hâm quá rõ ràng, song làm ăn không thể ngại những điều này, chỉ là hắn không muốn thừa nhận với Tạ Tử Gia, làm ra vẻ mất kiên nhẫn. Có chuyện gì mà cứ lề mà lề mề nửa ngày trời không nói ra lời? Thời gian của anh không phải có thể lãng phí tùy tiện như thế đâu đấy. Còn nói em máu lạnh, nếu không phải muốn tăng cường tình cảm anh em thèm vào lắm lời với anh vì những chuyện này. Tạ Tử Gia bĩu môi, vô cùng bất mãn với thái độ lãnh đạm của anh trai. Trong 4 công ty có giấy phép sản xuất di động thì Liên Tấn có năng lực thị trường yếu nhất, thực ra ngay cả Liên Tín cũng không mạnh ở mặt này, nếu không phải Ái Đạt quá mạnh, em nghĩ bọn họ nhất định không bỏ khát vọng chiếm cứ nhiều phân ngạch thị trường hơn. Anh nói bọn họ có đồng ý để doanh nghiệp khác dán thương hiệu của bọn họ để chiếm thêm phân ngạch thị trường không? Ồ, mau mau nói tiếp. Tạ Ý dục. Em đã nghĩ rồi, giống như Liên Tấn, năng lực thị trường kém, nếu như có doanh nghiệp sẵn lòng lấy giá tương đối thấp bao thầu thêm nhiều đi động Liên Tấn, bọn họ sẽ không từ chối đâu, chỉ cần tổng doanh lợi gia tăng là được. Một phương diện khác, nếu có thể trực tiếp lấy được chi phí nhãn hiệu, nói không chừng cũng sẽ chấp nhận đem giấy phép trong tay bọn họ cho doanh nghiệp khác mượn trực tiếp sản xuất di động thương hiệu Liên Tấn, sản xuất, tiêu thụ, hậu mãi, những công đoạn này không cần các vị quan lão gia ra mặt phụ trách, hơn nữa sau khi làm lớn lên sẽ khiến thương hiệu Liên Tấn tăng giá. Anh nói bọn họ có từ chối không? Tạ Ý trầm ngâm. Anh thấy suy nghĩ này ra sao? Tạ Tử Gia lòng bàn tay áp lên mặt bàn hơi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên mờ u bàn tay, sốt ruột. Mắt mở to hết cỡ nhìn Tạ Ý. Nghe có vẻ không tệ, anh phải nghĩ cho kỹ. Tạ Ý nhất thời không quyết định được. Ba lúc này đang họp, lát nữa anh gọi điện cho ba thương lượng. Thương lượng với ba làm gì, bọn em chỉ định hợp tác với anh, chuyện này tạm thời đừng nói với ba. Hả? Tạ Ý ngẩn ra. Em định tự thực thi kế hoạch này. Chương 643, tính toán vẹn toàn. Trong tài khoản của em còn hơn 10 triệu, em chẳng thèm trộn lẫn với bọn anh. Tạ Tử Gia chu mỏ lên. Em nghĩ Hải Thái thế nào cũng phải học Thịnh Hâm, có thể coi Hải Thái là một kênh thị trường lớn, nhưng em không muốn trộn lẫn với bọn NH đâu.
vậy bọn em là ai với ai? Tạ Ý nổi hứng, không ngờ cô bé này muốn vỗ cánh bay một mình. Cho dù anh đồng ý lấy Hải Thái cho bọn em tiêu thụ hàng, nhưng bọn im mà đi thương lượng với Liên Tấn, Liên Tín thì bọn họ chẳng thèm nhìn em lấy một cái đâu. Chuyện này anh không cần phải lo, chỉ cần anh đồng ý cho bọn em mượn Hải Thái tiêu thụ hàng là được. Tạ Tử Gia rất bực mình với cái thái độ truy hỏi tới cùng của Tạ Ý. Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có tư cách cạnh tranh công khai với Cẩm Hồ ở thị trường di động sao? Anh xem sách lược của Cẩm Hồ định ra 19 phân khúc cao cấp, 6.988 đồng, Y08 phân khúc tầm trung 3.988 đồng, định vị rõ ràng, mà hai cái giá này kẹp giữa cái giá 5.000 đồng của ba nhà kia, di động 5.000 yên của bọn họ, trên không cạnh tranh nổi với 19, dưới, không có ưu thế rõ ràng so với Y08, bị kẹp giữa sẽ rất khó chịu. Gập từng ngón tay nhỏ tự tin nói. Nếu hạ giá cạnh tranh với Y08 trong thời gian ngắn khác gì tát vào mặt bản thân. Mà em nghĩ, bọn họ chắc gì hiểu nổi dụng tâm hiểm ác về giá của Cẩm Hồ, nếu không có thế mạnh hành chính, bọn họ không có tư cách cạnh tranh với Cẩm Hồ. Khi bọn họ bị Cẩm Hồ bỏ lại đằng sau, có lẽ bọn nhỏ sẽ đau đớn, nhưng chẳng phải càng có khả năng lựa chọn con đường nhẹ nhàng hơn sao. Nhưng thương hiệu ra, lượng tiêu thụ tính cho bọn họ, để bọn họ có thành tích, còn có lợi là thu phí thương hiệu. Được rồi, anh hiểu bọn em có đủ thủ đoạn rồi. Tạ Ý không muốn nghe em gái nói chuyện thao tác chi tiết, nói trắng ra, đám nắm quyền ở doanh nghiệp bộ ủy ban kia không phải không có tầm nhìn xa rộng, mà là tầm nhìn xa rộng không phù hợp với lợi ích bản thân, cho nên để lại rất nhiều không gian thao tác, từ nhỏ cha hắn để rèn Tạ Tử Gia mấy loại chuyện này rồi, còn hắn không thích. Cho dù bọn em có thể đàm phán ổn thỏa, nhưng bọn em định lấy linh kiện ở đâu ra? Lắp đặt ở đâu? Em cho rằng bọn em có tư cách đàm phán với Philip Ericsson về chuyện này sao? Tạ Tử Gia cầm chiếc Y08, múa may trước mặt anh trai. Anh nói tỷ lệ sản xuất linh kiện của Ái Đạt tương đối cao, nếu lột đi cái vỏ của nó, đổi lại vỏ của Liên Tín, anh thấy tính khả thi ra sao? Lại ra chiếc 19 lên. Anh nói trong tay Cẩm Hồ chỉ có kỹ thuật hạng 2, nhưng anh không thể phủ nhận Cẩm Hồ làm ra sản phẩm hạng nhất. Yếu quyết ở đâu? Còn chẳng phải bỏ công vào thiết kế sao? Điểm này vừa khéo là thứ dễ nhất, chỉ cần có linh kiện của Y08, bọn em chưa chắc không thể làm tốt hơn. Em chắc chắn thuyết phục được Cẩm Hồ cung cấp linh kiện cho bọn em. Tạ Ý không hiểu tiểu nha đầu này làm sao có thể suy nghĩ thấu triệt như thế, máy của Cẩm Hồ tung ra thị trường mới 2 ngày. Chẳng phải Cẩm Hồ cũng cung cấp linh kiện cho Tân Nguyên sao? Cẩm Hồ có ân oán với các anh, còn chẳng có ân oán gì với bọn em. Nên em mới chẳng thèm trộn lẫn với bọn anh. Tạ Tử Gia chôn mũi. Anh đừng quên tên đó là bạn học của em, nếu y muốn yên tĩnh trốn trong trường, sẽ không thể từ chối yêu cầu nho nhỏ này của em được. Vậy bọn em là ai? Tạ Ý không để cho nha đầu này bẻ lái dễ như thế. Em hay là Trần Tĩnh, bọn em định lợi dụng danh nghĩa khoa vương đấy à? Anh thông minh đó, đoán trúng rồi. Tạ Tử Gia nghiêm túc nói. Không được nói với ba đâu đấy. Tạ Ý chỉ biết lắc đầu. Chuyện này giấu ba mãi sao được, em bảo sau này anh phải giải ăn nói với ba ra sao. Trước kia định lập mấy công ty rỗng ruột, đem thương hiệu cùng tài xả vô hình của Khoa Vương đặt vào đó, ai ngờ Chu Phú Minh lấy nhược điểm của Cẩm Thành chen ngang, kiến nghị để tập đoàn Đại Nhã độc lập khống chế công ty hữu hạn Khoa Kỹ Khoa Vương. Mặc dù cả quá trình Trần Gia Thiện lẫn Trần Tĩnh không tỏ thái độ, nhưng mọi người không phải đồ ngốc. Hai nhà từ nay bằng mặt không bằng lòng nữa rồi. Tiếp nhận địa ốc Cẩm Thành không thể thiếu sự hỗ trợ của Chu Phú Minh, nên bị ép trao quyền khống chế công ty đó cho Đại Nhã. Tóm lại chuyện xử lý như thế, nhưng lòng không dễ chịu, Tạ Ý biết nếu cha hắn biết Tạ Tử Gia hợp tác với Trần Tĩnh tiến quân vào thị trường đi động sẽ ngăn cản, huống hồ lại còn mượn kênh tiêu thụ của Hải Thái. Em có cần anh giải thích gì với ba đâu, em chỉ muốn hỏi, anh có giúp bọn em hay không? Tạ Tử Gia ngoẹo đầu hỏi thẳng luôn. Em cũng không dùng miễn phí kênh tiêu thụ của Hải Thái. Xem bọn em làm tới bước nào đã. Tạ Ý lắc đầu, hắn không có gan lập tức từ chối Tạ Tử Gia, chọc giận nha đầu này sẽ càng đau đầu hơn. Vậy em coi như anh đã đồng ý, anh không được quỵt đâu đấy. Tử Tử Gia nhảy bật dậy reo lên. À, em còn có vài việc phải đi trước, không ăn tối với anh được đâu. Không phải chứ.
chỉ muốn lợi dụng anh trai mình cũng không thể làm trắng trợn như thế. Này! Tạ Ý muốn gọi Tạ Tử ra cầm hai cái di động đi, nhưng cô nhóc đã chuồn khỏi văn phòng rồi. Tạ Tử ra tung tăng đi xuống lầu, lấy chiếc 19 màu xám ra, 19 trên thị trường không có loại mày này, đó là chiếc trương khác nhờ người tàng khô Trần Tĩnh làm quà khai trường cho Tạ Tử ra. Trần Tĩnh, em xử lý xong anh trai em rồi. Điện thoại vừa thông, Tạ Tử ra hưng phấn nói. Chị đồng ý với em rồi nhé, chỉ cần em thuyết phục được anh em thì chị đích thân tới Cẩm Hồ đàm phán chuyện linh kiện, chị không được chối không đi đâu. Ngoài ra Liên Tín vừa thành lập công ty Nam Phương ở Kế Nghiệp, có thể để Úc Bình tiếp xúc với họ. Chỉ cần đàm phán thành chuyện linh kiện với Cẩm Hồ thì lấy thương hiệu Liên Tấn hay Liên Tín cũng được. Tóm lại chuyện này trăm cái lợi mà chẳng có cái hại nào. Tạ Tử ra nghiền ngẫm việc này từ chiếc 19 mẫu, cho nên cùng Trần Tĩnh cân nhắc thấu triệt các chi tiết rồi. Nếu không đàm phán thành chuyện thương hiệu thì bỏ đi. Trần Tĩnh nói nhỏ. Chị đi nói chuyện linh kiện với Cẩm Hồ ngay đây. Sao không thành được chứ? Tạ Tử ra cười hi hi. Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng không thể cả ba đều là khúc xương cứng được, nếu để Lục Ca ra tay, nói không chừng hạ luôn cả ba công ty. Toàn nghĩ ra những thứ méo mó lệch lạc, không hiểu sao em học những thứ này. Ngày 5 tháng 10, Trương Khắc vẫn ở Hong Kong, nhận được điện thoại của Tô Tân Đông, nói Trần Tĩnh tới Cẩm Hồ đàm phán chuyện mua linh kiện đi động. Trương Khắc biết bao thầu, dán mát sẽ thành một trào lưu di động nội địa sau này, cục diện ấy không thể dựa vào nỗ lực một mình Cẩm Hồ mà thay đổi được, nhưng không ngờ Đại Nhã lại muốn chen chân vào con đường tắt sản nghiệp điện thoại di động nhanh như thế. Y không biết, từ đầu tới cuối toàn là chủ ý của Tạ Tử ra. Trương Khắc suy nghĩ một lúc, thấy nên gọi điện cho Trần Tĩnh thảo luận kỹ hơn. À, nghe nói anh đang ở Hong Kong. Giọng nói trong veo của Trần Tĩnh từ di động truyền ra, có thể tưởng tượng được dung mạo yêu nhã của cô, Trương Khắc do dự một chút, vẫn đi thẳng vào vấn đề. Tôi vừa nhận được điện thoại của anh Tô, nói các cô định tiến vào thị trường di động. Chương 644 Xu thế không thể ngăn cản. Trần Tĩnh đem ngọn ngùa ngài thích rõ ràng, Trương Khắc đau đầu, té ra là cô nhóc Tạ Tử ra muốn mượn sát cao khoa khoa vương bày trò, không kìm được hít sâu một hơi, trong Tạ ra có quái thái này rất có nhãn quang đầu cơ, điều ấy cả Tạ Kiếm Nam, Tạ Ý đều không bì được, chỉ không ngờ cô ta vừa vào đại học đã muốn thể hiện tài năng. Tử ra nó cứ luôn thích quậy phá, Úc Bình lại còn hùa vào, nếu không phù hợp với sách lược của Cẩm Hồ, tôi sẽ khuyên Tử ra bỏ là được. Trần Tĩnh rất cảm thông cho khó của Trương Khắc, giọng rất dịu dàng tùy mị. Trương Khắc không tiếp xúc mấy với Úc Bình, nhưng qua loạt sự kiện vừa rồi, đúng là cô ta rất có thủ đoạn, ba cô gái tụ lại, không biết sẽ khiến khoa vương cao khoa trở thành thế nào. Trương Khắc không hề do dự nói. Nếu các cô có được quyền thương hiệu, Cẩm Hồ cũng không phải hoàn toàn không thể suy xét, nhưng chuyện này là đối sách sản nghiệp khá lớn, tôi sẽ bảo đảm Tô Tân Đông suy nghĩ nghiêm túc khả năng của nó. Cúp điện thoại, Trương Khắc ngồi xuống bàn làm việc chống cằm trầm tư, Hứa Tư gõ cửa đi vào y vỗ bàn bảo cô ngồi lên đùi mình. Hứa Tư lườm y một cái, ôm lấy Trương Khắc từ đằng sau, nhìn mây trời bên ngoài. Tối nay sẽ bay về Kiến Nghiệp, Đường Thanh kéo Trần Phi Dung đi mua sắm, buổi sáng Trương Khắc có chuyện tới công ty xử lý. Mấy ngày qua nguy cơ kinh tế bắt đầu lan tràn tới Hàn Quốc, Trần Tín Sinh bị Trương Khắc đuổi tới đó cùng Tiêu Tấn Thành. Tôn Thượng Nghĩa thì tới Đài Loan cùng Quách Tùng Duyên tới Đài Loan tìm Liễu Chí Thành. Trương Khắc hôm nay tới công ty, liền nghe được báo cáo của Trần Tín Sinh, bọn họ vừa mới đàm phán thành công một phương án mua kỹ thuật liên quan tới máy thu âm. Xem fax truyền về, Trương Khắc xem qua, kỹ thuật này vẫn không thể thực hiện lên chip cơ bản, nếu không đã có thể trực tiếp tăng thêm công năng của di động hay MP3, có điều có thể phong phú thêm sản phẩm của Ái Đạt, mua kỹ thuật này không phải sai. Trương Khắc thư thái dựa đầu vào bầu ngực mềm xốp của Hứa Tư, chẳng nói chuyện kỹ thuật nhàm chán kia với cô, mà nói chuyện đám Tạ Tử ra, Trở Tĩnh có ý tiến quân vào sản nghiệp di động. Ấn tượng của Hứa Tư với Tạ Tử ra hoàn toàn từ lời kể của Trương Khắc, ồ một tiếng. Cô bé đó lợi hại thật đấy. Đúng là lợi hại, có điều ngực hơi nhỏ một chút. Trương Khắc cười cợt, cọ cọ đầu vào bầu ngực Hứa Tư. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngực cô nương nhà người ta, cái đồ đại sắc lang. Hứa Tư ôm lấy đầu Trương Khắc, không cho y động đậy lung tung, bàn tay xoa cằm lún phún râu của y. Nói thật đi, cậu thấy chuyện này ra sao?
Tôi thấy nó có lợi cũng có hại cho Cẩm Hồ, song lợi ích lớn hơn. Đối với nghiệp vụ di động của chúng ta thì tác động đúng là có, song chúng ta cho dù khuyên đám Trần Tĩnh bỏ suy nghĩ này thì những người khác cũng sẽ mau chóng nghĩ tới, đồng thời thực thi, một khi có người dẫn đầu, xu thế sẽ khó ngăn cản được. Người trong nước cũng có năng lực sáng tạo đấy, nhưng năng lực mô phỏng sao chép càng khủng khiếp hơn, giống như đầu đĩa vậy, chỉ 2-3 năm thôi đã có hơn 100 thương hiệu rồi. Trương Khắc thở dài. Đây không phải chuyện mình chúng ta nỗ lực là có thể thay đổi được, chỉ là em không ngờ nó tới nhanh như thế. Hứa Tư trầm ngâm hỏi. Tôi chỉ lạ là Tạ Tử Gia nghĩ ra kế hoạch này mà sao Tạ Gia không làm. Ai mà biết chứ? Trương Khắc đem chuyện lần trước ăn cơm ở Hồ Tử Hà, Tạ Tử Gia ngay cả Tạ Hán Tính cũng muốn hãm hại. Cô bé này là một quái thái, nói không chừng thân thiết với Trần Tĩnh, muốn một mình vỗ cánh bay. Có lẽ Tạ Gia biết nếu bọn họ tới nói chuyện linh kiện di động với chúng ta, chưa nói chuyện mất thể diện, nếu chúng ta chẳng thèm để ý, chẳng phải bọn họ càng mất mặt hơn sao? Hi hi, cậu mà cũng có lúc phải bỏ chạy thế sao? Hứa Tư tưởng tượng cảnh Trương Khắc phải cuống cuồng bỏ chạy, cười suốt. Mà bọn họ lấy được linh kiện từ phía chúng ta và từ phía doanh nghiệp hải ngoại, giá thành sẽ chênh nhau rất lớn. Cũng không lớn lắm đâu. Trương Khắc lắc đầu. Chúng ta cung cấp linh kiện cho bọn họ, sao có thể nhịn không cắn một miếng to? Có điều vấn đề này không đơn thuần như thế. Một điểm có lợi là đây là cơ hội để Cẩm Hồ chính thức bước vào hàng ngũ doanh nghiệp cung cấp linh kiện, tức là đã cướp một chén canh lớn của doanh nghiệp hải ngoại. Có điều không thể không suy xét tới thái độ của bộ bưu điện. Một vấn đề khác, ba công ty kia sẽ có thái độ ra sao về việc này? Hiện trong nước hạn chế điện thoại di động hải ngoại, nên doanh nghiệp PDTDD nước ngoài vì cố gắng chiếm thêm nhiều thị phần trong nước, chủ yếu thông qua phương thức cung cấp linh kiện cho doanh nghiệp trong nước đòn nhãn hiểu hơn, tất nhiên còn cả buôn lậu đưa hàng vào trong nước. Cẩm Hồ tiến quân vào hàng ngũ cung ứng linh kiện vốn là điều Trương Khắc kỳ vọng, giống như doanh nghiệp DTDD nước ngoài vào trong nước bị hạn chế, di động Ái Đạt muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á cũng gặp phải hàng rào tương tự, nên chia nhỏ xé lẻ ra là một phương thức hữu hiệu. Ở trong nước, Cẩm Hồ cũng không thể cản làn sóng doanh nghiệp mượn thương hiệu xuất hiện, so với việc ngăn cản, chẳng bằng âm thầm chiếm lấy thị trường này, để Cẩm Hồ phát triển chuỗi sản nghiệp đầu nguồn. Từ tầm nhìn phát triển lâu dài của doanh nghiệp mà nói, tùy ý cho doanh nghiệp khác dùng nhãn hiệu của mình tuyệt đối không phải là hành vi sáng suốt, nhưng đối với những doanh nghiệp trực thuộc bộ ủy ban kia, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của nhà quản lý là không đồng nhất. Huống chi Liên Tín trực thuộc bộ bưu điện, Đông Hưng và Liên Tấn trực thuộc bộ công nghiệp điện tử, vốn mang mâu thuẫn rất sâu. Vấn đề này Trương Khắc trao đổi điện thoại với Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh, cơ bản có thể khẳng định ba công ty kia sẽ không tiến bước theo hướng doanh nghiệp cung ứng như Cẩm Hồ, căn bản không thể ngăn bọn họ câu người khác dùng thương hiệu của mình. Một phương diện khác, những doanh nghiệp kia có được quyền dùng nhãn hiệu từ ba công ty trên, vậy Cẩm Hồ cung cấp linh kiện cho bọn họ căn bản không phải bận tâm tới bên bưu điện có thái độ gì. Đây đúng là cơ hội Cẩm Hồ không nên từ bỏ. Mọi người phân tán ở các nơi nên phải chia nhau ra gọi điện thoại rất phiền phức, đợi mạng cao tốc của vườn sồi làm xong, ở kiến nghiệp có thể tổ chức cuộc họp trực tuyến đa phương rồi. Gọi liền 8-9 cuộc điện thoại, Trương Khắc cảm thấy đầu óc váng vất, may nhờ có Hứa Tư chu đáo săn sóc khẽ day huyệt thái dương cho y. Mọi người đều tán thành việc làm của Khoa Vương Cao Khoa Hà. Lúc Trương Khắc gọi điện, Hứa Tư chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Bọn họ toàn những kẻ bừng bừng dã tâm mà. Trương Khắc cười bình phẩm. Lão Tô còn đề xuất có thể ủy thác cho Tân Nguyễn sản xuất một phần linh kiện đầu đĩa, như thế có nhiều sức lực tập trung sản xuất linh kiện di động. Cẩm Hồ trước giờ luôn nâng đỡ Tân Nguyên không tiếc sức lực, trừ tạo dựng cơ sở công nghiệp điện tử vững chắc cho Hải Châu ra, cũng vì cậu muốn mượn nguồn lực của Tân Nguyên chứ gì. Hứa Tư quá hiểu Trương Khắc rồi. Đúng là thế. Trương Khắc gật đầu, ôm lấy eo Hứa Tư, không quên nói vài câu ngọt ngào. Chỉ có chị là hiểu em nhất, sách lược phát triển của Cẩm Hồ là hướng tới phân khúc thị trường cao cấp, nhưng không thể mở rộng sản xuất một cách không giới hạn được. Cho nên phải tách một số nghiệp vụ tầm trăng và thấp ra, cuối cùng chỉ nắm giữ kỹ thuật hạch tâm là được, như thế mới có thể hình thành kết cấu quần thể sản nghiệp kiểu kim tự tháp vững chắc. Chương 645, tạm thu quân. Nghiệp vụ đầu đĩa của chúng ta hiện đã có thể từng bước thực hiện việc chuyển hóa này rồi, nghiệp vụ di động mới bắt đầu, cần phải bồi dưỡng một thời gian.
Cao Khoa Khoa Vương có điều kiện thành doanh nghiệp ủy thác của Cầm Hồ hay không thì hiện chưa cần suy nghĩ vội. Trương Khắc đặt cơ thể mềm mại của Hứa Tư lên đùi mình, tận hưởng xúc cảm tuyệt diệu từ cặp mông đầy đặn đàn hồi. Cẩm Hồ muốn thành nhà cung ứng linh kiện di động, phải tránh doanh nghiệp mượn nhãn hiệu kia lấy được linh kiện của Cẩm Hồ sản xuất ra sản phẩm cùng chất lượng, như thế phải thiết kế ra nhiều phương án DTDD khác nhau. Cậu luôn lo nhân viên trung tâm thiết kế sản phẩm chỉ biết cầm lương sống qua ngày sao. Giờ thì không cần lo nữa rồi. Trương Khắc dụi đầu vào ngực Hứa Tư hít hà. Em đâu nhỏ nhen thế, chỉ sợ bọn họ cũng khát vọng thể hiện giá trị của mình ấy chứ. Lúc nãy ở ngoài cửa sổ còn trời trong mây tạnh, vậy mà chớp mắt một cái mây đen đã ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu rơi, không biết Đường Thanh và Trần Phi Dung có gặp mưa không, nhưng có Phó Tuấn và lái xe công ty đi theo, chắc không đến nỗi. Trương Khắc tiếp tục giải thích cho Hứa Tư. Nếu như Trần Tĩnh muốn Cẩm Hồ cung ứng linh kiện cho bọn họ, thì hiện chúng ta cũng thể cung cấp bán thành phẩm đã cải biến di động Y08 cho họ mà thôi, phải giữ địa vị thị trường của 19 không bị suy chuyển là được. Hứa Tư đột nhiên hỏi. À nghe nói cậu đem chiếc di động mẫu tặng cho Phi Dung phải không? Tiểu Thanh và cô ấy thân thiết quá mà, tặng chiếc di động đó đi, em cũng xót chứ. Trương Khắc gãi đầu. Không dám nói hình vẽ hoa cỏ trên đó là tác phẩm của chị. Họ có thích không? Hứa Tư lo lắng hỏi. Cái di động đó ai thấy cũng thích, nếu không chị Tương đã chẳng tới chỗ chị kể chuyện. Ninh Hòe sẽ không lắm mồm. Hôm qua di động của Trần Phi Dung bị Tương Vi nhìn thấy, đương nhiên là cô ta kể với Hứa Tư. Hứa Tư cười nhu mì. Thích thì tốt, sau này cậu có thể chăm chú thiết kế những thứ tinh xảo lấy lòng các cô gái rồi. Em làm gì có tâm tình, có thời gian, nếu có để thời gian ấy bên chị còn hơn. Tôi chẳng thèm tin lời của cậu. Hứa Tư bĩu môi nguyết y một cái, thấy đã tới trưa, liền cùng Trương Khắc đi ăn cơm. Ăn trưa xong Trương Khắc còn phải đi dạo phố với Đường Thanh, mấy ngày này y thực sự cảm thụ được lời thân này ví sẻ làm hai được. Qua một trận mưa rào buổi sáng, không khí Hồng Kông đột nhiên trở nên mát mẻ, có chút cảm giác nhập thu rồi. Đối với người Hồng Kông mà nói cảm giác này sẽ không kéo dài được lâu, có lẽ mai thôi mùa hè sẽ lại quay về, nhưng đối với Đường Thanh và Trờ Phi Dung mà nói, thế là hai cô không phải trốn trong những căn phòng máy lạnh nữa, gọi Trương Khắc đi dạo phố Hồng Kông. Tôi sẽ bay về Kiến Nghị ít, nên đây là nửa ngày nghỉ cuối cùng rồi. Tới phía trước cửa hàng Bách Hóa Tân Thế Giới, nhìn thấy một cái sân khấu che vải lam, vây xung quanh có rất nhiều người giơ tay trên đầu đung đưa, trên sân khấu truyền ra tiếng hát của Giang Đại Nhi, Đường Thanh hưng phấn nói. Là Giang Đại Nhi đích thân đi tuyên truyền phải không, mình chưa bao giờ được trực tiếp nghe cô ấy hát. Rồi một trái một phải nắm tay Trương Khắc và Trần Phi Dung kéo đi về phía sân khấu. Đám Trương Khắc chen lấn được tới trước sân khấu thì không còn nghe thấy giọng ca của Giang Đại Nhi nữa, bản thân Giang Đại Nhi cũng chẳng thấy đâu, lúc này chỉ có 8 cô gái mặc váy xanh, đi tất lưới đang biểu diễn. Ôi tiếc quá, vừa mới hát xong. Trương Khắc thì chẳng sao cả, đứng ở phía dưới sân khấu ngắm nhìn các thiếu nữ mỹ lệ mép váy tung bay, cặp đùi trắng như ẩn như hiện, thơ thoảng còn thoáng thấy chiếc quần lót màu đen, tuyệt đối chẳng kém hơn nghe Giang Đại Nhi hát. Triệu Hải Chu vừa mới tới Hồng Kông phụ trách công ty tiêu thụ nhìn thấy Trương Khắc đang ngó nghiêng, còn tưởng ông chủ đi thị sát, vội vàng lấy tinh thần từ phòng thay y phục đi ra. Khắc thiếu gia tới rồi, hay là vào chỉ đạo công tác của chúng tôi? Có gì cần chỉ đạo chứ? Trương Khắc nhìn vẻ háo hức mong đợi của hai cô gái, chắc muốn vào phòng thay đồ phía sau gặp Giang Đại Nhi nên gật đầu theo Triệu Hải Chu. Giang Đại Nhi đúng là đang thay y phục bên trong. Tiếc là bị Lý Nguyệt Như và Hứa Duy dùng nhựa plastic che đi, chỉ lộ đầu ra ngoài cùng bóng dáng mờ mờ của tấm thân mạn diệu, không biết mặc xong y phục chưa, nhưng đô người thế này, chẳng thể thò đầu vào nhìn được, Trương Khắc chép miệng tiếc nuối. À, sao cậu tới đây? Giang Đại Nhi quay đầu lại, vui mừng nhìn Trương Khắc vén rèm cửa đi vào, trong lòng trào dâng chút xúc cảm thẹn thùng vui sướng, mặc dù có tấm nhựa che rồi, nhưng cô hiện mặc đồ lót, mặt như nhuốm một lớp mây hồng, kiều diễm vô song. Lên tiếng chào hai cô gái. Trần Phi Dung và Hứa Duy là hàng xóm lâu năm, quan hệ tất nhiên thân thiết, đi tới nói chuyện với Hứa Duy còn giúp cô cầm tấm nhựa che Giang Đại Nhi. Hôm qua chị gọi điện cho mẹ chị mới nghe nói em tới Hồng Kông chơi mà chẳng biết liên hệ với em ra sao. Hứa Duy nói chuyện với Trần Phi Dung xong, lại quay sang hỏi Trương Khắc.
sao cậu không tới Ảnh Loan Viên ở, phòng ở đó để trống mà, cần gì vào khách sạn ở chứ? À! Trương Khắc mắt né tránh, Hứa Tư ở Ảnh Loan Viên, cho y thêm vài lá gan nữa y cũng không dám đưa Đường Thanh vào đó ở, y đã điên đâu, bịa bừa. Không thể để các chị kiếm được cớ lười việc được. Đường Thanh đi tới giúp Lý Nguyệt Như cầm tấm nhựa, mỉm cười với Hứa Duy. Vậy đợi lần sau Phi Dung tới, bọn em sẽ ở Ảnh Loan Viên. Câu này làm tim Trương Khắc giật đánh thót, không dám nhìn Đường Thanh. Đường Thanh lại quay mặt vào trong nhìn Giang Đại Nhi, thốt lên. Chị Đại Nhi, chị đẹp thật đấy. Giang Đại Nhi mặt càng đỏ, Trương Khắc trông thấy cố kiềm chế kích động tới, giúp, có điều tình cảnh y bây giờ không hay chút nào, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nói gì. 6 giờ chiều máy bay cất cánh, mà Thịnh Hạ thì 5 giờ 30 tới Hong Kong, nên bọn họ chỉ ngồi chơi được một chút rồi tới sân bay đợi Thịnh Hạ. Diệp Kiến Bân theo Trương Khắc về Kiến Nghiệp, nghiêm túc tính ra, việc chuyển quỹ đầu tư, Diệp Kiến Bân đã bị nhốt ở Hong Kong 6 tháng rồi. Ngày 2 tháng 10, nguy cơ kinh tế Hàn Quốc bộc phát, tới ngày 3,4 đồng won liên tục điên cuộc sụt giá 8,8%. Không một ai dự liệu được chuyện xảy ra nhanh như thế, cả Trương Khắc cũng không, may là trước đó bọn họ không quá tham lam, sau khi thu tay ở Indonesia đã chuyển chiến tuyến sang đó, nên mới nắm bắt được cơ hội. Từ khi cơn bão tài chính bùng phát cho tới nay, đám Trương Khắc đã mò được ở trong đó số tiền cách xù 250 triệu đô la Mỹ. Mặc dù kinh tế châu Á sẽ còn tiến thêm một bước tới mép bờ sụp đổ rồi mới có cơ hội cải thiện, song đầu cơ tiền tệ sẽ càng ngày càng bị hạn chế, dù sao các ngân hàng cung cấp công cụ giao dịch cho những kẻ đầu cơ tiền tệ cũng cảm thấy sợ hãi cơn bão tài chính ngày càng lan rộng nào ôi. Cơn bão tài chính châu Á đã bắt đầu gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống tài chính Âu Mỹ. Những điều này tiến một bước áp ngân hàng đầu tư tham dự vào hoạt động đầu cơ. Trừ một phần tài chính tiếp tục để lại trong quỹ cho Nick Leeson tiếp tục tiến hành giao dịch đầu cơ thì đại bộ phận tiền sẽ chuyển vào tài khoản bí mật, dùng một năm hoặc nhiều hơn nữa để rửa sạch mới có thể đầu tư vào thực nghiệp trong nước. Nghiêm khắc mà nói thì số tiền này kiếm được không phải là phi pháp, nhưng phải chiếu cố tới tâm tình của người dân khu vực trải qua khủng hoảng, cả Ái Đạt lẫn Thịnh Hâm đều muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á. Mặc dù 250 triệu nhìn khủng khiếp thật, nhưng so với thị trường 500 vạn dân của Đông Nam Á thì không đáng nhắc tới. Chương 646, đêm về Kiến Nghiệp. Hoàng hôn trời lại bắt đầu đổ mưa, ngồi bên trong xe, hé ra một khe cửa kinh nhỏ, ngửi thấy được hơi thở của mưa, xe đi trên đường, cảm nhận được không khí tĩnh mịch hiếm hoi của Hong Kong. Sầu ly biệt không lớn lắm, nhìn hai cô gái thanh tú tíu tít trò chuyện hàng ghế trước, Trương Khắc đa phần thời gian ngắm mưa bên ngoài. Sắp đi rồi lại không thể gọi điện chào Hứa Tư một câu. Tới đại sảnh đợi Thịnh Hạ đi ra, Trương Khắc mới cùng Trần Phi Dung vào làm thủ tục xuất cảnh, Diệp Kiến Bân và hai trợ lý đã tới trước. Sắp đi vào phòng khách, Trương Khắc ôm lấy cơ thể ấm áp thơm tho của Đường Thanh vào lòng. Không gọi điện cho cô ấy sao? Đường Thanh ghé sát vào tai Trương Khắc hỏi nhỏ. Trương Khắc cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của cô, lắc đầu. Không cần. Tay siết chặt cơ thể Đường Thanh hơn một chút. Gọi đi, khi bạn ở cùng cô ấy, mình cũng hy vọng bạn còn nhớ tới mình. Đường Thanh áp mặt lên ngực y, nói. Bạn là đồ tham lam, nhất định phải nhớ mình, nếu không mình không tha cho bạn. Tất nhiên Trương Khắc thế nào cũng không thể gọi cho Hứa Tư trước mặt Đường Thanh, cô cho phép là một chuyện, y không thể không nghĩ tới tình cảm của cô, nhân lúc Đường Thanh nói chuyện với Thịnh Hạ mới ra ngoài gọi điện. Diệp Kiên Bân đợi y nói chuyện xong đi tới trêu. Thấy đau đầu chưa? Tôi chỉ nợ tình cảm, sao so được với món nợ xác thịt của anh? Trương Khắc đá xoáy lại. Nghe nói mỗi lần Đinh Văn Di tới Hong Kong, Diệp Kiến Bân cả ngày không bò ra khỏi phòng được, Nick Leeson còn lắm mồm đi tuyên dương khắp nơi, một lần còn lỡ miệng với Tôn Tĩnh Hương, chẳng biết sau đó Tôn Tĩnh Hương xử lý hắn ra sao, chắc là nợ xác thịt trả xác thịt. Lại thêm một ngày không lết nổi ra khỏi phòng nữa, cả hai cô gái đều đang ở tuổi hổ báo cả mà. Diệp Kiến Bân cười khổ không thôi, tên tiểu tử này thô bỉ như thế, lấy cái gì đấu khẩu với y. Thời tiết Hong Kong khác hẳn với Kiến Nghiệp, ở Hong Kong mấy ngày, Trương Khắc bị hai cô gái kéo ra bãi biển suốt, nhiệt tình nhất là Trần Phi Dung, khiến làn da hiện không còn trắng muốt như trước nữa, giống như phết một lớp mật ong mỏng, càng bóng, càng tăng thêm khỏe khoắn tươi trẻ. Máy bay hạ xuống sân bay quốc tế Kiến Nghiệp thì đã là 9 giờ,
ra đại sảnh mặc áo sơ mi dài tay mà vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cả Thịnh Hâm và Vườn Sồi đều phái xe tới đợi ngoài sân bay, Diệp Kiến Bân để Phó Tuấn và hai trợ lý vào xe của mình, hắn biết Trương Khác đối đãi với các cô gái xinh đẹp đặc biệt dịu dàng chu đáo, không dám tự ý chủ trương bảo Trần Phi Dung lên xe khác, hắn chủ động ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu lại nói chuyện với Trương Khác. Trần Phi Dung mấy năm qua thân thiết với Đường Thanh nên khoảng cách với Trương Khác cũng gần hơn rất nhiều, không thể không nhìn ra địa vị của Trương Khác ở Cẩm Hồ, song nhìn ra thì chỉ thế mà thôi, Trần Phi Dung càng nhìn thấy nhiều cái vô lại của Trương Khác hơn. Người ngoài đều luôn mang cảm giác thần bí sùng bái với người ra ngoài một bước đều có trợ lý vệ sĩ đi kèm, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác đó, Diệp Kiến Bân trên xe cũng chỉ tùy ý nói chuyện vụn vặt trong nhà, hai ngày nữa em họ hắn kết hôn. Hắn và Trương Khác thảo luận chuẩn bị quà hôn lễ thế nào, còn muốn đề cử Trần Phi Dung và Đường Thanh cùng làm phù dâu. Còn về Trương Khác, rời khỏi chiếc xe sang trọng, đại khái chẳng ai nhận ra khác biệt giữa y và sinh viên đại học bình thường, trừ đẹp trai một chút, mồm miệng hơi dẻo một chút. Trần Phi Dung không xen vào cuộc nói chuyện giữa Trương Khác và Diệp Kiến Bân, ngồi chìm trong thế giới riêng, chuyến đi Hong Kong này với cô như tuyệt vời một giấc mộng, lại còn thoát được bị đeo bám quấy nhiễu. Đang suy nghĩ thì nghe thấy di động của Trương Khác vang lên, cô nhìn thấy y rút chiếc 19 đặc chế của mình ra, Trần Phi Dung bất giác nắm chặt chiếc di động lớp vỏ màu ánh trăng bao phủ hoa văn khắc tinh xảo. Ở sân bay Diệp Kiến Bân nhìn thấy chiếc di động của Trương Khác, cũng muốn cầm hồ làm riêng cho mình một cái, Trương Khác mở miệng đòi ngay 10 vạn, Diệp Kiến Bân không nói một lời lấy chi phiếu ra viết, hỏi. Cậu có mặt mũi nhận tờ chi phiếu này sao? Trương Khác cướp lấy chi phiếu, châm chọc. Cẩm Hồ hỗ trợ Thịnh Hâm chưa đủ à, chút tiền này anh cũng có mặt mũi muốn chiếm. Cuối cùng tất nhiên không thể mặt dày cho chi phiếu của Diệp Kiến Bân vào túi, thứ sản phẩm không dùng để bán này chính là để cho những người như Diệp Kiến Bân tham ô. Điện thoại do Tôn Thượng Nghĩa từ Đài Loan gọi tới, Liễu Chí Thành mấy ngày qua suy nghĩ, tối nay chính thức mở tiệc nhận lời ra mặt chủ trì kiến thiết hạng mục nhà máy tinh viên. Trương Khác chuyển di động sang phía tay trái, chẳng phải là muốn tránh Trần Phi Dung. Mà lo cô vô ý tiết lộ tin tức ra ngoài, Liễu Chí Thành còn chưa tới Hong Kong, tuyệt đối không thể để lộ ra chút tin tức nào. Công nghệ của đài tích điện chủ yếu ở tầm trung và thấp, Nhật Hàn Đông Nam Á và trong nước là khách hàng chủ yếu, mặc dù cơn bão tài chính khiến bọn họ phải ra sức khai thác thị trường Âu Mỹ, nhưng mới điều chỉnh, tất nhiên không tránh được tác động của cơn bão tài chính, điều này chắc chắn làm tăng mâu thuẫn giữa tầng quản lý của đài tích điện. Trương Trung Mưu không thể không biết chút gì về hạng mục nhà máy tinh viên Malaysia, một lượng lớn kỹ sư hết hạn hợp đồng đều lựa chọn rời đài tích điện thế nào cũng khiến ông ta cảnh giác. Có điều Malaysia xây dựng nhà máy tinh viên không ảnh hưởng lớn tới đài tích điện, cả Singapore sau khi xây dựng nhà máy tinh viên cũng lỗ lớn, vì bọn họ không có môi trường phát triển thuận lợi như ở Đài Loan, tin rằng nhà máy ở Malaysia cũng không thể lay động địa vị của đài tích điện ở châu Á. Ông ta căn bản không hề biết rằng Quách Tùng Duyên bí mật chuyển hạng mục vào trong nước. Trương Trung Mưu giữ thái độ chẳng nóng chẳng lạnh với Liễu Chí Thành, đi cũng được, không đi cũng được, dù thế nào cũng phải nể giao tình gần 20 năm, sẽ không gây khó dễ. Khí độ Trương Trung Mưu không đại biểu cho cao tầng đài tích điện, trước cơn bão tài chính, một số mâu thuẫn đều còn đè nén được, hiện cơn bão lan tới cả Nhật Hàn, khiến vận hành kinh doanh của đài tích điện bị tác động lực, cần điều chỉnh một số chức vụ và nghiệp vụ. Liền có kẻ nhảy ra chỉ trích Liễu Chí Thành muốn dựng lên lá cờ khác ở Malaysia. Thực ra trong mắt họ Malaysia bị cơn bão tài chính tàn phá nặng nề, chẳng biết tới bao giờ mới hồi sinh, lúc này chính quyền Malaysia không thể tiếp tục ủng hộ kế hoạch nhà máy tinh viên. Ngay cả người ủng hộ kế hoạch lớn nhất là Quách Tùng Duyên cũng bị cơn bão tài chính liên lụy, không khả năng lấy ra 300 triệu đầu tư như ban đầu. Bọn họ lúc này lấy việc đó ra nói chẳng qua muốn làm khó dễ Liễu Chí Thành thôi. Nếu là lúc khác Liễu Chí Thành còn có thể nhịn, nhưng thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, huống hồ tiếp tục ở lại đài tích điện chỉ khiến người ta o ép, những điều đó khiến ông ta quyết định ủng hộ đưa nhà máy tinh viên tới nội địa. Nhận điện thoại của Tôn Thượng Nghĩa xong, Trương Khác bảo tài xế của Diệp Kiến Bân đưa Trần Phi Dung về trường trước, sau đó kể đơn giản tình hình với Diệp Kiến Bân, gọi điện cho Diêu Văn Thịnh. Bảo hắn thông báo cho Vương Duy Quân một lát nữa cùng tới báo cáo cho La Quân. Đi qua đường Thiên Thành, Diệu Văn Thịnh và Chu Tiểu Quân cùng tới, chui vào xe Trương Khác. Diệu Văn Thịnh hà hơi về phía Diệp Kiến Bân, hỏi có hơi rượu không, hắn vừa đi tiếp nhà đầu tư, nửa chừng nhận được điện thoại của Trương Khác,
mọi việc hiện lấy kế hoạch nhà máy tinh viên làm trọng, nên kéo Chu Tiểu Quân tới tụ họp với Trương Khác. Ở trong khách sạn, Diêu Văn Thịnh lấy nước lạnh rửa mặt, còn đánh răng, vẫn lo có hơi rượu để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo. Quốt. Chương 647, ai cũng nóng vội. Khi đám Trương Khác tới nhà của La Quân thì thấy ông ta và Vương Duy Quân thì đã đứng ở sân đợi rồi, thấy bọn họ Vương Duy Quân liền hỏi ngay. Sao đi lâu thế? Tại chúng ta nóng ruột quá thôi. La Quân mỉm cười đáp. Vương Duy Quân cũng cười, ông ta hỏi thế chẳng phải là có ý trách móc gì, bọn họ đúng là quá nóng ruột. Nếu thực sự có thể lấy được hạng mục nhà máy tinh viên, sản nghiệp kỹ thuật cao trong nước sẽ có được bước đột phá lớn. Cả hành lang số lẫn vườn sồi đều phải qua mấy năm nữa mới phát huy được tác dụng, còn có hạng mục nhà máy tinh viên sẽ nhìn thấy thành quả lớn ngay tức thì. Trương Khác đem một số tình hình báo cáo cho La Quân, việc Liễu Chí Thành đồng ý tới kiến nghiệp chủ trì hạng mục nhà máy tinh viên đúng là một tiến triển lớn. Hiện sản nghiệp điện tử đang đi vào kỳ suy thoái, khiến cho chi phí đầu tư thấp hơn dự toán trước đó khá nhiều, nhưng tuyệt đối không thể ít hơn 800 triệu đô la Mỹ, trong tay Việt Tú chỉ có hơn 300 triệu đô la Mỹ. Cần phải kiếm 500 triệu đô la Mỹ nữa, đây đại khái là khoản huy động vốn lớn nhất thị trường tài chính trong nước mấy năm qua. Ở thành phố, thị trưởng Vương sẽ đích thân thúc đẩy tất cả công tác, thị trưởng Hoàng, Tiểu Diêu sẽ làm trợ thủ cho thị trưởng Vương, phải tạo ra mọi điều kiện có lợi có thể. Ngày mai thị trưởng Vương cùng tôi tới gặp Bí Thư Đào, tỉnh trưởng Lý báo cáo việc này. Về chuyện huy động với từ TW, tôi sẽ đích thân ra mặt. Một hạng mục ý nghĩa trọng đại như thế, ủy ban kế hoạch cũng sẽ phải người tích cực tham dự. Có điều chuyện này phải đợi Liễu Chí Thành tới kiến nghiệp mới dương cờ thực hiện được. La Quân không ức chế được hưng phấn. Trương Khác chỉ e La Quân muốn ôm lấy mọi công lao, như thế sẽ tăng thêm nhiều lực cản không đáng. Nghe ông ta nói ngày mai sẽ cùng Vương Duy Quân đi gặp Đào Tấn, Lý Viễn Hồ thì nhẹ nhõm hẳn, dù sao chuyện này không thể thiếu sự ủng hộ của tỉnh được. Ngồi ở nhà La Quân hơn một tiếng mới cáo từ, Vương Duy Quân cũng đi cùng, trước khi lên xe Trương Khác kiếm được cơ hội nói với Vương Duy Quân chuyện quán nét, chẳng phải chuyên môn vì Đỗ Phi, chuyện này không cần trực tiếp cần ông ta ủng hộ, mà là muốn khi sản nghiệp quán nét nổi lên phải đưa vào quản lý chính quy, nếu không vài ba năm sau xảy ra vấn đề lớn lại phải rầm rộ chỉnh đốn. Ngoài ra giấy cấp phép quán nét cũng là thu nhập không nhỏ, so với việc khiến nó chảy vào túi một nhóm nhỏ hoặc ban ngành nào đó. Chẳng bạc liệt vào hệ thống tài chính thành phố còn tăng cường đầu tư mạng lưới Internet. Từ khu tập thể thành ủy đi ra còn tới quảng trường Khổng Miếu ăn lót dạ. Ăn xong về tới Đại học Đông Hải đã là 1 giờ sáng rồi, Trương Khác xuống xe ở cổng, dù đã rất khuya nhưng trong trường vẫn có người qua lại. Lễ Quốc Khánh, đợi hết Đông Hải cho nghỉ liền 5 ngày, coi như được hưởng thụ đãi ngộ tuần lễ Hoàng Kim trước, các đôi tình nhân kỳ nghỉ dài này quấn lấy nhau, nên hiện khó tránh khỏi quyến luyến. Khi đi qua rừng mai, liền nghe thấy bên trong có rất nhiều tiếng nói chuyện, ở núi Hợp Hoan hẳn còn náo nhiệt hơn. Mặc dù vào mùa thu tháng 10, nhưng tình yêu nóng bỏng đủ xua đi cái lạnh đêm thu. Đi qua cổng trường liền tựa hồ tiến vào thế giới hoàn toàn khác, Trương Khác cảm thấy toàn thân thư thái. Đông Nhạc và Đỗ Phi đều ở trong phòng, Trương Khác mở cửa ra, thấy bọn họ đang ngồi tán gẫu trước máy vi tính, hỏi. Sao muộn thế còn chưa đi ngủ? Mới 1 giờ mà. Mông Nhạc xem thời gian trên màn hình vi tính. Bọn tôi đã bao giờ ngủ trước giờ này đâu, ngoài ra chẳng phải vì đợi cậu về sao? Sao biết tôi về? Tao gặp Phi Dung rồi. Đỗ Phi mở ghi chép công tác, xoay màn hình về phía Trương Khác. Đây là những việc bọn tao làm gần đây, mày xem đi. Trong thời gian Trương Khác đi Hong Kong, Đỗ Phi và Mông Nhạc dồn công sức vào chuyện mở công ty. Qua nhiều ngày chuẩn bị, đường lối đã trở nên rõ ràng, đã lập công ty quản lý đầu tư sáng nghiệp. Trung tâm sáng nghiệp vườn sồi đầu tư vào sáng nghiệp 10 triệu, nắm 70% cổ phần, hai người sáng lập Đỗ Phi nắm 25%, Mông Nhạc nắm 5%. Trừ nhân viên cốt cán được quyết định trước đó, nhân kỳ nghỉ Quốc Khanh, sáng nghiệp còn tiến hành hoạt động chiêu mộ quy mô lớn, đã dựng lên được bộ khung phòng ban, có thể chính thức tiến vào giai đoạn thực thi rồi. Đỗ Phi vui vẻ nói. Thời học Bân hẳn có thể đi làm giao tiếp được đấy, lần này hắn lừa được không ít thiếu nữ vô tri tới, tên này chạy tới đợi ít sư phạm và học viện âm nhạc lừa được 7-8 cô gái tới, mày phải làm sao đây? Mọi người đều cảm thấy không ổn, nhưng có thể đẩy các mỹ nữ đi được sao? Mai mày tới mà xem,
xem rồi mày cũng không nỡ. Hả? Trương Khắc há hốc mồm, y đúng là có ý tưởng hiệp hội sáng nghiệp có thể vượt qua chướng ngại giữa các trường học, thành tổ chức sáng nghiệp cho sinh viên, không ngờ mới đi mấy ngày, thời học bân đã khinh suất đi bước này trước rồi. Ngày 8 tháng 10, Liễu Chí Thanh và hai người phụ trách kỹ thuật chủ yếu của hạng mục nhà máy tinh viên nộp đơn xin nghỉ việc, sau khi được Đài Tích Điện khẳng khái chấp nhận, ngay đêm hôm đó cùng hai người Tôn Quách tới Singapore. Ngày 9 tháng 10, Liễu Chí Thanh ở thành phố Sư Tử tuyên bố chính thức tiếp nhận ủy thác của tập đoàn Vân Nguyên Quách Thị phụ trách thành lập nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp. Tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore, Khổng Minh Tán tiếp đãi đoàn người Tôn Thượng Nghĩa, Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thanh, đại biểu cho chính phủ nội địa hoan nghênh bọn họ tới nội địa đầu tư sáng nghiệp. Tới tận lúc này nhà cầm quyền Đài Loan và Đài Tích Điện mới biết hạng mục nhà máy tinh viên đã chuyển vào nội địa, hơn nữa chủ mưu không chỉ một hai ngày. Tại tiệc chiêu đãi ở Đại sứ quán, cao tầng Cục Quản lý Đầu tư Singapore biểu thị bọn họ cũng có ý tham dự đầu tư vào hạng mục này. Tôn Thượng Nghĩa liền thông báo cho Trương Khắc. Xét thực tế Cục Quản lý Đầu tư Singapore tham dự đầu tư mấy hạng mục nhà máy tinh viên ở Singapore đều ở trong trạng thái thua lỗ, chính quyền Singapore không thể đầu tư quá nhiều tài chính ảnh hưởng tới việc y thông qua Việt Tú khống chế hạng mục này. Một phương diện khác hiện chỉ có thể đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên từ Singapore, có Cục Quản lý Đầu tư Singapore hợp tác có thể dễ dàng vượt qua các loại chướng ngại có thể gặp phải trong tương lai. Trương Khắc nghĩ như thế, liền nói với Tôn Thượng Nghĩa. Chính quyền Singapore luôn muốn phát huy nhiều sức ảnh hưởng hơn trong giới thương nhân người Hoa, nên như vậy cũng tốt, có thể chia sẻ một phần áp lực tài chính của chúng ta, đúng là không cần phải từ chối. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn tham dự, phải để bọn họ cống hiến nhiều hơn, mời chính quyền Singapore giúp Quách Thị huy động vốn ở Singapore. Ngày 12 tháng 10, nhóm Tôn Thượng Nghĩa, Quách Tùng Duyên lại chính thức ký hiệp nghị hợp tác với Cục Quản lý Đầu tư Singapore, soạn thảo tỷ lệ đầu tư các nhà. Việt Tú bỏ 300 triệu đô la Mỹ nắm 56% cổ phần, Cục Quản lý Đầu tư bỏ 100 triệu đô la Mỹ nắm 19% cổ phần, Tập đoàn Quách Thị bỏ 80 triệu đô la Mỹ nắm 15% cổ phần, Liễu Chí Thành cùng đội ngũ quản lý đầu tư 20 triệu cùng lấy kỹ thuật và quản lý để nắm số cổ phần còn lại. Từ khi Quách Tùng Duyên chủ tính kế hoạch nhà máy tinh viên, Liễu Chí Thành đã chuyển tài sản cá nhân khỏi Đài Loan, tất nhiên một số tài sản không mang đi được. Như cổ phần ở Đài Thích Điện, ông ta có giác ngộ hy sinh tài sản này rồi. Đem so với tài sản ít nhiều, ông ta càng khao khát có được thành tựu sự nghiệp và địa vị cá nhân hơn. Chương 648, cảnh tượng lớn. Ngày 13 tháng 10, đoàn người Tôn Thượng Nghĩa, Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành và nhân viên kỹ thuật cùng gia quyến tới được sân bay quốc tế Kiến Nghiệp. Cát Kiến Đức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, Dịch Vân Phi Phó Bộ trưởng Bộ Bưu điện. Cùng Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân, Tiêu Minh Kiến, Vương Duy Quân, V.V.V. đích thân tới sân bay quốc tế đón tiếp. Không phải nghi ngờ gì nữa đây là hạng mục có ý nghĩa trọng yếu nhất với bố cục sản nghiệp kỹ thuật cao ở trong nước, so với kế hoạch xây dựng nhà máy của Motorola ở Thiên Tân, nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp càng có tính đột phá hơn, dù sao nó phục vụ cho toàn bộ sản nghiệp điện tử. Cát Kiến Đức tới Kiến Nghiệp không phải chỉ vì ba người Tôn Thượng Nghĩa, mà đại biểu cho Ủy ban Kế hoạch Quốc gia tiến hành khảo sát thực địa kế hoạch chiến lược sản nghiệp mới của TP Kiến Nghiệp và tỉnh Đông Hải, một khi được thông qua, quốc gia sẽ có hỗ trợ về chính sách. Chắc là không một ái muốn một tên thanh niên dáng vẻ lưới nhác uể oải đứng ở trong một đám quan viên trung niên ăn mặc trang trọng, mà phía Cẩm Hồ cũng chẳng tìm ra được người thích hợp cùng Đào Tấn ra sân bay đón tiếp. Ninh Hòe chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cẩm Hồ, nhưng danh vọng và ảnh hưởng lại không bằng tổng giám đốc điều hành tập đoàn Ái Đạt là Trần Tín Sinh, nhưng tập đoàn Ái Đạt lại không có liên quan trực tiếp tới Việt Tú. Nếu chỉ nhìn từ chức vụ tổng giám đốc Thái Phi Quyên của Cẩm Hồ là người có tư cách xuất hiện nhất, nhưng trong hệ thống của Cẩm Hồ, Thái Phi Quyên kỳ thực có địa vị kém hơn cả Trần Tín Sinh, Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Chu Du. Đúng là một cái hệ thống có kết cấu làm người ta đau đầu, trường hợp này, trường khác mà không xuất hiện là không tìm ra ai thích hợp. Thế là Trương Khắc không để người của Cẩm Hồ ra tham gia hoạt động tiếp đãi nữa, chắc đám Đào Tấn và Lý Viễn Hồ cũng thông cảm thôi. Trương Khắc không tham gia tiếp đãi cùng các ông già, lúc này y đạp xe tới vườn sồi tẩy trần cho vợ chồng Đàm Vân Tùng. Đi theo Đàm Vân Tùng tới Kiến Nghiệp còn có 4 kỹ sư ông ta mời tới từ Singapore, Malaysia, đều là tinh anh trong lĩnh vực của mình, đồng thời là nhân tuyển mà kế hoạch 100 người hành động, cần chiêu mộ.
Nếu đã ủy thác Đàm Vân Tùng làm nhà khoa học đứng đầu phòng thực nghiệm điện tử, vậy phải cho ông ta quyền lực gây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học, nên chỉ cần nhân tuyển ông ta thừa nhận, sẽ được thuê dùng. Đương nhiên Đàm Vân Tùng cũng xin ý kiến phía Cẩm Hồ, đặc biệt là của Đinh Hòe, Trần Tín Sinh hai người có hiểu biết sâu về lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật điện tử. Những người này đều là cốt cán của hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật Cẩm Hồ trong tương lai, Trương Khắc không thể keo kiệt lộ diện một lần cũng không có. Đạp xe tới nơi, gặp đúng lúc Triệu Bằng dẫn vợ chồng Đàm Vân Tùng và mấy người nhìn một cái biết ngay là Hoa Kiều từ trong đi ra. Mọi người đi đâu đấy? Trương Khắc chống chân xuống đất hỏi, y tới không thông báo trước. Giáo sư Đàm nói muốn tới Yến Thủy Viên xem qua một cái. Triệu Bằng chạy tới nhận lấy xe đạp của Trương Khắc. Đàm Vân Tùng giới thiệu cho Trương Khắc những người bên cạnh. Trở về Singapore, tôi đang chẳng biết dùng lời lẽ thế nào giới thiệu với họ về Khắc thiếu gia, đúng lúc đó Cẩm Hồ làm ra hành động làm người ta phải trố mắt, thế là tôi khỏi phải giải thích gì nữa. Tôi và Liễu Chí Thành cũng có duyên gặp mặt vài lần, không ngờ bị Khắc thiếu gia kéo tới rồi. Sao không thấy cậu ở sân bay nhỉ? Ông ta đi cùng chuyến bay với đám Tôn Thượng Nghĩa, song không thích ồn ào, nên lặng lẽ về trước. Tôi tới đó làm gì chứ? Trương Khắc cười nói. Hôm nay đáng lẽ là Lão Đinh đi đón mọi người cơ, nhưng tôi đuổi tới Nhật Bản mất rồi, mọi người không nghỉ ngơi chút sao? Chúng tôi ngồi máy bay 5 tiếng rồi, phải hoạt động chân tay một chút. Trương Khắc chẳng chê người khác quá tham công tiếc việc, liền cùng họ tới Yến Thủy Viên tham quan, trên đường đi giải thích qua về hạng mục nhà máy tinh viên cho Đàm Vân Tùng nghe. Chúng tôi định đưa vào công nghệ chế tạo tinh viên 0,35mm, có điều ở trong nước ngoài Cẩm Hồ còn có chút cơ sở, còn trong nước gần như là khoảng trống. Tôi rất kỳ vọng phòng thực nghiệm 2-3 năm sau bồi dưỡng ra được một nhóm kỹ sư trình độ cao. Trương Khắc vừa đi vừa trình bày. Tôi thấy tương lai phát triển 2-3 năm tới của Cẩm Hồ có thể thỏa mãn nhu cầu kỹ thuật của nhà máy tinh viên này. Đàm Vân Tùng nói. Trên thế giới các nhà máy gần như chuyển sang sản xuất tinh viên 0,18mm thậm chí còn có trình độ công nghệ, nhà máy tinh viên vừa vặn thỏa mãn nhu cầu chip về sản phẩm điện tử tầm thấp của Cẩm Hồ, còn sản phẩm cao cấp phải ủy thác cho Ti làm, phải phủ nhận sản phẩm điện tử tầm thấp có tiềm lực thị trường cực lớn ở quốc gia đang phát triển. Đây là phương hướng chủ công của Cẩm Hồ trong 2 năm tới, hai chiếc di động Cẩm Hồ đưa ra, kiếm lời lớn vẫn thuộc về Y08. 5 giờ chiều Tô Tân Đông mới tới Kiến Nghiệp gặp gỡ Đàm Vân Tùng, ngày mai Cát Kiến Đức muốn tới tham quan vườn sồi, có một nhân vật cấp trọng lượng tiếp đãi mới được, trong nhà chỉ còn mỗi Tô Tân Đông nữa thôi. Chung cư thanh niên đang tranh thủ trang trí, nhưng không thể hoàn thành trong một vài ngày được, Trương Khắc sai người tới thua nhà khách Đông Hoa bên bờ Tây Yến Quy Hồ an bài nhóm người Liễu Chí Thành cùng Đàm Vân Tùng. Trên đường đi tới nhà khách Đông Hoa, Tô Tân Đông nói. Chúng ta không thể tức thì mở rộng sản xuất quá nhiều cung cấp linh kiện cho Cao Khoa Khoa Vương, như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới hệ thống quản lý của Cẩm Hồ. Ngoài ra một khi chúng ta tiến mạnh vào thị trường cung cấp linh kiện di động, sẽ tác động lớn với doanh nghiệp cung cấp linh kiện hải ngoại. Trong vòng 2 năm tới, bức tường thuế quan cùng nhân lực giá rẻ là ưu thế của chúng ta, song nếu các doanh nghiệp nước ngoài tiến vào thị trường trong nước xây dựng nhà máy sẽ hóa giải hết ưu thế này. Trong thời gian đó chúng ta không thể bù đắp lại yếu kém về kỹ thuật thì cạnh tranh sau này sẽ rơi vào thế kém. Việc cung ứng linh kiện cho Khoa Vương Cao Khoa tôi nghĩ phải giữ ở một mức giá tương đối cao, từng bước có kế hoạch tiến vào thị trường cung ứng linh kiện di động. Bữa tiệc tẩy trần thân thiết cho nhóm người Đàm Vân Tùng kết thúc thì tiệc do chính phủ thành phố Kiến Nghiệp và chính phủ tỉnh Đông Hải tổ chức cũng kết thúc, nhóm người Tôn Thượng Nghĩa về nhà khách Đông Hoa. Gặp mặt ngắn ngủi xong, Trương Khắc về trường. Tháng 10 rồi, đêm ở Kiến Nghiệp xe lạnh, đạp xe qua rừng mai phía bắc trường, Trương Khắc phải dừng lại thả ống tay sao xuống. Này! Ê, này, gọi anh đấy! Trương Khắc quay đầu lại, thấy Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh đứng dưới một cột đèn đang nhìn về phía này. Trương Khắc chống chân xuống đất, nhìn hai cô gái đang đi tới. Trong rừng mai là chỗ sinh viên nam nữ vụng trộm, tôi không ngờ có người gọi mình ở đây. Sao cô cũng ở Kiến Nghiệp? Như để hưởng ứng lời y, trong rừng mai truyền ra một tiếng rên rỉ không áp chế nổi, Trương Khắc nhún vai, Trần Tĩnh cười xấu hổ, khuôn mặt tinh tế hơi ửng đỏ, ra hiệu cho y vừa đi vừa nói. Cẩm Hồ vì sao vô lương tâm thế, vì sao lại định giá linh kiện 108 đắt như vậy? Tạ Tử ra tay chống hông trừng mắt nhìn Trương Khắc, chẳng để ý vừa rồi y chỉ chào hỏi mỗi Trần Tĩnh,
giọng điệu rõ ràng coi cô ta là không khí, nhưng dáng vẻ thanh lệ lại thêm khí thế hung dữ toát ra một tư vị động lòng người rất đặc biệt. Chẳng lẽ Cẩm Hồ muốn ngoạm một miếng thịt lớn trên người chúng tôi mới cam tâm? Trương Khác nhìn Tạ Tử Gia, lại nhìn Trần Tĩnh nhiều thịt hơn, lại thích hết ở ngực, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, nếu cho y cắn chắc chắn y chẳng cắn cô bé bên cạnh, không biết Trần Tĩnh nhìn nhận sự việc này ra sao? Chương 649, xe đạp. Trần Tĩnh thấy mắt Trương Khác cứ thi thoảng liếc qua ngực mình, lòng nổi lên cảm giác thẹn thùng khó hiểu, có lẽ vì ánh mắt Trương Khác chẳng biết che đậy mấy, cô dịu dàng nói. Chúng tôi đã lấy được quyền tiêu thụ làm thay từ công ty Nam Phương của Liên Tín rồi, được sản xuất, tiêu thụ một loại hình sản phẩm di động ở tỉnh Đông Hải. Công ty Nam Phương. Trương Khác ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra mấy ngày trước Tô Tân Đông đã nói với mình chuyện này. Vì tiền thân của Liên Tín là Điện Tử Quan Hoa trước kia chỉ làm thị trường ở phía Bắc, nên lập công ty này ở kiến nghiệp tăng cường năng lực thị trường tại Duyên Hải Đông Nam, tổng giám đốc là Chu Hưng Đông, đúng là không phải oan gia không đụng đầu, lần trước còn đùa với Diêu Văn Thịnh hay là cho tên này một vố để hắn biết nơi này là địa bàn của ai. Trương Khác không khỏi ngạc nhiên. Các cô lấy được quyền dùng nhãn hiệu của họ à? Làm sao? Trần Tĩnh cũng ngạc nhiên hỏi lại. Ồ. Không sao cả, tôi tưởng Liên Tín nghe nói Cẩm Hồ cung ứng linh kiện cho các cô sẽ không đồng ý cơ. Trương Khác lắc đầu, quyền hạn của City Nam Phương này lớn thật, quả nhiên còn có người sau lưng Chu Hưng Đông mà Tiêu Thụy Dân không áp chế nổi. Nghe Úc Bình nói, giọng điệu giám đốc Chu của Nam Phương hình như không hài lòng với Cẩm Hồ lắm, song cũng không từ chối cho chúng tôi dùng nhãn hiệu. Ha ha ha, Úc Bình đúng là lợi hại. Không ngờ là do Úc Bình hạ tòa thành này. Trương Khác cười tự chào. Con người tôi sinh sự thị phi khắp nơi, chẳng biết có khúc mắc với bao nhiêu người nữa, mà tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy Nam Phương có quyền hạn ủy thác này đấy. Ồ đúng là vậy đấy, chúng tôi đã xác nhận tin tức này rồi. Trần Tĩnh mỉm cười. Cái cửa này đã mở, thị trường rất khó mà giới hạn được, đây chắc là ước định trong nội bộ Liên Tín, đã phân chia khu vực kinh doanh, nhưng giữa các nhà tiêu thụ cũng có thể thông đồng với nhau. Trương Khác gật gù nói. Anh cũng biết cánh cửa này mở ra là khó mà bịt lại được, chúng tôi đi đâu, chẳng lẽ anh không thấy sẽ có công ty thứ hai thứ ba xuất hiện à? Cẩm Hồ chẳng lẽ không muốn chiếm lấy thị trường này? Tạ Tử Gia mở to đôi mắt sáng nghi hoặc nhìn Trương Khác. Sao báo giá cao như thế à? Những chuyện này tôi không rõ lắm, tôi chỉ thắc mắc, cô lựa chọn hợp tác với chúng tôi, tâm tình ba cô sẽ ra sao? Trương Khác cũng vừa được Tô Tân Đông báo cáo chuyện này, song vẫn vờ hồ đồ. Chuyện này anh không cần phải lo, ba tôi không tức chết được đâu, nhưng tôi sẽ cho anh tức chết. Tạ Tử Gia phùng mang trợn mắt, Trương Khác vờ vịt không biết, Trần Tĩnh ở bên cạnh lại không chịu nói giúp, có chút đau đầu. So với giá bán Y08 ngoài thị trường, giá linh kiện chỉ để lại cho chúng tôi 35% lợi nhuận, dàn trải ra cho lắp ráp, dán nhãn, marketing, hậu mãi. Thuế phí, cuối cùng còn lại được chút xíu lợi nhuận, chẳng lẽ anh muốn Cao Khoa Khoa Vương làm không công cho Cẩm Hồ à? Một khi cánh cửa này đã mở, vô số doanh nghiệp dán mác sẽ xuất hiện, Cẩm Hồ có thể thông qua họ khống chế quá nửa thị trường di động sản xuất trong nước, anh không muốn thấy vinh quang đó à? Có cái vinh quang đấy sao? Trương Khác mỉm cười hỏi lại, lúc này tâm thái đầu cơ của Tạ Tử Gia quá lớn, Trương Khác lại không thể đem sách lược sản nghiệp của Cẩm Hồ ra giải thích, đành nghe cô ta trách móc. Nói ra mỗi bộ linh kiện Y08 thu của Cao Khoa Khoa Vương 2.600 đồng đúng là quá tham, nhưng tham cũng là đám Tô Tân Đông, hôm nay Y mới được nghe báo cáo mà thôi. Sao anh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt? Tạ Tử Gia hầm hầm tức giận. Thời kỳ đầu bồi dưỡng thị trường không phải quan trọng hay sao? Hay tại vì Khoa Vương? Còn có ý nhấn mạnh. Đây là công ty của Trần Tĩnh, liên quan gì tới Tạ Gia chúng tôi? Em nói lung tung gì đó. Trần Tĩnh nắm lấy bờ vai gầy gò của Tạ Tử Gia, chịu không nổi chuyện cô nhóc cố ý đẩy quan hệ giữa mình và Trương Khác theo chiều hướng ám muội. Cẩm Hồ có suy tính của Cẩm Hồ, chúng ta kinh doanh đâu phải là dựa vào ân tình. Tạ Tử Gia đánh miệng nhỏ xinh về phía Trương Khác, xong lại nói với Trần Tĩnh. Có cái đùi to như vậy, tội gì mà không ôm chặt lấy. Nhưng mà người ta coi như xa lạ thì cũng hết cách thôi. Trương Khác giờ khóc giờ cười, sao cô nhóc này còn vô lại hơn mình, khích bác ly gián cũng đâu cần phải rõ ràng như thế.
ngữ khí mềm xuống một phần. Định giá là do công ty đưa ra, tôi đâu thể chuyện gì cũng chỉ tay sai bảo bọn họ được, để cho các cô 35% lợi nhuận có lẽ hơi hẹp, song nếu chi phí nhãn hiệu của các cô không quá 10%, các công tác khác làm tỉ mỉ hơn, vẫn còn kiếm được lợi. Đương nhiên các cô có thể nâng cao giá bán, tóm lại Cẩm Hồ không kỳ thị các cô. À, phải rồi, tôi nghe phía dưới nói, có mấy phương án thiết kế phù hợp cho Y08, những phương án này với Cẩm Hồ là dư thừa, không biết có ích gì cho các cô không? Lại là cái giá cắt cổ chứ gì? Tạ Tử Gia nói không nể nang gì. Nghe Tạ Tử Gia nói thế, Trần Tĩnh đứng bên rất ái ngại, đẩy vai cô nhóc nói. Này ký túc xá sắp tắt đèn rồi, em mau về đi, chị tự về nhà khách. Hả? Tạ Tử Gia xem đồng hồ. Không ngờ tốn thời gian như vậy, em phải về trước đây, quản lý ký túc xá bọn em là bà điên, làm như tất cả nữ kinh là gái gọi vậy, suốt ngày hét, XXX phòng 419 mau xuống tiếp khách. Ai mà về muốn một chút bà ta chửi như tát nước vào mặt. Đó là sinh vật duy nhất thế giới này em sợ đấy. Rồi vẫy tay đi luôn. Cô ở nhà khách nào, tôi đưa cô tới. Trương Khắc sao có thể để quý cô kiều diễm như hoa thế này đi một mình trong đêm tối được. Ở nhà khách Đông Hoa, xe của tôi đỗ ngoài trường học. Nếu cô không ngại tôi đưa cô ra cổng. Trần Tĩnh nhìn xe đạp của Trương Khắc, không có chỗ ngồi phía sau, chỉ có thể ngồi ở phía trước, như thế khác nào chui gọn vào lòng Trương Khắc, nhưng chẳng hiểu khi đó ma xui quỷ khiến thế nào lại không từ chối, ngồi lên đó. Đó là xe đạp của Mông Nhạc, hắn cố ý tháo chỗ ngồi phía sau đi, tuyên bố đó là xe chuyên chở nữ sinh, nếu có tên nam sinh nào có dũng khí ngồi trong lòng hắn, hắn cũng không ngại đạp xe một vòng quanh trường. Trần Tĩnh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cánh tay trắng sáng như ngọc đặt lên ghi đông xe, người hơi ngả về phía trước, mái tóc dài vấn cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài cùng một phần xương quai xanh gợi cảm. Trương Khắc chưa bao giờ nhìn Trần Tĩnh ở một khoảng cách gần như thế. Chiếc lưng ong tỏa sức hút thành thục, mũi thoang thoảng hương thơm cơ thể nữ nhân, đẹp mê ly sao xuyến, mấy lần không kìm được nhìn qua vai cô, song chỉ thấy được quai áo lót màu đỏ. Trần Tĩnh mặc váy, ngồi vắt mình trên thanh ngang xe, chân co lên, méo váy hơi kéo lên, lộ ra thêm một phần chân nhỏ nhắn đi tất màu da dụ hoặc. Ngồi xe như thế, khó tránh khỏi chân hai người cọ vào nhau, tuy cách lớp vải, song cảm nhận rõ được da thịt Trần Tĩnh nóng hơn bình thường, tư thế ngồi của cô. Nếu không muốn cả người gọn trong lòng Trương Khắc thì người phải ngả về phía trước, như thế lại càng khiến mông đẩy về phía sau, áp sát vào lồng ngực Trương Khắc. Lúc này Trần Tĩnh rất hối hận vì sao vừa rồi mình lại đồng ý cho Trương Khắc trở đi, tự đưa bản thân vào cảnh khó xử này, làm cô hoảng hốt nhất, tự hồ bản thân không hề ghét cảm giác ở trong lòng y. Không sao kháng cự nổi hơi thở mê ly say lòng đằng sau, lúc này lại đâu thể nói xuống xe tự đi ra cổng, trong lòng có giọng nói xui khiến. Dựa vào đó một lúc, Trần Tĩnh cứng người lại, một giọng khác yếu ớt phủ quyết, không được, nhưng mà cúi người thế này rất mỏi, giọng nói tà ác kia thì thào dụ dỗ, vậy thì dựa vào một chút thôi, ý chí Trần Tĩnh buông lỏng, cơ thể nhẹ nhẹ ngả về phía lồng ngực ấm áp đằng sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 650, Mộng Xuân Hoang Đường. Nhưng ngay đúng lúc đó cảm giác xe đột nhiên ngừng lại, Trần Tĩnh giật mình kinh hãi. Chớp mắt cơ thể chạm vào ngực Trương Khắc, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác mê người kia thì tim đập thình thịch, như đi ăn vụng bị người ta phát giác, quay đầu lại hơi sợ sợ nhìn Trương Khắc. Trương Khắc bóp phanh xe, thấy Trần Tĩnh còn chưa xuống, mỉm cười nói. Vậy tôi chờ cô tới tận nhà khách Đông Hoa luôn nhé. Á! Trần Tĩnh lúc này mới phát giác ra đi tới cổng rồi, vội vàng nhảy xuống xe, rời khỏi lòng Trương Khắc, hốt hoảng chạy tới chiếc BMW đỏ chót đỗ bên cạnh cổng. Chẳng còn dũng khí quay đầu lại tạm biệt hoặc cảm ơn nữa, chỉ sợ y nhìn thấy trong tích tắc đó tâm hồn mình đã thất thủ. Đầu óc mơ màng lái xe về nhà khách, Trần Tĩnh vừa vào phòng đã chui vào chăn đắp kín lấy người, hai tay ôm lấy vai, người cuộn tròn như con mèo, tựa hồ muốn che giấu muốn bảo vệ bản thân. Trong giấc mơ hỗn loạn, cảm giác có một đôi mắt mãnh liệt bao phủ toàn thân mình, chiếc xe đạp đi mãi không tới đích, hai tấm thân áp sát vào nhau, hơi thở hổn hển nặng nề phả vào gáy. Một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên đùi cô chưa biết phải phản ứng ra sao thì bàn tay đó chậm chậm hướng lên trên, từng đợt khoái cảm dâng trào che mờ hết lý trí. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường, Trần Tĩnh cảm giác một vòng tay không mạnh mẽ nhưng cho người cảm giác rất yên tâm bế xốc mình lên, làm xương cốt toàn thân cô như mềm cả đi chẳng còn sức lực nào,
cô bị đặt xuống đất, tiểu nam nhân đó phủ lên người cô, tay áp lên đồi ngực rồi trượt nhẹ theo đường cong lung linh xuống dưới. Người cô khẽ run lên, cảm xúc kỳ diệu bao phủ toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn, tay cô nắm chặt lấy cỏ. Trong rừng mai có hai cơ thể nóng bỏng nhấp nhô cuộn trào. Trần Tĩnh choàng tỉnh, cảm thấy hạ thể ấm ướt dinh dính, tựa hồ quần lót ướt đẫm cả rồi, tim đập dữ dội. Tần Tĩnh ôm lấy gối ngồi dựa vào thành giường, trong bóng đêm tĩnh mịch cô tựa hồ nghe thấy trái tim mình đập, cũng cảm nhận rõ ràng khoái cảm như sóng xô bờ đá khiến người ta mê muội kia. Trần Tĩnh không dám nghĩ lại nữa, sợ bản thân bị sa đọa, bị lún vào đó, cô bật đèn lên, hy vọng ánh sáng xua đi được khao khát ám muội trong lòng mình. Cô cởi y phục ném lên giường, trần truồng đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đủ khiến nam nhân sao xuyến tơ tưởng, cô lùi lại thêm mấy bước, để tâm thân trần truồng mỹ lệ hiện ra trọn vẹn trong gương, làn da trắng mịn màng này, cặp chân dài thon thả này, đôi mông săn chắc vểnh cao này, bầu vú căng tròn với hai núm vú tươi hồng này. Tất cả đều không có chút tì vệt nào cả. Tấm thân 25 tuổi này đã hoàn toàn thành thục rồi, bông hoa đã phơi bày những sắc thái đẹp nhất của mình, ngay cả bản thân Trần Tĩnh nhìn cũng say mê, lúc này cô chỉ có thể khẽ than một tiếng, hãy quý trọng bản thân. Cô ngây ra nhìn bản thân trong gương, một tay khẽ đặt lên ngực, cảm giác dâm ran tê dại khi nam nhân trong mơ đó chơi đùa nhạo nặn nó lại quay về, trong vô thức Trần Tĩnh khẽ bóp vú mình, càng bóp càng mạnh mẽ hơn, còn dùng ngón tay kẹp lấy núm vú. Từng đợt sóng khoái cảm ập tới liên hồi khiến người ta muốn ngừng không được, tới khi phát hiện ra một tay mình đã tự đưa tới vùng giữ hai chân, Trần Tĩnh hoảng sợ vặn vòi hoa sen, bất chấp nước chưa đủ nóng. Tắm xong ra ngoài, cẩn thận dọn dẹp không để lại chút dấu vết gì của giấc mơ làm người ta hoảng sợ lại vừa khao khát đó. Trần Tĩnh quấn khăn tắm, cầm lấy một chai nước khoáng lạnh ngồi xuống cửa sổ, kéo rèm cửa lên, bên ngoài ánh trăng đung đưa theo tán lá. Gió đêm thổi tới, Trần Tĩnh dần dần tỉnh táo lại. Lúc này cô mới nhớ hình như trên xe Trương Khắc có nói gì đó với mình, rốt cuộc là gì nhỉ? À, là chiến lược của Cẩm Hồ là muốn hạn chế di động nhập linh kiện chỉ dán mác trong nước phát triển, nếu không hạn chế ắt sẽ khiến doanh nghiệp nước ngoài đem cơ sở sản xuất linh kiện tiến quân quy mô vào trong nước đánh giáp lá cả với Cẩm Hồ, bọn họ phải kéo dài tiến trình đó. Sách lược giá cao không phải chỉ là nhắm vào mỗi khoa Vương Cao Khoa. Y cũng mong mình tỉ mỉ kinh doanh hơn, giảm bớt đi tâm thái đầu cơ, có lẽ lợi nhuận thời gian đầu hơi ít, nhưng muốn thực sự trưởng thành thì phải đi bước này. Có phải Trương Khắc nói thế không nhỉ? Hình như còn nói nhiều hơn, nhưng đại khái ý tứ là thế. Vì sao lại đem chiến lược trọng đại như thế nói cho mình? Vì tín nhiệm mình sao? Đột nhiên cô cũng hoài nghi rốt cuộc Trương Khắc có nói những lời ấy không, hay chỉ là mình tưởng tượng ra? Mơ! Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ, Trần Tĩnh quyết định hoàn toàn quên đi giấc mơ hoang đường đó. Nhìn theo chiếc BMW của Trần Tĩnh phóng đi trong đêm, chỉ để lại một vệt đỏ dài, Trương Khắc lắc đầu thu lại ánh mắt, quay đầu xe lại. Khắc thiếu gia thật tàn nhẫn. Á! Trương Khắc quay đầu lại, nhìn thấy Địch Đan Thanh lặng lẽ từ một bên cổng trường cười duyên dáng đi tới, giật cả mình. Sao đêm hôm khuya khoắt cô còn đứng đây như hồn ma vậy, định dọa người ta bị bệnh tim à? Nghe Khắc thiếu gia nói thế, tôi thương tâm lắm đấy. Địch Đan Thanh tủm tỉm cười đi tới. Khi cậu cách cánh cổng này còn chừng 10 mét thì tôi vừa ở trong xe xuống, vốn còn tưởng mình tươi đẹp mê người lắm cơ, tiếc cho bộ trang phục đẹp đẽ này. Cô thở dài hết sức khoa trương, rồi cười khúc khích. Vừa khéo gấp cô gái kia hoảng hốt bỏ chạy. Khắc thiếu gia sẽ không giết người bịt miệng chứ hả? Ha ha ha! Trương Khắc bật cười, vừa rồi đúng là y hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Địch Đan Thanh, thấy cô mặc bộ váy dạ hội đen trễ cổ, khoác lên vai một cái khăn lông dày xám chống lạnh, có điều ngực vẫn lộ ra phần nhỏ bầu ngực trắng muốt no tròn, cùng dung nhan lộng lẫy, một vẻ đẹp không che giấu, làm người ta nhìn một lúc mà muốn ngạt thở. Chị ăn mặc thế này đi đâu quyến rũ nam nhân thế? Thịnh thế niên hoa khai trương, ông chủ Thịnh bắt tôi đi, tôi có mấy cái lá gan từ chối. Địch Đan Thanh xòe tay nói. Ồ! Trương Khắc nhớ ra tôi, hôm nay KTV của Thế Kỷ Cẩm Hồ chính thức kinh doanh, hoạt động từ chiều tới rạng sáng, Thịnh Thanh có nói với mình, nhưng máy hôm đó mình tập trung vì hạng mục nhà máy tinh viên nên quên khuấy mất. Đỗ Phi và Mông Nhạc đâu, bọn họ không đi à? Bọn họ còn ở đó chơi kìa, tôi về trước. Thật không khéo, còn tưởng Khắc thiếu gia sẽ vào xe cùng người ta cơ.
Địch Đan Thanh háy mắt đầy ẩn ý. Làm gì có nghiêm trọng như cô nói. Trương Khắc cười xấu hổ, nếu vẻ khác lạ lúc bỏ đi của Trần Tĩnh mà y không nhìn ra thì uổng phí nhiều năm lăn lộn tình trường. Trần Tĩnh đích xác là quả táo chính mọng nước, nhưng Trương Khắc không dám cắn, y không dám tùy tiện ghi thêm vào món nợ tình cảm lên người nữa. Chỉ không ngờ cảnh đó để Địch Đan Thanh nhìn thấy, làm sao có thể che giấu được cô gái đảo để này, vỗ vỗ lên xe. Hay là cũng cho chị hưởng thụ một lần. Người ta nói Khác thiếu gia là người có thể nuốt được tâm hồn, trái tim, xương cốt của nữ nhân vào bụng không nhả ra chút nào, tôi đâu có dũng khí chơi với lửa, nếu không lại hốt hoảng bỏ chạy như cô gái vừa rồi thì quá đáng thương. Địch Đan Thanh cười đầy quyến rũ, khóe mắt xuân tình cũng rào rạt tỏa ra. Trương Khác không có chiêu thức nào đối phó được với nữ nhân thành thục như thế, có điều nói chuyện đùa giỡn với Địch Đan Thanh là một loại hưởng thụ cao cấp, còn nhớ cô vừa mới thi xong, liền hỏi kết quả ra sao. Còn tưởng rằng Khác thiếu gia vứt cô gái đáng thương tôi đây ra sau đầu rồi, nhờ sự quan tâm muộn màng của cậu, hơn 10 ngày qua ở Đông Hải tôi mới có thể hoàn toàn tập trung ôn thi, cảm giác kết quả không tệ. Địch Đan Thanh ngoẹo đầu nhìn Trương Khác. Tôi rất mong mỏi năm sau thành bạn học với Khác thiếu gia đó. Trương Khác xoa xoa gáy, hiện giờ y đủ loạn rồi, y thà rằng Địch Đan Thanh đừng tới, trước đó Thịnh Thanh còn trưng cầu ý kiến của y có nên điều Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp phụ trách sản nghiệp của Thế Kỷ Cẩm Hồ hay không. Trương Khác rất huyền chuyển nói phía bên Tân Vu còn chưa đi vào quỹ đạo, cũng chưa tìm được người thích hợp thay thế Địch Đan Thanh. Công bằng mà nói với tính cách và năng lực của Địch Đan Thanh, phụ trách sản nghiệp giải trí của Thế Kỷ Cẩm Hồ là hết sức phù hợp. Hơn nữa bản thân cô cũng rất nỗ lực, dù sao đây là vấn đề nội bộ của họ, Trương Khác quyết định không can thiệp quá mức. Chương 651, Thiên Thời Địa Lợi. Sáng ngày 15 tháng 10, Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân, cùng Cát Kiến Đức, Dịch Vân Phi đưa Liễu Chí Thành, Quách Tùng Duyên ngồi xe tới Tân Phổ tham quan khu Cao Tân. Khu Cao Tân này mấy năm qua phát triển hơi ì ạch, La Quân tóm lấy điểm này áp cho Tiêu Minh Kiến không ngẩng đầu lên nổi. Cho nên hôm nay ông ta kiếm cớ không tham gia hoạt động này. Đây mới là ngày thứ hai nhóm Liễu Chí Thanh ở kiến nghiệp, cách ngày ông ta chính thức tuyên bố tiếp nhận ủy thác xây dựng nhà máy tinh viên có vài ngày, từ đó có thể thấy thành phố kiến nghiệp khát vọng đưa vào hạng mục này ra sao. Từ thập niên 70 tới nay, trong nước có 3 lần dẫn tiến hạng mục chế tạo tinh viên với quy mô lớn, cũng nhập cả dây chuyền sản xuất rồi, nhưng không lập được một nền tảng vững chắc để sản nghiệp điện tử thông tin trong nước phát triển. Mỗi lần dẫn tiến là một lần có một bài học, như chỉ đưa vào thiết bị mà không có công nghệ chế tạo tương ứng, lần hai có bài học đó, lại không có được đội ngũ kỹ thuật quản lý hoàn chỉnh, lần thứ ba lề mề xây dựng nhà máy tới 7 năm khiến cho công nghệ tiên tiến trước đó đưa vào đã thành thứ bị đào thải. Bất kể khó khăn lớn cỡ nào, bất kể ba bài học lần trước thảm thương cỡ nào, hạng mục nhà máy tinh viên vẫn phải lập nên, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đã nhiều lần biểu thị dù vét hết túi cũng phải lập hạng mục này. Dưới bối cảnh như thế, trong nước có thiên thời địa lợi để thành lập hạng mục nhà máy tinh viên, thành phố kiến nghiệp có tỏ ra cấp thiết thế nào cũng chẳng phải là quá. Quốc vụ viện càng cấp thiết hơn, khi Tôn Thượng Nghĩa còn ở Singapore đàm phán thì La Quân đã mang tài liệu lên Bắc Kinh báo cáo công tác. Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông chỉ thị nhất định phải nắm chặt lấy thời cơ có lợi này, phải bật tất cả đèn xanh, tránh làm lỡ thời cơ. Ba đại nhân vật có thể dậm chân một cái làm tỉnh Đông Hải rung rinh đều tới khu Cao Tân thị sát, còn Trương Khác sau khi đặt việc này xuống là lại nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đại học. Quân huấn đã kết thúc, sinh viên khóa 97 chính thức đi học, Trương Khác chỉ thi thoảng mới lên lớp nghe giảng, đại bộ phận thời gian giúp trong thư viện đọc sách. Buổi sáng mùa thu, ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu qua cửa sổ, ngồi đọc sách, suy nghĩ một vài vấn đề tương lai của Cẩm Hồ, để tâm hồn phiêu diêu như chiếc lá thu rụng. Chẳng cần phải vờ vịt biểu diễn trước mấy nhân vật lớn kia, đương nhiên cuộc sống dễ chịu tự tại. Thế nhưng cuộc đời luôn chẳng được như mong muốn của người ta, nhìn thấy số của Diêu Văn Thịnh hiện lên trên màn hình di động, Trương Khác chỉ muốn ném nó đi, lúc này Diêu Văn Thịnh đang tháp tùng mấy nhân vật lớn tham quan, hắn gọi điện thoại tới đảm bảo không có gì hay ho hết. Nhưng Trương Khác vẫn phải cực kỳ bất đắc dĩ ra ngoài phòng đọc sách nhận điện thoại. Bộ trưởng Dịch muốn gặp cậu. Cậu có thể bỏ thời gian ra không? Bộ trưởng Dịch, Dịch Vân Phi, cha Dịch Hinh, Diêu Văn Thịnh bị ép chấp nhận vận mệnh đính ước với Dịch Hinh, đó là một trong số điều kiện để hắn được tới kiến nghiệp nhậm chức. Trương Khắc phì cười. Coi cách anh xưng hô cha vợ tương lai kìa, làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra anh nói ai.
Nghe thấy hắn ho khụ khụ, chẳng lẽ tên này đang gọi điện thoại trước mặt Dịch Vân Phi? Cẩm Hồ thuận lợi lấy được giấy phép sản xuất di động có công sức của ông ta, đương nhiên không thể từ chối. Được, anh an bài thời gian đi. Trạm tiếp theo của chúng tôi là ngõ học phủ, Bộ trưởng Dịch buổi trưa có thể bỏ ra chút thời gian. Siêu Văn Thịnh nghiêm túc nói. Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở túc xá đợi như cô dâu đợi động phòng, khi nào bỏ được thời gian ra thì gọi tôi nhé. Cậu tới ngõ học phủ đợi đi, mọi người có thấy cũng coi như không thấy thôi, những ông lão trung niên đó có thể bỏ thể diện xuống ân cần hỏi thăm tên nhóc con chưa ráo máu đầu cậu trước mặt đám đông sao. Nghe giọng Diêu Văn Thịnh trở nên cợt nhả, xem ra Dịch Vân Phi đi rồi, Trương Khắc cười. Hay là thế này, cậu đánh tiếng với bí thư Đào, tôi trà trộn vào đội ngũ tham quan là được. Được, để tôi đi nói. Siêu Văn Thịnh lại đùa. Hoàn cảnh trong nước như hiện nay không cho cậu chơi trội đâu, tôi cũng không cho phép cậu cướp mất hào quang của tôi. Trương Khắc cười cúp máy. Thong thả đi bộ tới ngõ học phủ, thấy Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương, Tô Tân Đông đều ăn mặc trang trọng đứng đợi đội ngũ tham quan tới, Trương Khắc trêu. Chu Choa, đứng đợi như cô dâu ngóng kiệu hoa thế này. Cháu nói không tham gia cơ mà. Trương Chi Phi kỳ quái hỏi, ông đặc biệt từ Hải Châu tới đây chỉ để được tranh thủ lộ diện ở trường hợp trọng đại này. Bộ trưởng Dịch muốn gặp cháu, chẳng thể giúp trong ổ không thò mặt ra được. Trương Khắc giải thích. Cháu đứng đằng sau, nhường cơ hội cho mọi người. Nhìn thấy xe cảnh sát dẫn đường từ xa tới, Trương Khắc liền lùi lại hàng sau, đứng cùng với đám lương quân. Có Diêu Văn Thịnh đánh tiếng trước, các lãnh đạo lớn xuống xe. Đào Tấn vẫn theo thứ tự bắt tay nhóm Trương Chi Phi trước, Trương Khắc cũng được giới thiệu với các lãnh đạo, có điều trong mắt người ngoài giống như Đào Tấn nổi hứng nói thêm vài câu khích lệ với một nhân viên trẻ nào đó của Cẩm Hồ mà thôi. Trương Khắc lần đầu tiên gặp Cát Kiến Đức, chỉ khác cái tên Cát Minh Đức có một chút, ông ta năm nay 52 tuổi, trông còn trẻ hơn cả tuổi thực. Trần Tĩnh không có mặt ở đây, nếu không sẽ thấy Cát Kiến Đức trông rất quen mắt. Trương Khắc bắt tay nói vài câu đơn giản với Cát Kiến Đức rồi trà trộn vào trong đội ngũ tham quan. Ngõ học phủ được hoàn thành cải tạo trước tháng 10, cửa hàng quán xá trong ngoài ngõ đa phần đã vào giai đoạn trang trí, vì chuyến tham quan này, hôm nay còn đặc biệt ngừng chỉnh đốn một ngày, dọn dẹp vệ sinh giữ một hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng, bốn hàng cây ngô đồng rậm rạp che kín đường đi bộ, cùng phong tình độc đáo của ban công bắc ngang ngõ để lại ấn tượng cực tốt trong lòng người tham quan. Đoạn đường này, Thiệu Chí Cương tất nhiên đảm đương vai trò hướng dẫn viên, giải đáp nghi vấn của những người tham quan. Buổi trưa an bài ăn cơm ở khu sáng nghiệp. Lúc ăn cơm Trương Khắc không cần đứng cuối hàng ngũ tham quan trốn ánh mắt giới truyền thông, mà ngồi cùng bàn chính với Đào Tấn, Lý Viễn Hồ. Trong bữa cơm, Cát Kiến Đức đột nhiên nói. Đầu tư vườn sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, làm quần chúng không rõ chân tướng nghe sẽ nảy sinh ý nghĩ không tốt. Dù ông ta nới tới đó là rừng, nhưng đủ gây cho Trương Khắc cảnh giác. Trương Khắc ghét nhất đám nhân vật kiểu này chỉ trỏ này nọ, nếu có chút trình độ chuyên nghiệp thì đề xuất ý kiến còn có thể tiếp thu, nếu nói ba lăng nhăng sẽ làm loạn bước tiến phát triển. Không nghe thì có thể làm tổn thương tự tôn của nhân vật lớn, thế càng đau đầu. Câu này của Cát Kiến Đức tựa hồ rất đáng suy ngẫm. Nhưng Cát Kiến Đức không cho Trương Khắc cơ hội phản ứng. Chuyển ngay sang vấn đề du học sinh về nước sáng nghiệp, che giấu đi câu nói vừa rồi. Trương Khắc thấy những người khác trên bàn có vẻ không suy nghĩ sâu hơn, y coi như không nghe thấy, nếu Cát Kiến Đức có ý đồ gì, ắt sẽ tiếp tục ám thị. Ăn cơm xong buổi chiều tham quan hạng mục chính đang xây dựng của kế hoạch vườn sồi. Khu vực hạch tâm của vườn sồi là cơ sở nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thông tấn di động và điện tử, công trình chủ thể đã hoàn thành, có thể đi vào sử dụng trước năm mới. Chương 652, lực cản vô hình. Tới tận khi kết thúc tiệc tối Trương Khắc mới có cơ hội gặp riêng Dịch Vân Phi khi đưa các lãnh đạo TW về chỗ nghỉ, Diêu Văn Thịnh là con rể tương lai kiên cấp dưới cũ tân nhiên phải tháp tùng ở bên. Dịch Vân Phi rất thấp, song khí độ lại bất phàm, khó tưởng tượng ông ta sinh ra được cô con gái cao giáo như Dịch Hinh. Tôi thường được nghe Văn Thịnh và Hinh Nhi nhắc tới cậu. Dịch Vân Phi mời Trương Khắc ngồi rồi bảo Diêu Văn Thịnh rót nước. Cậu ít tới Bắc Kinh, tôi lại ít có cơ hội rời Bắc Kinh, nên mãi chưa gặp nhau, nghe nói cậu có quan hệ với ty trưởng Vương trong bộ chúng tôi. Cho dù Vương Húc Sâm không nói, thì Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông cũng sẽ không giữ kín miệng,
Trương Khác giới thiệu quan hệ giữa Lương Văn Giang và Vương Thái Linh, Dịch Vân Phi nghe thấy cười lớn. Ha ha, cũng là cha vợ tương lai. Siêu Văn Thịnh bê chén trà tới, hắn đã hiểu rõ, muốn thoát khỏi nhà tù hôn nhân mà gia tộc đặt ra là không thể, giờ chỉ đợi lúc bị bắt trói tống vào động phòng. Nay không còn ai dám xem nhẹ Cẩm Hồ, có quan hệ với Diêu Văn Thịnh, Dịch Vân Phi càng thoải mái lên tiếng, trước kia những điều Trương Khác nghi hoặc đều được ông ta chỉ điểm thông suốt. Dịch Vân Phi nói, Ái Đạt định giá di động Y08 làm người ta không hiểu, trước khi tới kiến nghiệp tôi đã muốn tìm cậu hỏi vấn đề này, đây tất nhiên là vấn đề tư nhân thôi. Trương Khác mỉm cười nói, tôi chỉ không muốn để mấy doanh nghiệp như Liên Tín sống quá an nhàn, lại không muốn phá hỏng không khí hài hòa, nguyên nhân đó có quá miễn cưỡng không? Ha ha ha! Dịch Vân Phi cười sảng khoái, trước đó ông ta kiên định đứng ở phe lũng đoạt, nhưng sự trưởng thành của doanh nghiệp trong bộ chậm chạp làm quan điểm của ông ta dao động. Cái gọi là lập trường quyết định thái độ, không thể phủ nhận Cẩm Hồ có được quan hệ với Cố gia, lại ra sức nâng đỡ Diêu Văn Thịnh mới là nguyên nhân trọng yếu khiến ông ta thay đổi quan điểm trước đó. Tình hình hai doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử ra sao tôi không rõ, nhưng 19 xuất hiện, khiến Liên Tín có cảm giác sói tới rồi, ngay cả trong bộ cũng có cảm giác đó. Cậu biết đấy, bộ bưu điện đóng cửa độc quyền lâu rồi, vì thể diện đặc biệt thành lập Liên Tín, nhưng cửa vừa mở ra thì bị Cẩm Hồ hùng dũng xông vào, ít nhiều khiến lãnh đạo bộ mất mặt. Giờ cửa mở rồi, không đóng được nữa, chỉ hy vọng Liên Tín nỗ lực một chút, lúc ấy Chu Hưng Đông trực tiếp đề xuất mô hình bao thầu làm thay rất hợp ý bọn họ. Trợ lực của Cẩm Hồ không tới từ Liên Tín hay Liên Tấn, mà từ quan niệm của một số kẻ trong thể chế, Trương Khác sớm nhận thức được điều này, nên y rất khép mình. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tổ Chi, may mắn là hiện Cẩm Hồ còn có chút sức chống đỡ, nếu không chẳng chịu nổi đám quan lão ra hành hạ. Cái cây cao hơn trong rừng ắt bị gió bẻ gãy. Rời nhà khách Tử Giang nơi lãnh đạo TW nghỉ chân, Trương Khác tới thẳng nhà khách Đông Hoa tìm Tô Tân Đông. Thương lượng làm sao áp bớt con số tài vụ của tập đoàn Ái Đạt xuống, không thể để thành tích quá chói mắt. Sau khi nói chuyện với Dịch Vân Phi, Trương Khác hiểu ra chỗ nào cần kín đáo hơn, cẩn thận hơn một chút. Có lẽ trong mắt người khác, làm như thế chỉ là bưng tai trộm chuông, tiếc là tình hình trong nước là thế, nên chuyện ngu xuẩn thừa thãi ấy vẫn phải làm. Cẩm Hồ biểu hiện càng cốt càng khiến những kẻ hẹp hòi đó ngứa mắt, bóp cổ công khai không lo, chỉ sợ ngầm ngáng chân. Từ nhà khách Đông Hoa ra, vào xe Trương Khác còn nghĩ tới câu nói nhìn có vẻ như vô ý của Cát Kiến Đức, thấy chiếc BMW đỏ của Trần Tĩnh ở bãi đỗ, nhớ lại cô gái gợi cảm lần đầu gặp trên đường cao tốc, khóe miệng hơi cong lên, sau này đa phần Trần Tĩnh để lại cho người ta cảm giác điềm tĩnh, tự nhiên phóng khoáng, Trương Khác càng tin cô gái lần đầu y gặp đó mới là Trần Tĩnh thực sự. Trương Khác xuống xe ở cửa đông của trường, nhìn thấy một chiếc Mercedes màu lam đỗ ở ngã ba, Lâm Tuyết đứng bên cạnh. Liếc nhìn về phía đó, nhưng cửa sổ xe màu tối, Trương Khác không nhìn thấy ngồi trong xe là ai, Lâm Tuyết sớm đã chú ý xe Trương Khác đi đến, song không ngờ y lại xuống xe ở cổng, không tránh được nữa, liền đứng đó, thấy Trương Khác nhìn về phía trong xe, cười nói. Khác thiếu gia đang tìm người quen sao? Cái xe đẹp quá! Trương Khác khen một câu trái lòng. Lâm tiểu thư muộn như thế này vẫn còn ở đây, phải chăng chưa từ bỏ ý định với ngõ học phủ? Cẩm Hồ thế lớn lực lớn, ai mà dám tranh ăn với Cẩm Hồ chứ? Lâm Tuyết cười phóng đãng. Huống hồ là một cô gái nhỏ bé như tôi. Nói cứ như là tôi bắt nạt cô vậy. Trương Khác nhếch mép nói. Các vị đương nhiên mưu kế rất hay. Lâm Tuyết cắn răng tức tối, chẳng ai ngờ được thế kỷ Cẩm Hồ dùng một kết cấu phức tạp đột phá mở rộng hạn chế diện tích ngõ học phủ, trước kia bị ngưỡng Cẩm Hồ đặt ra sợ đứng bên ngoài. Giờ nhìn thế kỷ Cẩm Hồ kiếm được cả trăm triệu, làm sao cam tâm cho được. Kế hay kế dở cái gì, các vị tới Hải Châu chẳng phải cũng có kế hay đó à? Thành công rồi phải không? Trương Khác vẫn cứ giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén chiếu vào cô gái rắn rết đó. Hải Châu thì làm sao mà so với cách cục lớn của kiến nghiệp được? Nếu có thể khiến nam nhân này quỳ dưới váy mình, Lâm Tuyết chẳng ngại hy sinh cơ thể. Có điều trong ánh mắt kia cô ta nhìn ra vẻ khinh bỉ, làm cô ta căm tức nói. Phía đầu tư vườn rồi là Cẩm Hồ, khai phát là thế kỷ Cẩm Hồ, không sợ quần chúng không rõ chân tướng có liên tưởng khác à? Ha ha ha! Trương Khác cười lớn, cô gái này đúng là không biết kiêng nể gì, lôi thẳng Cát Kiến Đức ra rồi.
những lời Cát Kiến Đức trưa nay chẳng qua là chỉ muốn chia một chén canh trong kế hoạch khổng lồ hành lang số mà thôi. Chỉ riêng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hành lang số, La Quân đã đề xuất trong 5 năm đầu tư 10 tỷ, càng chưa nói tới khai phát các khu văn phòng, kiến trúc thương nghiệp bên trong. Một khi Quốc vụ viện thông qua chiến lược sản nghiệp mới, hành lang số sẽ có được sự ủng hộ từ quốc gia, Hải Châu không sao bì được. Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng trắng dịu tỏa xuống từ đèn đường, cười nhạt. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nghỉ ngơi đây. Nói rồi đi thẳng vào trường. Đợi thêm một lúc mới thấy chiếc xe đưa Trương Khắc tới rời đi, Lâm Tuyết mở cửa xe ra, lạnh lùng nói. Bà đây khiến người ta ghét như vậy sao? Thật xúi quẩy, buổi tối đi dạo một vòng cũng gặp tên sát tinh này. Lý Viễn Hồ cũng phải nhìn y, cô Lôi chủ nhiệm Cát gia chưa chắc đã áp chế được kẻ cao ngạo này. Bất ngờ Hồ Tôn Khánh lộ nửa khuôn mặt ra từ trong xe. Thị trưởng Hồ còn chẳng phải cũng bị người ta chẳng coi vào đâu sao? Lâm Tuyết cười điệu đà. Tôi thì làm sao lọt vào mắt y được? Hồ Tôn Khánh nói câu này hai hàm răng xít lại. Cô có muốn tới báo cáo công tác với chủ nhiệm Cát không? Ai muốn tới báo cáo công tác gì với ông ta? Lâm Tuyết hờn dỗi chui vào xe, người cố ý áp sát Hồ Tôn Khánh. Thật đau đầu, còn tưởng dựa vào năng lực của ông ta phá hoại cái chiến lược mới cho chết kia, ai ngờ bọn chúng lại làm ra hành động lớn như thế. Đúng là hối hận vì tới Hải Châu, giờ thì bị trói vào đó không thoát thân được, trơ mắt nhìn miếng thịt béo trước mắt không được cắn, anh biết tôi đau lòng cỡ nào không? Thôi đi, cô cắn một miếng như thế ở Hải Châu còn chưa đủ thoải mái à? Người ta nói phụ nữ là tham lam nhất, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, hôm nay xem như tôi đã được thấy rồi. Nhưng nơi này luôn làm người ta không cam lòng. Lâm Tuyết vẫn để bụng chuyện ngõ học phủ bị cướp mất, thở dài. Nhưng không cam lòng thì biết làm sao? Chương 653, dẫn sói vào nhà. Thức thời đi, lúc này ai cũng phải né tránh y. Trong xe truyền ra một tiếng thở dài nữa, khuôn mặt Chu Cẩn Tỳ xuất hiện trong ánh sáng mờ tối. Nhưng bọn chúng quá bắt mắt, khó tránh khỏi làm rất nhiều người khó chịu, chẳng phải thị trưởng Tiêu hôm nay không được khỏe đó sao, ha ha ha. Nụ cười của ông ta không khỏi khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Không làm lỡ thời gian Lâm Tiểu Thư báo cáo công tác với chủ nhiệm Cát nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé, ở kiến nghiệp không tiện, có thời gian tôi sẽ lên Bắc Kinh bái phỏng ông ấy. Chu Cẩn Tỳ xuống xe bắt tay Hồ Tôn Khánh, tiếp đó là Tạ Ý đi ra từ ghế phụ lái, tạm biệt xong đi vào trường. Cháu cũng đang nghiên cứu Cẩm Hồ phải không? Cẩm Hồ ngày nay đã bỏ chính thái lại rất xa rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, song phải đối diện với nó. Chu Cẩn Tỳ vừa đi vừa nói. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là theo sát bước tiến của Cẩm Hồ muốn đi bước nào, cháu phải bước trước một bước. Hạng mục nhà máy tinh viên thì chúng ta không làm nổi, hạng mục di động cũng không thể lấy được giấy phép từ bưu điện. Bước tiến của Cẩm Hồ không phải ai cũng theo nổi, nói gì bước trước. Tạ Ý lắc đầu. Phó thị trưởng Hồ ở kiến nghiệp là một người rất có địa vị, vậy mà vừa rồi chẳng phải còn ngồi trong xe không dám ra sao? Chẳng lẽ chỉ vì sợ người ta thấy đi cùng Lâm Tuyết? Cháu nhìn nhận thế nào về việc bao tiêu di động thay tử ra bày ra? Chu Cẩn Tỳ không tiếp lời hắn mà chuyển sang chuyện khác, thấy Tạ Ý mím môi không nói, cười khẽ. Tên nhóc cháu thông minh lắm, nhưng chẳng lẽ cháu sợ chú bán đứng cháu hay sao? Xem ra có vẻ Tử Gia tìm được lỗ hổng. Tạ Ý suy nghĩ một lát rồi nói. Ái Đạt định giá hai chiếc di động rất lạ, không bằng nói bọn họ cố ý ép ba công ty kia lộ ra lỗ hổng này. Nhưng cái giá linh kiện họ đưa ra rất cao, xem ra không muốn làm cái lỗ hổng này quá lớn. Cẩm Hồ xem ra chưa đủ tự tin để trở thành nhà cung cấp linh kiện. Chú thường nói cháu mới là đứa có tầm nhìn nhất trong thế hệ các cháu mà. Chu Cẩn Tỳ hỏi. Cháu nhìn thấu triệt như thế, vì sao không tranh trước bước đi này? Đi thế nào ạ? Cháu lại vờ hồ đồ rồi. Chu Cẩn Tỳ quay đầu sang. Cháu có suy nghĩ, có tầm nhìn, nhưng lại thiếu quyết đoán, cháu không muốn nắm lấy cơ hội duy nhất này để vượt qua Cẩm Hồ sao? Tạ Ý cúi đầu không nói. Chiếc 19 của Cẩm Hồ đã khiến doanh nghiệp di động hải ngoại cảm thấy một chút uy hiếp, Y08 mới là bước quan trọng để Cẩm Hồ tiến bước thành nhà cung cấp linh kiện. Doanh nghiệp hải ngoại không thể bỏ qua sự uy hiếp của Cẩm Hồ, nhưng không thể vượt qua rào cản nhân lực,
tài nguyên, thuế quan v.v.v. Khiến Cẩm Hồ chiếm hết thị trường, điều duy nhất có thể làm là chuyển nhà máy lắp ráp vào trong nước. Cách đơn giản nhất để chuyển nhà máy vào trong nước là gì? Liên doanh với doanh nghiệp trong nước. Muốn đi được bước này, phải để doanh nghiệp hải ngoại cảm thấy uy hiếp của Cẩm Hồ. Làm thế chẳng phải dẫn sói vào nhà sao ạ? Tạ Ý hỏi. Sai rồi, phải gọi là xua hổ nuốt sói. Làm thế chúng ta có lợi gì? Chưa làm sao biết không có lợi gì. Giọng của Chu Cẩn Tỳ trở nên nghiêm khắc. Mẹ của Kiếm Nam đang làm cơ sở chế tạo điện tử ở tỉnh Giang Nam, nếu cháu quyết tâm làm, lo gì không có được lợi ích. Tạ Ý không tiếp lời, hiện giờ chỉ có điện tử Gia Tín là có năng lực và công nghệ sản xuất linh kiện thay cho doanh nghiệp nước ngoài, bên bọn họ phải lấy nguồn lực hành chính ra hợp tác với Cát Minh Tín. Chẳng trách Chu Cẩn Tỳ cấp thiết muốn móc nối quan hệ với Cát Kiến Đức như thế. Có tin đồn Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông muốn tiến hành phẫu thuật lớn với Quốc phụ Viện, tách nghiệp vụ điện tín ra khỏi bộ bưu điện, cùng bộ điện tử thành lập bộ sản nghiệp thông tin, mọi người đều nói Cát Kiến Đức là nhân tuyển có sức cạnh tranh nhất. Tin này thà tin có chứ không thể tin không, tóm lại ảnh hưởng của Cát Kiến Đức ở sản nghiệp thông tin điện tử là không thể xem thường. Trương Khắc đứng dưới tàng cây đối diện sân tennis, bên cạnh có một đôi nam nữ đang hôn hít chẳng biết ngại gì. Y đang nghĩ sao Lâm Tuyết lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhìn bóng Chu Cẩn Tỳ và Tạ Ý, tuy nghe không rõ bọn họ nói gì, có điều lúc này mèo mả gặp gà đồng, không phải chuyện hay ho gì. Cát Kiến Đức là người khiến Cẩm Hồ phải kiêng kỵ, việc thành lập bộ sản nghiệp thông tin hẳn không còn biến số nào nữa, nếu ông ta chiếm cứ được vị trí quan trọng trong đó, sau này Cẩm Hồ rất khó sống. Trương Khắc nhếch mép, vấn đề này nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Đừng thấy Cẩm Hồ hiện phong quang vô hạn, song phía dưới nước cáo bao nhiêu bãi đá ngầm không ai rõ được, giống như Lâm Tuyết muốn chia một chén canh ở hành lang số, y cũng không thể ngăn cản. Chu Cẩn Tỳ và Tạ Ý đã đi xa, sức tập trung kéo trở lại, nghe tiếng hôn hít chút chít bên cạnh, Trương Khắc chịu không thấu không khí mờ ám này, chạy mất. Chiếc xe ngoài cổng đã đi rồi, Trương Khắc không nhìn thấy Hồ Tôn Khánh, nhưng không quan trọng nữa, y đã biết lực cản tới từ nơi nào. Trương Khắc đi ra đường, gọi điện cho Đỗ Phi xem hắn ở đâu. Phương án vận hành và thiết kế quán nét được Đỗ Phi và Mông Nhạc làm ra Trương Khắc còn chưa kịp quan tâm tới. Hỏi rõ Đỗ Phi và Mông Nhạc vẫn còn ở đó, Trương Khắc đi vào cửa hàng trong trường mua một ít đồ uống, đến nơi thấy cả đống người, Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đều có mặt, cũng có Trần Phi Dung, Tịch Nhược Lâm, nhìn thấy cô gái chất phác thanh tú Thẩm Tiêu, Trương Khắc hỏi. Bạn bị Đỗ Phi lừa tới đây khi nào vậy? Thẩm Tiêu chỉ Thời Học Bân. Anh ấy bảo mình điền vào một cái đơn, nói có thể có tiền công, thế là bị hồ đồ kéo tới đây. Gia cảnh của Thẩm Tiêu không tốt, phải nói là toàn bộ công nhân viên chức của Lâm Trường đều có lương rất thấp, cha cô Thẩm Ước lại là người rất liêm khiết, cho dù ở ngoài Lâm Trường mở quán cờ cũng vì hứng thú, chẳng thể tăng thêm thu nhập gia đình, ngược lại còn mất tiền vào đó. Hứa Hồng Bá nhiều lần Lâm Trường làm việc, quan hệ với Thẩm Ước trở nên thân thiết, mỗi lần đi về đều mang theo thứ sơn trà thơm ngắt kia. Học phí của Thẩm Tiêu phải đi vay mượn, cô đúng là cần một công việc để ăn học, chuyện này chẳng cần phải nói, tin rằng chu đáo như Đỗ Phi sẽ có an bài ổn thỏa, công ty sáng nghiệp và hiệp hội sáng nghiệp vốn hai mà là một, có thể cho thành viên cố định khoản lương tạm được. Trương Khắc ném túi đồ uống cho bọn họ chia nhau, cầm một chai bia và một chai nước ép, đưa cho Trần Phi Dung chai nước ép. Tưởng bạn ở phòng đọc sách chứ? Mình có thể tới đây chơi mà, vừa rồi còn đứng ở cửa sổ ngắm cảnh đêm đấy. Trần Phi Dung cười nói. À! Trương Khắc hiểu ý giải thích qua loa thân phận của Lâm Tuyết. Đó là cô gái rất hung dữ, trước đó mình còn tưởng cô gái xinh đẹp nhất định có tâm linh thuần mỹ lệ, bạn bảo mình có thuần khiết quá không? Hi hi, bạn tưởng mình tin lời bạn nói à? Trần Phi Dung cười khúc khích. Bạn thuần khiết lắm đấy. Quên nói với bạn, mình đổi 7 quả bóng mới trước túc xá rồi đấy. Cực ít khi thấy được Trần Phi Dung có điệu bộ tinh nghịch này, cô như tỏa ra hơi thở thanh mát làm lòng người dễ chịu, Trương Khắc giang tay ra làm bộ mặt bất lực. Ai bảo bạn nhận được ủy thác của Tiểu Thanh chứ? Đỗ Phi và Mông Nhạc mang phương án đi tới, Trương Khắc vỗ đầu nói. Thiếu chút nữa quên mình là một trong 3 quản lý của sáng hiệp, Phi Dung. Hay là bạn làm chức trách này cho mình nhé? Chương 654, cho một gậy.
mình đâu rảnh rỗi thế. Trần Phi Dung tuy nói vậy nhưng vẫn ghé đầu tới xem phương án cuối cùng. So với phương án ngây ngô một tháng trước thì phương án ngừng tụ ý kiến rất nhiều sinh viên này đã được tính là khá hoàn mỹ rồi, Trương Khắc không cho rằng mình có thể làm ra phương án hoàn thiện hơn nữa. Thông qua phương án này có thể nhận thức đầy đủ về năng lực sáng tạo của sinh viên, xem ra lập nên hiệp hội sáng nghiệp không phải là uổng phí, Trương Khắc xem qua phương án một lượt, tựa hồ không thể đưa ra ý kiến tốt hơn, cười nói. Bao nhiêu cái đầu như thế, thế nào chẳng tốt hơn hai cái đầu. Gần tới giờ ký túc xá tắt đèn, ba cô gái cùng một số thành viên bình thường của hiệp hội liền trở về, đám thời học bân giải chiếu xuống đất là có thể ngủ được, sinh viên năm thứ ba thành cáo cả rồi. Phía chung cư nghiên cứu sinh không hạn chế thời gian, Trương Khắc ở lại tán phét với bọn họ. Thời học bân là sinh viên năm ba khoa pháp luật, song có thiên phú xã giao cực tốt, lừa các nữ sinh xinh đẹp của học viện âm nhạc vào hiệp hội sáng nghiệp chưa nói, khi tất cả còn chưa bắt đầu, hắn đã vì sáng vực đi kiếm được người mua quảng cáo hai tấm biển quảng cáo rồi, chẳng hiểu hắn xúi bẩy người ta ra sao. Đồng Dược Hoa thì có năng lực tổ chức rất cao. Ở phương án thi đấu và vận hành hiết kết mạng đều là hắn hiệp trợ Mông Nhạc, chỉ nhìn phương án cuối cùng này, Trương Khắc có thể thấy cuộc thi vô cùng thành công. Những người này quả nhiên không làm mình thất vọng, chẳng qua trước đó thiếu đất phát triển mà thôi, Cẩm Hồ luôn cần dòng máu mới, đây xem như dòng máu tương lai của Cẩm Hồ. Qua mấy tháng nỗ lực, phương án khu công nghiệp thứ hai của Hải Châu đã được thẩm duyệt thông qua, ba trấn Tân Kiều, Ích Long, Tượng Sơn đều liệt vào khu công nghiệp Tân Thành Cẩm Hồ. Phía bên Hải Châu hy vọng Trương Khắc có thể về một chuyến. Xuất phát lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên gò má xinh đẹp động lòng người của Trần Phi Dung, ngồi trong xe ba hoa với mỹ nhân, chẳng cảm thấy thời gian quá dài. Tới Hải Châu đã là 7 giờ tối, đưa thẳng Trần Phi Dung tới ngõ Đan Tỉnh. Qua! Trần Phi Dung xuống xe ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngõ Đan Tỉnh đã hoàn toàn khác xưa rồi, không kìm được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Làm sao thế? Trương Khắc còn tưởng cô bị trẹo chân, thò đầu ra nhìn theo ánh mắt của cô. À, cái đấy hả, có gì đáng ngạc nhiên đâu. So với trước kia đẹp hơn nhiều đấy chứ. Trần Phi Dung cảm thấy Trương Khắc kề mình hơi sát, hơi thở phả cả vào cổ cô, hơi ngứa ngứa, cô mới thò một chân ra xe mà thôi, người vẫn ngồi trên ghế, chỉ để lại không gian rất nhỏ cho Trương Khắc thò đầu ra, hai cơ thể khó trách khỏi dán sát vào nhau, cô nhích người ra một chút. Xong không vội xuống xe, quay đầu lại hỏi. Toàn bộ ngõ Đan Tỉnh cải tạo xong cũng sẽ đẹp như thế chứ? Mắt hai người cách nhau rất gần, cô gần như có thể nhìn bóng mình trong đôi mắt của Trương Khắc, tim Trần Phi Dung vô cớ rung nhẹ một cái, người vô thức rụt về một bên. Trương Khắc vẫn nhìn ra ngoài. Chuyện tu sửa ngõ Đan Tỉnh đâu có dễ dàng xong như vậy, Trương Khắc chỉ lo đám Thiệu Chí Cương không đủ tỉ mỉ, mấy ngày trước người đi qua chỗ này còn thấy bạt che kín mít. Này đã bỏ xuống một phần, đẹp hơn cả trên sa bàn, nhất là buổi tối dưới ánh đèn, mảng sáng tôi đan xen trông càng đẹp một cách não nề. Trương Khắc nhe răng cười. Làm thế là cho mụ La Sát kia xem đấy. Địa ốc Cẩm Thành đã chính thức ủy thác quản lý cho công ty quản lý đầu tư do tỉnh Điền và chính thái lập nên, ủy thác quản lý khác sát nhập là càng tiện tách tài sản chất lượng của Cẩm Thành tách ra, mà không lo lún vào nợ nần, đương nhiên. Bọn chúng muốn chiếm lấy Cẩm Thành phải trả hết nợ của Cẩm Thành trước. Tóm lại là Triệu Cẩm Vinh không còn quyền khống chế địa ốc Cẩm Thành nữa, chỉ còn sở hữu cái xác giống tập đoàn Cẩm Thành mà thôi, hơn nữa còn gánh khoản nợ cả trăm triệu, chắc hẳn vô cùng khó sống. Trương Khắc đương nhiên chẳng thương hại Triệu Cẩm Vinh, Cẩm Thành rơi vào cảnh hôm nay, không biết bao người vô tay vui mừng, tiếc là chuyện chó căn chó xảy ra ở xã hội này hơi ít. Tài sản chất lượng của Cẩm Thành chính là khu thương nghiệp phía tây ngõ Đan Tỉnh sắp khai phát, hiện Trương Khắc không thể ngăn cản Lâm Tuyết chen vào kế hoạch hành lang số, nhưng ở Hải Châu, có cơ hội y sẽ cho chúng một đòn. Lúc này tiến hành tuyên truyền thương nghiệp ngõ Đan Tỉnh chính là muốn làm nhạt bớt tiền đồ của khu thương nghiệp Tây Sa Điền. Trương Khắc thậm chí bảo Thiệu Chí Cương công bố trước sách lược thương nghiệp của ngõ Đan Tỉnh, ép bọn chúng phải theo sát bước tiến thương nghiệp của ngõ Đan Tỉnh, không thể thuận lợi sang tay đất thương nghiệp Tây Sa Điền lấy tiền. Tương lai ngõ Đan Tỉnh dùng sách lược chỉ cho thuê không bán, chủ yếu là suy nghĩ từ góc độ bảo vệ phố cổ, ngoài ra tài chính thế kỷ Cẩm Hồ bị ngõ Đan Tỉnh chiếm dụng sẽ do Cẩm Hồ hỗ trợ, không ảnh hưởng tới chuỗi tài chính của bản thân. Địa ốc Cẩm Thành muốn theo sát bước tiến phía bên này sẽ hết sức vất vả, đặc biệt mấy năm đầu ở thời kỳ khai hoang,
muốn bồi dưỡng thành khu thương nghiệp hoàn thiện sẽ cần thời gian dài, thời gian đó không chỉ phải miễn giảm tiền thuê, hỗ trợ phí trang trí, phải tuyên truyền khai phát thương nghiệp. Đợi khu thương nghiệp hoàn thiện thì bọn chúng mới có thể thoát thân, tới lúc đó coi như ép được bọn chúng cống hiến cho Hải Châu rồi. Đương nhiên tới lúc đó lợi ích thu được cũng rất lớn. Song loại người chỉ quen dựa vào sức mạnh hành chính đi cướp bóc như Lâm Tuyết, Tạ gia thì làm sao chịu nổi qua thời kỳ khai hoang. Chỉ e lúc này đây cô ả rắn rít kia đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Muốn làm được việc thì phải có chút kiên nhẫn, cô ả Lâm Tuyết đó đại khái sẽ không cam tâm bị giam hãm khoản tiền lớn tại Hải Châu, khiến không thể cắn miếng thịt béo ở kiến nghiệp. Nghĩ tới đó, khóe miệng Trương Khắc hơi nhếch lên. Này, lại nghĩ tới chuyện xấu gì đấy? Hả? Trương Khắc xoa mặt. Rõ ràng vậy à? Đường Thanh bảo bạn cười như thế là không phải suy nghĩ chuyện gì tốt lành, mình thấy không sai là bao. Trần Phi Dung cười rúc rích, mời Trương Khắc và Phó Tuấn tới bát Cẩm Chân dùng cơm. Chị dâu đảm bảo chuẩn bị canh thập toàn đại bổ cho anh rồi phải không? Trương Khắc trêu Phó Tuấn rồi trả lời Trần Phi Dung. Tối mình còn có việc, không tới nhà bạn ăn trực được rồi. Đưa Phó Tuấn tới nhà, Trương Khắc tự lái xe rời đi, hiếm khi Hứa Tư về Hải Châu. Y không muốn bị chuyện khác làm lỡ thời gian, Hứa Tư về Hải Châu là vì chuyện kiến thiết khu dân cư quy cách cao dưới chân tượng sơn. Em vừa tới, chị ở đâu? Trương Khắc gọi điện cho Hứa Tư. Hứ, đột nhiên gọi điện, hại tôi bị bỏng. Hứa Tư ở phía đầu kia hơi hờn dỗi. Chị ở nhà à? Ừ. Hứa Tư giọng êm du. Ở nhà cậu đấy, đang giúp chị Vãn Tình nấu canh. Còn tưởng Hứa Tư sẽ tránh mặt Tạ Vãn Tình chứ, hai cô gái tụ lại một chỗ làm Trương Khắc cảm thấy thấp thỏm, không dám đi gặp nữa rồi, lúc này hắn chẳng dám nghĩ tới giấc mơ trước kia là Hứa Tư hay Tạ Vãn Tình. Trương Khắc đỗ xe ở cổng tiểu khu, đi vào nhà nghe loáng thoáng thấy Hứa Tư và Tạ Vãn Tình nói chuyện, nhập mật mã, đi vào sân, thấy hai cô gái đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, đây đại khái là cảnh đẹp nhất trong bóng đêm tĩnh mịch khi một nam nhân đi làm về rồi. Tiếng cửa làm hai cô gái đồng loạt quay đầu ra. Hứa Tư tiếp tục ở trong bếp chuẩn bị, Tạ Vãn Tình chạy ra mở cửa, thấy vẻ mặt ngại ngùng của y, hỏi. Làm sao thế? Trương Khắc ôm lấy cơ thể đầy đặn của Tạ Vãn Tình, hôn chụt một cái mới thả cô ra. Đột nhiên cảm thấy áp lực tâm lý của em còn lớn hơn các chị. Thôi đi ạ, cho em hưởng lợi lớn thế rồi còn mở miệng ra nói áp lực, trước kia lừa người ta thế nào hả? Tạ Vãn Tình xấu hổ lườm Trương Khắc một cái, nhéo hông y. Trương Khắc cười hăng hắc, đi vào nhà, Hứa Tư lại tỏ ra rất câu nệ, mặt cũng đỏ lên, nói chuyện với Tạ Vãn Tình vẫn tự nhiên, chỉ là không dám nhìn Trương Khắc, nhân lúc Tạ Vãn Tình sang phòng khác, Trương Khắc muốn nắm tay cô bị cô hoảng sợ né tránh. Chương 655, trả nợ. Uống rất nhiều rượu, lúc mơ màng nhìn thấy Tạ Vãn Tình nằm ở bên cạnh, chiếc váy vén lên một góc, ở mép quần lót đen. Có vài sợi lông ương ngạch thò ra bên ngoài, làm người ta nhìn thôi đã thấy trái tim rung rinh. Váy ngủ của Hứa Tư cũng tuột xuống, ôm lấy Tạ Vãn Tình, một bầu ngực mơn mởn lộ ẩn ra ngoài, nụ hoa màu phấn hồng cứ nhấp nhô khiêu khích. Hai cơ thể hoàn mỹ ở ngay trước mắt, toàn thân Trương Khắc căng phồng bởi dục vọng, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài lồng ngực, thò tay tới muốn vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của Hứa Tư. Á! Cả người từ ghế sofa lăn xuống đất. Đầu đau điếng, Trương Khắc dụi mắt, thì ra là một giấc mơ khiến người ta không muốn thức tỉnh. Trương Khắc lồm cồm bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ vặn tay nắm cửa, bị khóa từ bên trong rồi, chỉ biết đấm ngực tức tối, nghe thấy bên trong Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cười khúc khích, đại khái vừa rồi ngã xuống đất đánh thức hai cô gái. Trương Khắc chạy ra ngoài sân, ngó xem có cách nào trèo lên phòng ngủ không, có hai cô gái ở bên cạnh mà không được đụng vào một ai. Thế này thì còn sống sao nổi nữa, buổi tối y cố tình chuốc hai cô gái uống rất nhiều rồi, vậy mà cuối cùng bản thân lại ngủ mất, chỉ biết trách bản thân chứ còn biết làm sao nữa. Kiếm không ra đường trèo lên tầng 2, Trương Khắc tiêu nghỉu về lấy chăn ngủ trên ghế sofa, khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, mở mắt ra nhìn thấy Tạ Vãn Tình đang đi xuống lầu, cô nhoẻn miệng cười với y rồi đi, cô phải tới trường học. Trương Khắc bật dậy như lò xo gắn ở mông, lao thẳng vào phòng ngủ. Á! Hứa Tư không kịp khóa cửa phòng đã bị Trương Khắc xông vào, hoảng sợ nhảy về phía sau trốn vào trong chăn, đáng tiếc bị Trương Khắc chui vào từ phía dưới,
đầu rúc vào giữa hai chân Hứa Tư, miệng tấn công trực diện vùng đất riêng tư của cô. Hứa Tư cố ôm lấy đầu Trương Khác đẩy ra, cầu khẩn. Đừng, chị Vãn Tình chưa đi mà. Trương Khác lấy hai tay ôm đùi cô, miệng lưỡi ra liếm nếp gấp trên quần lót, Hứa Tư không cưỡng lại nổi, trong miệng chỉ còn phát ra những tiếng kêu càng lúc càng dày đặc, nhưng vẫn cắn răng áp chế không để tiếng rên rỉ phát ra từ trong cơ thể, từ trong tim. Hứa Tư buổi sáng có chuyện phải ra ngoài, Trương Khác thỏa mãn tiếp tục ôm chăn ngủ khi, hôm qua y không ngủ yên, bị tình dục dày vò mơ mơ tỉnh tỉnh ngủ được có 2-3 tiếng. Trong mơ một đôi chân trắng bóng như ngọc đong đưa trước mắt, cảm giác thực sự có bàn tay mềm đang vuốt ve mình, Trương Khác mở mắt ra, một hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Chưa bị con yêu tinh kia hút hết tinh lực chứ hả? Thì ra Tạ Vãn Tình tranh thủ buổi trưa rảnh rồi mò về. Trương Khác cuối cùng đã được thưởng thức cái tư vị nợ xác thị mà hắn trêu Diệp Kiên Bân rồi, buổi chiều Tạ Vãn Tình thỏa mãn tới trường, còn y tiếp tục nằm ngủ bổ sung thể lực, tới tận lúc hoàng hôn mới nhớ ra mục đích chuyến đi lần này, hiểu được có hai cô gái ở bên cạnh đúng là tiêu hồn, tới mức không biết, hồn tiêu, lúc nào, bò dậy đánh răng rửa mặt, lái xe tới trấn Tượng Sơn, ủy ban quản lý Tân Thành Cẩm Hồ đặt ở đó. Khu dân cư Cẩm Hồ xây dựng phải dung hợp vào trong quy hoạch chỉnh thể của Tân Thành, chứ không phải riêng rẽ độc lập. Cơn bão tài chính châu Á vẫn đang hoành hành, trong nước mọi thứ trông có vẻ sóng yên biển lặng, hoàn cảnh kinh tế bình ổn trong nước chính là nhân tố có lợi nhất cho việc mời gọi đầu tư. Chuyện chẳng có gì, quan trọng cần y có mặt, xử lý xong việc ở Tượng Sơn, đến tối ăn cơm với Đường Học Khiêm, còn nói tới vấn đề này. Tuy ăn cơm ở nhà Đường Thanh, tiếc là Đường Thanh lại không có nhà, Tạ Vãn Tình bị Hứa Tư kéo tới nhà cô ăn cơm rồi. Hứa Tư có nói Trương Khác, mẹ cô mời y tới nhà ăn cơm, nhưng cô không cho y tới, Trương Khác chỉ đành tới nhà Đường Thanh ăn trực. Đường Học Khiêm còn hẹn cả Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn tới nhà, vừa vặn Hứa Hồng Bá cũng có mặt ở Hải Châu, cũng bảo Hứa Thụy Bình đón cha hắn tới ăn cơm. Đường Học Khiêm dần củng cố quyền lực ở Hải Châu, mặc dù Tô Dật Quần không ngừng qua lại với Khoa Vương, nhưng rất tích cực phối hợp với công tác của Thành ủy, Chu Phú Minh thì ngày một bị đẩy sang lề rồi. Không hiểu có hối hận trước kia nghe theo kế của Tạ gia kiềm chế Đường Học Khiêm hay không. Cẩm Hồ am hiểu tình hình Đông Nam Á, chắc biết ở đó có hạng mục nào bị cơn bão tài chính làm thủ tiêu, thành phố cần tài liệu ở phương diện đó. Khi ăn cơm, Cố Kiến Bình thương, con rể, sống xa nhà không có bữa ăn tử tế, nên không cho phép bàn công việc để Trương Khác ăn thoải mái, thế nên phải đợi ăn xong ra phòng khách nghỉ ngơi, Đường Học Khiêm nửa đùa nửa thật nói. Tư liệu này cháu không phải chỉ cung cấp cho Tân Vu thôi chứ hả? Bác nuôi Thanh Thanh mười mấy năm trời không để cho cháu hưởng lợi miễn phí đâu đấy. Cháu làm sao dám ạ? Trương Khắc cười, Tân Vu và Hải Châu mỗi nơi có đặc điểm kinh tế khác nhau, cơ sở công nghiệp Tân Vu kém, không phải 1-2 năm có thể bù đắp được, ngoan ngoãn nói. Tư liệu thì cháu bảo công ty Hong Kong chỉnh lý, ở thành phố ai sẽ dẫn đầu ạ? Thái độ của Trương Khác làm Đường Học Khiêm gật gù hài lòng. Lão Tống nắm việc này đi, có được tư liệu thì liên hệ trước, rồi lấy người từ ban ngành liên quan tới Đông Nam Á một chuyến, tranh thủ kéo vài hạng mục về. À, vậy thì chú Tống trực tiếp liên hệ với phía Hong Kong là được, cháu sẽ đánh tiếng trước. Trương Khác cười thầm, chẳng bằng bảo Tống Bồi Minh tìm luôn Tương Vi gọt, hai người này đúng là duyên số chưa dứt được, chẳng biết khi xưa sao không tới được với nhau. Y chỉ nghĩ thế thôi chưa tới mức lắm chuyện đi tìm hiểu thật. Trương Khác kể về khó khăn vô hình Cẩm Hồ gặp phải lúc này, mọi người cũng chỉ có thể thở dài cảm khái, thế chế hiện nay như thế, Cẩm Hồ đi tới ngày hôm nay đã là cực đẹp rồi, đương nhiên hiện cũng chẳng lo kẻ nào dám ngang nhiên cưỡi lên đầu Cẩm Hồ. Buổi tối đưa Hứa Hồng Bá về Sa Điền, Trương Khác liền hỏi tới tình hình của Trương Dịch. Tạm được, tôi rèn thêm 1-2 năm nữa, có người sai bảo cũng tiện. Chỉ cần không bị Hứa Hồng Bá đuổi đi là tốt rồi, đưa ông về nhà xong, gọi điện cho Hứa Tư, hỏi tối cô có ở nhà Tạ Vãn Tình không, nói thế là để phòng người khác nghe thấy. Ồ, tôi định giữ chị Vãn Tình ngủ lại nhà tôi đây. Hứa Tư giọng nhu mì. Thôi, thế là cả một cô gái cũng không còn nữa, Trương Khác đang giàu dĩ thì bên kia mẹ Hứa Tư cướp lấy điện thoại. Tiểu Khác, cháu mới về à, nhà đầu Tiểu Tư đang ăn khuya với Vãn Tình. Cháu cùng qua ăn đi. Trương Khác không chút do dự phóng xe tới nhà Hứa Tư, một lúc sau nhận được điện thoại của cô. Không cho cậu tới. Em đã tới ngõ rồi, hơn nữa em rất đói.
Nói tới câu này không khéo ở một cái, hôm nay Trương Khắc bị Cố Kiến Bình nhồi như nhồi vịt vậy, đến mai cũng chưa chắc đã tiêu hết. Hứa Tư còn nói gì được? Nhà Hứa Tư đã chuyển về chỗ ở cũ rồi, đó là con ngõ hẹp xe không vào được, Trương Khắc ném xe ở cửa ngõ, cái ngõ này không biết sao nuôi chó làm gì nhiều đến thế, suốt đường đi chó sủa loạn xị, Trương Khắc lông tóc dựng hết cả lên, chỉ sợ từ trong cái sân nào đó một hàm răng trắng ở phóng ra, phập một cái vào mông. Tường bao bằng gạch xanh, ngói che mưa đầu mèo, mái hiên uốn cong, sân gọn gàng, giàn nho vẫn còn đó, Trương Khắc cảm thấy thân thiết kỳ lạ. Lâu lắm không được thấy cháu rồi, chỉ nghe tiểu thư kể, bảo nó mời cháu tới nhà chơi, nó không chịu, không biết nó giận cháu cái gì. Mẹ Hứa Tư nhìn thấy Trương Khắc niềm nở nói. Nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với thím. Chương 656, ước mơ đời này. Mẹ, con làm sao dám bắt nạt cậu ta, mẹ xem cậu ta cao lớn thế kia. Hứa Tư hờn dỗi nói, cả cuộc đời cô giao cho y rồi, giờ còn mang tiếng bắt nạt y sao? Đi chỗ khác, con bé Tiểu Duy hung dữ, con cũng chẳng tốt hơn là bao, mau bê canh cho Tiểu Khác. Mẹ Hứa Tư ra lệnh. Trương Khác vào phòng khách, Tạ Vãn Tình đang uống trà trò chuyện với Trương Đình, nhìn thấy y, mặt Tạ Vãn Tình cũng đỏ lên, nhìn sang phía khác, đại khái là chuyện buổi trưa chủ động trốn về tìm y điên cuồng hoan lạc làm cô không khỏi xấu hổ, cô cũng không muốn Trương Khác xuất hiện lúc này, nhưng ai ngờ y mặt dày như thế. Nói ra đúng là Trương Khắc lâu lắm rồi chưa gặp cha mẹ Hứa Tư, sau khi phát sinh quan hệ với Hứa Tư, y cũng hơi có tật giật mình. Trò chuyện thay đổi của Hứa gia mấy năm qua, lại nói về thay đổi của Sa Điền, vậy là hơn 3 năm trôi qua rồi, cảm giác mông lung như mộng, nếu chẳng phải người Ngọc sáng nay còn ân ái ở trước mắt, hơi ấm tựa hồ còn ở trong lòng, Trương Khắc không phân biệt được thực ảo nữa. Biết Trương Khắc ở Hải Châu một thân một mình, mẹ Hứa Tư bảo Trương Khắc ở lại ngủ qua đêm. Gian phòng của Hứa Tư giờ chia làm hai gian, một gian có thể dùng làm phòng cho khách. Hứa Tư vòng ra sau lưng mẹ lườm Trương Khắc, muốn y kiếm cớ từ chối. Trương Khắc vờ như không thấy, làm bộ ngây thơ, cảm động nói. 3 năm trước cháu cũng ngủ trên giường chị Hứa Tư, chị ấy còn pha nước rửa chân cho cháu, còn đưa cháu một cái khăn mặt sao biển. Không nhờ Trương Khắc còn nhớ cả chi tiết nhỏ nhặt đó, Hứa Tư bị y làm cảm động, tim mềm ra. Nhưng thừa lúc mọi người không chú ý nhéo y một cái, hai phòng đơn đó thông với nhau, vốn là của cô và Hứa Duy, sợ ban đêm Trương Khắc làm sằng làm bậy, Hứa Tư khoác tay Tạ Vãn Tình nói. Trường học cách đây rất xa, hay là chị ở lại ngủ chung với em nhé? Hứa Tư giúp lấy nước, Tạ Vãn Tình mang khăn tới làm Trương Khắc sướng mê tơi, đưa chân lên hỏi các cô có thể giúp cởi hộ tất không, Tạ Vãn Tình làm động tác nhét cái khăn vào mồm y. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư muốn lau người trong phòng, Trương Khắc đi dép ra ngoài sân đánh răng, ánh trăng trong mắt chiếu xuống, bóng giàn nho trên sân trông như cây cỏ trong dòng suối trong. Mấy chùm nho chĩu quả vẫn còn hơi xanh, Trương Khắc nhón chân lên hái mấy quả, không chua lắm. Trương Khắc ngủ ở gian phía nam, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình ngủ ở gian phía bắc, giữa hai gian có lớp ván ngăn cách, nghe hai cô gái ở bên cạnh thì thầm nói chuyện, ngửi chăn mang mùi cơ thể Hứa Tư. Cho dù không ngủ cùng nhau nhưng gần thế này cảm giác cũng không tệ. Nho trong sân sắp chín rồi. Trương Khắc gối đầu lên cánh tay, nói vọng sang giang bên. Tiếc là mấy ngày nữa không thể về Hải Châu ăn. Hiện giờ ăn được rồi đấy, không chua lắm đâu. Tạ Vãn Tình lúc tới đây cũng hái ăn thử rồi. Em thích ăn có thể hái một chùm. Trương Khắc nảy ra một ý bật dậy chạy ra sân hái một chùm nho, rửa sạch sẽ mang về. Trương Khắc đẩy thử cảnh cửa gỗ cách hai gian, bên trong không khóa, mừng húm hỏi. Các chị có ăn không? Đẩy cửa đi vào, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư đều mặc áo ngủ ôm chăn nói chuyện, Trương Khắc định ngồi xuống giường, tức thì có hai đôi chân trắng trẻo dơ lên uy hiếp, y đành lấy một cái ghế ngồi ở cạnh giường, trải tờ báo lên đặt nho xuống. Phải rồi, làm sao em lại quen tên nhóc này? Tạ Vãn Tình đang ăn nho. Đột nhiên nhớ ra không biết quá trình Trương Khắc và Hứa Tư quen nhau cụ thể ra sao. Dạ. Hứa Tư nhớ tới buổi chiều hè nóng bức đó cô đổ coca lên người Trương Khắc. Muộn hơn so với chị một ngày, tên nhóc này đặt bẫy đợi em nhảy vào. Rốt cuộc rơi vào tay cậu ta thật. Trương Khắc cười hăng hắc, nếu chẳng phải lần đó trùng hợp, y đúng là sẽ tạo cơ hội để chạm mặt Hứa Tư, nói người đầu tiên y quen khi quay về đây đúng là Tạ Vãn Tình. Ồ. Thế à,
chị còn cứ tưởng em quen thằng nhóc này lâu rồi. Hứa Tư chìm vào hồi ức, cười ngọt ngào. Đôi khi em cũng cảm thấy như vậy, hình như quen cậu ta trước đó rồi. Nói không chừng tên nhóc này trốn trong góc nào đó mơ tưởng về em lâu lắm rồi, cho nên em mới có cảm giác đó. Ai cũng bảo cậu ta ít tuổi lắm trò. Tạ Vãn Tình đột nhiên ghé vào tai Hứa Tư thì thầm cái gì đó Trương Khắc nghe không rõ, chỉ nhìn thấy mặt Hứa Tư tích tắc đỏ như máu, kiều diễm khác thường, lại ôm lấy Tạ Vãn Tình nói một câu, hai cô gái ôm nhau người, bỏ Trương Khắc ngồi ở một bên gãi đầu gãi tai như tên ngốc chẳng hiểu ra sao. Trương Khắc hỏi họ nói gì, nhưng bị hai cô gái lờ đi như không nghe thấy, tiếp tục thì thầm cười rúc rích với nhau, Trương Khắc ngứa ngáy bỏ lên giường bị cải hai đẩy xuống, y dầu dĩ nói. Cả đời này em chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi là ngồi trong chăn ăn nho với mọi người. Hi hi. Tạ Vãn Tình ghé sát tới mặt y, mắt lúng liếng hỏi. Nguyện vọng của em là muốn ngồi trong chăn ăn nho cùng mấy cô gái. Có cần đặt làm một cái chăn siêu lớn không? Trương Khắc ngượng ngập không có gan trả lời, đâu thể nói là càng nhiều càng tốt được, thực sự không ngờ Hứa Tư và Tạ Vãn Tình có thể hòa hợp như vậy. Cô gái như thế có được một người thôi đã chẳng biết phải làm trâu bò mấy đời, huống hồ mình tham lam chiếm cả hai. Cười đùa tới khuya, rốt cuộc vẫn phải về phòng ngủ, hai cô gái còn nói chuyện rất lâu, Trương Khắc thì ngủ say sưa, tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, nghe thấy Hứa Tư đang nói chuyện với mẹ, tuy đã thực hiện tuần nghỉ hai ngày, nhưng mẹ Hứa Tư vẫn phải tới nhà máy tăng ca, bà vừa đi mua đồ ăn sáng mang về. Nghe thấy tiếng cha mẹ Hứa Tư đi ra ngoài, tiếng cửa sân đóng lại. Hứa Tư đi vào, đẩy cửa phòng, bị Trương Khắc tóm ngay lấy tay, cô giật nảy mình, chỉ trong phòng, ý nói Tạ Vãn Tình ngủ ở bên trong. Trương Khắc ôm Hứa Tư vào lòng, cô chỉ mặc váy ngủ mỏng, cảm thụ rõ ràng hơi ấm từ da thịt cô, nói khẽ. Em nằm một mình lạnh lắm, nằm với em một lúc. Hứa Tư không làm gì nổi, đành mặc y kéo vào phòng, chơi tay như con bạch tuộc cuốn lấy người cô, hai người chùm chăn nói chuyện. Hứa Tư hôm qua nói chuyện với Tạ Vãn Tình quá khuya, cũng có lẽ là thích cảm giác nằm trong lòng Trương Khắc, thoáng chốc đã ngủ rồi. Trương Khắc ngắm nhìn khuôn mặt nhu mì diễm lệ của Hứa Tư khi ngủ, nếu chẳng phải bầu ngực phập phồng đều đặn, còn tưởng đó là một bức tượng tuyệt mỹ, Trương Khắc ôm cô trong lòng, cũng an tĩnh ngủ tiếp. Hứa Tư tỉnh lại, đầu vừa cử động cảm giác chạm vào một tờ giấy, cầm lấy xem thì ra là lời nhắn của Tạ Vãn Tình để lại, nói là tới trường rồi. À. Sao lại ngủ quên trong lòng tên nhóc hư hỏng này? Lại còn để chị Vãn Tình nhìn thấy. Hứa Tư xấu hổ vô cùng, nhìn sang bên cạnh thấy Trương Khắc đang ngủ say sưa, vừa tức lại buồn cười, vừa định ngồi dậy thì cánh tay đặt trên ngực cô, hai chân kẹp lấy đùi cô lại siết chặt hơn một chút, ngay cả trong lúc ngủ y cũng muốn ôm chặt lấy mình, trái tim Hứa Tư lại nhũn ra, mặc cho Trương Khắc tiếp tục ôm mình ngủ. Chẳng biết bao giờ mới có thể rảnh rỗi ở bên nhau, Trương Khắc gạt bỏ hết mọi công việc. Đưa Hứa Tư tới công viên Tượng Sơn chơi cả ngày. Chương 657, Nhà máy tinh viên. Cuối tuần sau hôn lễ của Thiệu Tâm Văn và Chu Tiểu Đồng tổ chức ở Kiến Nghiệp, Hứa Tư cũng được mời, có điều cô mượn cớ từ chối rồi. Trần Phi Dung cũng được mời, chuyến du hành quảng cáo 19 của Giang Đại Nhi vừa khéo mấy ngày đó an bài ở Kiến Nghiệp, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy cũng sẽ tham dự hôn lễ. Ngày hôm đó náo nhiệt vô cùng. Diệp gia trạch viện tụ tập vô số danh nhân chính trường lẫn thương trường, như Thiếu tướng Diệp Văn Quân cha Diệp Kiến Bân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Binh khí Quốc phòng Diệp Trúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng, cùng Diệp Trăn Dân, Từ Học Bình, cùng lãnh đạo Kiến Nghiệp, tỉnh Đông Hải như Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân v.v.v. Nếu người nào ít nhất không ở cấp chính sử chẳng mặt mũi nào nói chức danh với người khác. Ngoài ra còn có Quách Tùng Duyên, Tông Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Đó chỉ là người Trương Khắc quen thôi, Diệp gia có quan hệ rộng rãi ở cả hai giới chính thương, số người tham dự hôn lễ không biết kể bao nhiêu cho hết. Cả trạch viện rộng lớn của Diệp gia mà thiếu chút nữa phải xếp bàn tiệc tới tận trên núi phía sau. Thiệu Tâm Văn kéo Trương Khắc, Đỗ Phi, Diêu Văn Thịnh tới làm phù rể uống rượu đỡ cho hắn, rốt cuộc tối hôm đó cũng không tránh khỏi vận mệnh bị chuốc say như chết. Vô tình vô nghĩa ném Thiệu Tâm Văn lên giường đồng phòng. Mặc cho Diệp Tiểu Đồng xử lý hậu quả, đám Trương Khắc quay trở về thành phố. Trương Khắc bao cả lấy nhà khách Đông Hoa, an bài cha mẹ y, cha mẹ Đường Thanh, cùng với Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Đường Thanh, Trần Phi Dung tuốt tuồn tuột vào đó. Từ Học Bình cùng các quan viên vùng ngoài tham gia hôn lễ thì đã có Diệp gia an bài, Tạ Vãn Tình vẫn giữ căn nhà ở Kiến Nghiệp,
không cần chương khác phải quan tâm. Hôm sau là lễ khởi công hạng mục nhà máy tinh viên, mọi người đều ở lại tham dự. Lấy lời của Diệp Tiểu Đồng mà nói, nếu chẳng phải vì hôn lễ của cô vừa khéo an bài trước lễ khởi công thì chưa chắc đã có nhiều nhân vật lớn như thế tới tham dự, có khi ngay cả hai bác của cô là Diệp Văn Quân, Diệp Chân Dân đã về, những nhân vật như Từ Học Bình, Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân lại càng không thể. Từ Bắc Kinh tới chủ trì lễ khởi công này là Ủy viên Quốc vụ Viện, Bí thư Đảng Tổ Ủy ban Quốc vụ Viện Quốc gia, Phan Chí Quốc. Hôm đó mới chỉ cách ngày Liễu Chí Thành tới kiến nghiệp có nửa tháng mà thôi. Lễ khởi công kết thúc trong buổi sáng, ăn cơm trưa xong Phan Chí Quốc cùng các quan viên Bộ Ủy ban Quốc gia liền trở về Bắc Kinh. Là quan viên cấp phó bộ, hành động không thể tùy tiện, dưới tình huống bình thường không thể thoát khỏi tầm mắt thư ký, Cát Kiến Đức không kiếm được ở lại kiến nghiệp qua đêm, chỉ có thể tranh thủ thời gian trước khi lên máy bay gặp mặt Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết. Kéo bao nhiêu người ra như vậy, định dọa ai cơ chứ? Khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Tuyết xối sầm, mắt lạnh lẽo, vì lễ động thổ nhà máy tinh viên mà Cẩm Hồ làm ra động tĩnh lớn thế khiến cô ta rất khó chịu. Lâm Tuyết cũng được mời tham dự lễ khởi công, nhưng bao nhiêu nhân vật lớn như thế hiện diện, cô ta chẳng có lấy nổi một cơ hội hiện diện trước ống kính. Nhớ lại những uất ức phải chịu mấy ngày qua là cô ta muốn nổi đóa, tối hôm đó chỉ vô tình gặp Trương Khác ở trước cổng Đại học Đông Hải thôi mà ngay hôm sau thế kỷ Cẩm Hồ đã giở trò ở ngõ Đan Tình, thái độ thù địch đến thế chưa bao giờ cô ta gặp phải. Không phải là cô ta không nghĩ tới ngáng chân Cẩm Hồ, nhưng bị Cẩm Hồ dễ dàng hóa giải. Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới bụng lại đầy lửa giận. Lâm Tuyết bất kể Hồ Tôn Khánh ở trong phòng, ngồi trên tay vịn ghế Cát Kiến Đức ngồi, ôm lấy vai ông ta, hờn dỗi nói. Hôm nay anh nhìn thấy rồi đấy, người ta không chỉ bắt nạt cô gái yếu ớt là em, hôm nay mời tới bao nhiêu người tới như vậy, là không coi tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo phát triển sản nghiệp thông tin anh vào mặt đấy. Có Hồ Tôn Khánh ở đây, Cát Kiến Đức đương nhiên không thể ấu trí nói những lời mạnh miệng an ủi mỹ nhân bên cạnh, nếu nói hôm nay ông ta không tức là không thể, nhưng tức thì làm được gì. Hôm nay Phan Chí Quốc tới chủ trì lễ khởi công, đợi hoàn thành có khí phó thủ tướng nào tới chủ trì cũng chưa biết chừng. Cứ an tâm, bọn chúng không thể chiếm hết tất cả mọi đường tài lộ không cho người ta vào, nơi này có thị trưởng Hồ giúp, em còn lo gì không được chia một chén canh. Cát Kiến Đức chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lức xúc cảm cực tuyệt của Lâm Tuyết, an ủi cô ta, xoa xoa tay, da thịt này thực sự không gì sánh bằng, tiếc là có Hồ Tôn Khánh, không thể đè ngửa mỹ nhân ra hưởng thụ. Vậy tài chính thì sao? Gia sản của Tinh Điển đổ hết vào địa ốc Cẩm Thành rồi, Tinh Điển đâu có như Tạ gia, Cát gia mà có thể tùy tiện ném ra mấy trăm triệu. Ở kiến nghiệp này có La Quân theo dõi sát sao, thành phố chỉ lo không đủ tiền dùng, ai có năng lực đem tay trắng đi bắt sói. Hay là anh giúp em vay một khoản? Lâm Tuyết nhõng nhẽo lắc vai Cát Kiến Đức. Cản Kiến Đức cau mày, hiện giờ hạn ngạch cho vay các xí nghiệp có giới hạn, người ta tranh nhau vỡ đầu ra, ông ta không quản khối địa ốc, không thể càng không tùy tiện xen vào, quay sang nhìn Hồ Tôn Khánh. Địa phương có thể giúp phần nào không? Thị trưởng Hồ cũng nên tận lực giúp đỡ chứ. Tôi sao dám không tận lực? Hồ Tôn Khánh vờ như không nhìn thấy tay Cát Kiến Đức giở trò với Lâm Tuyết, cười nịnh bợ. Chỉ là kế hoạch hành lang số rút hết tài chính của kiến nghiệp rồi, mảng khác trở nên eo hẹp, không tiện. Nghe nói chính thái muốn cùng Gia Tín lập một khu công nghiệp điện tử cỡ lớn ở Kim Sơn, chủ nhiệm Cát nâng đỡ bên đó một chút, để Lâm Tiểu Thư tới tỉnh Giang Nam hóa duyên, tôi nghĩ có thể dễ dàng giải quyết được vài trăm triệu. Hạng mục tỉnh Giang Nam còn chưa trình lên, tôi chỉ nghe người dưới nhắc tới. Cát Kiến Đức trầm ngâm. Bên kiến nghiệp có hai hạng mục hạch tâm vườn sồi và nhà máy tinh viên, không ai có thể phá được. Mà hiện đâu cũng thiếu tiền, đặc biệt sau khi Triệu Tể Đông nắm kinh tế, đám chủ ngân hàng bị ông ta thu phục ngoan ngoãn hết, ai phê khoản tiền 800 triệu tới 1 tỷ đều không thể vòng qua ông ta. Hừ, nhà máy tinh viên há miệng một cái đòi ngay 3-4 tỷ, các thủ tướng tụ lại thảo luận nửa ngày vỗ bàn quyết định toàn bộ lấy từ TW, không chiếm dụng tài chính địa phương. Phía bên Kim Sơn chỉ là một hạng mục đang đàm phán, chưa thấy ưu thế gì cụ thể, muốn TW hỗ trợ hơi khó. Chuyện gì mà chẳng có từ miệng quan mà ra? Lâm Tuyết dỗi. Chuyện hai bên cùng có lợi này anh không làm sao? Hơn nữa, bất kể thế nào cũng là nâng đỡ kinh tế địa phương mà, chẳng lẽ bọn họ có thể cản trở được sao? Hồ Tôn Khánh nói thêm. Mọi người đều nhìn chúng vào trọng điểm công tác kinh tế tương lai là thông tin hóa,
nếu không làm sao Cố gia lại để tên nhãi Diêu Văn Thịnh một mình ở kiến nghiệp, từ chuyện hôm nay xem ra, Cố gia và Cẩm Hồ sớm là một bọn. Nghe ông ta nói chuyện này, Cát Kiến Đức hỏi. Anh có tính toán gì? Hồ Tôn Khánh cười gượng gạo. Tôi có tính toán gì được? Hiện giờ ở kiến nghiệp ngay cả Vương Duy Quân ông ta còn chẳng áp nổi, La Quân và Vương Duy Quân cùng tiến cùng lui, chỉ e khoảng cách nhỏ tồn tại giữa ông ta và Vương Duy Quân càng ngày càng lớn, ông ta có tính toán, song hiện không vội lộ ra. Chương 658, nhắc nhở. Buổi chiều các lãnh đạo Đông Hải ra sân bay tiễn chân Phan Chí Quốc, Từ Học Bình cũng tới, ông chủ trì công tác thanh tra các tỉnh rất bận, có điều mai ông tới Chiết Giang, Tạ Vãn Tình mời vợ chồng ông tới Hải Châu ở, mai có thể trực tiếp đi xe tới Chiết Giang, Chu Thúc Huệ còn có thể ở lại với Chỉ Đồng vài ngày. Vợ chồng Đường Học Khiêm cùng vợ chồng Từ Học Bình về Hải Châu, còn vợ chồng Trương Chi Hành về Tân Vu. Trương Khác không xuất hiện trong đội ngũ tiễn chân Phan Chí Quốc, y chẳng cần nổi bật. Lúc này nổi bật với y là vô ích, y cũng tới sân bay có điều là để cùng Đỗ Phi, Trần Phi Dung tiễn chân Đường Thanh và Thịnh Hạ. Rời khỏi sân bay thì đã là hoàng hôn, ánh sáng đỏ bao phủ khắp không gian, một ngày náo nhiệt gần kết thúc. Trên xe Diệp Tiểu Đồng gọi điện tới mời bọn họ đến Diệp gia trạch viện ăn cơm. Phong tục của Đông Hải là ngày sau hôn lễ tổ chức tiệc đáp tạ người thân, chỉ mời bạn bè thân thiết, chủ yếu trưởng bối hai bên. Từ sân bay tới Diệp gia trạch viện rất gần, Trương Khác đùa với Diệp Tiểu Đồng hôm nay y không mang phong bao tiền mừng, theo phong tục hôm nay chỉ có trưởng bối trong nhà mới đưa phong bao tiền mừng thôi. Diệp Tiểu Đồng cười mắng Trương Khác, nói. Các chú bác của tôi vẫn ở nhà đấy. Diệp Chăn Dân, Diệp Trúc Dân đều chưa đi, Cố gia và Diệp gia thế giao, Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân được tính là trưởng bối của Diệp Tiểu Đồng cũng không vội đi, buổi tối ở lại Diệp gia trạch viện ăn cơm. Xe Trương Khác còn chưa dừng hẳn trong sân thì xe của Diêu Văn Thịnh lướt tới. Dịch Hinh nhìn Trần Phi Dung bên Trương Khác, ghé vào tai Diêu Văn Thịnh thì thầm, không biết nói gì mà khiến hắn cười rất bỉ ổi. Trông kìa, giống như hôm nay hai người hôm nay động phòng ấy nhỉ. Trương Khác trêu. Dịch Hinh đã quay lại chuyến bay kiến nghiệp, Hồng Kông, mỗi tuần ở kiến nghiệp vài ngày, vì sức ép gia đình nên cùng Diêu Văn Thịnh nửa thật nửa giả qua lại với nhau. Là một trong số những người chủ yếu dẫn tiến hạng mục nhà máy tinh viên, hôm nay Diêu Văn Thịnh hào quang rực rỡ, thành phố còn quyết định thưởng vật chất cho hắn. Thiệu Tâm Văn đã tỉnh rượu, chưa lại bị uống thêm một chút, nhưng không hề gì, mỗi sắc mặt hơi nhợt nhạt, cùng Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đông ngồi ở hành lang đợi bọn họ. Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác và Diêu Văn Thịnh vào trong nhà. Nhóc con hồi sữa suốt ngày tham gia câu lạc bộ người ra, vô vị. Diệp Tiểu Đồng bĩu môi nhạo Trương Khác. Không cho cô nghỉ phép đâu phải tại tôi, sao lại chút oán hận lên tôi thế? Trương Khác chẳng vừa, quay lại đáp trả ngay. Hay là trách tôi hôm qua không giúp Tâm Văn uống rượu làm hai người không động phòng được? Hai người ăn ở với nhau bao năm, cần gì chút hình thức đó? Nếu không tôi nay tôi giúp hai người náo động phòng. Xéo đi, miệng chó không mọc được ngà voi. Diệp Tiểu Đồng phát hiện đấu khẩu với Trương Khác chỉ có thua, y đâu phải là thanh niên thuần khiết. Trương Khác cười ha hả, cùng Diệp Kiến Bân đi vào hậu viện, Diệp Lão Gia Tử cùng ba người con trai và Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân nói chuyện. Kim Sơn cũng đang làm một cái cơ sở chế tạo điện tử, mọi người có biết không? Diệp Chăn Dân gật đầu. Con cũng vừa mới nghe bí thư Trần nói thôi. Trần Tân Dân là em vợ Cố Hưng Vũ, phó tỉnh trưởng thường vụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Thành phố Kim Sơn là thủ phủ tỉnh Giang Nam, cách kiến nghiệp chưa tới 200 km, hai thủ phủ cách nhau gần như thế, lại thêm Huệ Sơn, hình thành tam giác cạnh tranh trực tiếp với nhau. Do hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn và cơ sở công nghiệp giống nhau nên hai tỉnh cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Có điều tỉnh Giang Nam luôn bị tỉnh Đông Hải áp phía dưới, cứ lấy thành phố Kim Sơn ra nói, Bí thư Thành ủy do Thường ủy tỉnh ủy kiêm nhiệm, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh, thực tế cấp bậc hành chính chỉ là cấp thành phố, không giống như kiến nghiệp, Huệ Sơn đều là cấp phó tỉnh. Có lợi thì cũng có hại, chính quyền tỉnh Giang Nam quyền lực rất tập trung, không như ở Đông Hải, TP Huệ Sơn và TP kiến nghiệp nếu gặp chuyện không vừa ý là ương lên đối đầu với tỉnh. Có một chỗ kỳ quái là thế lực chính trị hai bên lại thường xuyên liên hệ bù đắp cho nhau, giống như Chu Cẩn Du điều khỏi Huệ Sơn là tới thẳng Giang Nam làm phó tỉnh trưởng, đây là chuyện quen rồi. Trương Khác đi vào chào hỏi,
người trong phòng hôm qua giới thiệu với nhau cả rồi, yên lặng ngồi một bên. Trong tỉnh đúng là có suy tính này, do phó tỉnh trưởng Du đề xuất ra. Trần Tân Dân cười nói. Phó tỉnh trưởng Du trước kia chủ trì kinh tế ở Huệ Sơn rất được bên trên tán thưởng. Nghe ý trong lời nói của Trần Tân Dân thì Chu Cẩn Du còn có thể tiến thêm một bước. Không thể phủ nhận, Chu Cẩn Du trong thời gian làm việc ở Huệ Sơn đúng là có làm được một số thành tích. Ở trong nước tỷ lệ quan viên nữ giới không phải là quá ít, nhưng có năng lực, có cơ hội chủ trì toàn cục thì không khác gì sừng lân lông phượng, thêm vào mạng lưới quan hệ Chu gia rất rộng, chỉ cần không có vấn đề chí mạng gì, công tác chỉ có một điểm sáng thôi là có thể nâng đỡ, đây là chuyện không quá bất ngờ. Chuyện điều động ở tầng cấp này trừ nội bộ có thể nghe chút phong phanh ra thì bên ngoài rất khó biết được tin tức. Trần Tân Dân cũng vì quan hệ với Diêu Văn Thịnh mới chỉ điểm một chút, không thể hy vọng ông ta nói quá thấu triệt, dù sao ông ta còn chưa rời khỏi tỉnh Giang Nam, phải chú ý kỷ luật tổ chức. Ăn cơm ở Diệp Gia Trạch Viện xong ngồi xe về thành phố, trên xe Trương Khắc nghĩ, Chu Cẩn Du lần này tiến bộ thay thế vị trí Trần Tân Dân hay là làm bí thư thành ủy Kim Sơn. Vị trí này có vẻ hợp để bà ta làm cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử. Trần Phi Dung phải tranh thủ về túc xá trước khi tắt đèn, Đỗ Phi không yên tâm trang hoàng quá nét sang vực, Trương Khắc tới 1978 đang trang trí còn chưa chính thức kinh doanh. Quán bar 1978 của Tôn Tĩnh Mông mang đậm phong cách nước Anh, phục vụ không tới trước bàn, khách phải tự tới quầy bar gọi rượu, giao dịch bằng tiền mặt, không có danh sách thực đơn dài phức tạp, đồ có cồn lấy bia và whisky làm chủ. Cũng có cà phê, có âm nhạc cổ điển, có chỗ ném phi tiêu, có bàn bóng bàn, có sàn nhảy cờ nhỏ. Tóm lại quán ba kiểu Anh không phải là chỗ uống hết ly này tới ly khác đến say, mà là nơi một ly rượu có thể thong thả uống cả tối, thích hợp với những người không kén chọn, hoài cổ. Đó chính là cảm giác hoàn toàn khác biệt với kiểu trang phục hoang dại nóng bỏng mà Tôn Tĩnh Mông mang lại cho người ta, cũng khác với 1978 của Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc không biết có thể tìm được cảm giác dĩ vãng trong kia không. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng có mặt, Chu Tiểu Quân mỗi ngày tới đón lệnh Tiểu Yến, ngoài ra không còn ai khác, Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy ba chiêu đãi mọi người. A, à, thấy Trương Khắc đẩy cửa đi vào, Tôn Tĩnh Mông chống nạnh nói. Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi. Mọi người đều quay đầu lại nhìn y. Nói xấu gì sau lưng tôi đấy? Trương Khắc đứng lại cách quầy ba ba mét cảnh giác hỏi. Đang thảo luận chiếc di động trong tay Đường Thanh khác gì với chiếc 19 bình thường, hôm qua chúng tôi trông mà hâm mộ, nhưng ngại không mượn xem kỹ, song rất tò mò, giờ anh tới rồi, có giải đáp nghi hoặc cho mọi người không? Đôi mắt Tôn Tĩnh Mông ánh lên. Bạn bè thân thích tân lang tân nương bày trò phá rối động phòng, không hề làm người ta giận, vì quan niệm càng náo nhiệt càng vui. Một số nơi thì chủ yếu để trẻ con vào chọc phá, hàm ý sinh sôi nảy nở. Ngay cả trò trốn xuống gầm giường nghe tân lang tân nương tâm sự ân ái cũng được chấp nhận, không cần cấm kỵ, có nơi còn phá tới 3 ngày. Chương 659, Tiêu Tình Tình. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, làm tôi sợ thiếu chút nữa phá cửa bỏ chạy. Trương Khắc ngồi xuống trước quán bar, đương nhiên y không giải thích chiếc di động bản thiếu nữ hoa tươi làm riêng cho Đường Thanh có gì khác biệt. Cợt nhả nói. Nếu thấy chán 19 rồi thì dùng di động của Liên Tín ấy. Sao cậu lại quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh vậy? Giang Đại Nhi chống tay lên quầy ba nhìn Trương Khắc, cô thích cái vẻ uể oải, lười nhác của y. Thì, sợ đối thủ yếu quá. Trương Khắc đùa, nhận lấy ly whisky pha nước khoáng từ tay Tôn Tĩnh Mông. Hoạt động du hành âm nhạc cực lam ở Kiến Nghiệp hẳn là kết thúc từ hôm qua rồi. Có điều hôm qua mọi người phải tham dự hôn lễ của Diệp Tiểu Đồng, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi đã vất vả cả tháng trời, phải nghỉ ngơi một chút, song hành trình an bài quá chặt, mai họ phải tiếp tục bay tới tỉnh Trung Bộ tuyên truyền. Hai chiếc di động của Cẩm Hồ đưa ra thị trường còn chưa được một tháng đã thu được thành tích khá chói lọi rồi. Cẩm Hồ cung cấp linh kiện và phương án thiết kế, di động của Trần Tĩnh cũng đã gần ngày ra mắt, Cao Khoa Khoa Vương thậm chí vỏ máy cũng mua của công ty phía dưới của Cẩm Hồ. Cả quá trình vận hành không cần một tháng đã đưa ra sản phẩm ở tỉnh Đông Hải. Trong mắt người ngoài, tập đoàn Liên Tín chưa tới nửa năm đã đưa ra di động mới. Chỉ là bí mật này ở trong nghề không giữ được lâu. Lúc này Trương Khắc lại nhớ tới chuyện Chu Cẩn Du định lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, không thể nào vô cớ lập hạng mục lớn như vậy.
Trương Khắc không hoài nghi Trần Tĩnh tiết lộ bí mật, chỉ cảm thấy Trần Tĩnh không thể đấu nổi với đám hồ ly lớn nhỏ của Tạ gia, không biết Tạ gia đang có mưu đồ gì đây. Nhóm Tôn Tĩnh Mông ngồi một lúc phải về nhà khách, sáng mai máy bay cất cánh rồi, Chu Tiểu Quân cũng đưa lệnh Tiểu Yến về, Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đều ở trong trường, có uống rượu đến 1-2 giờ sáng cũng không vấn đề gì. Trông anh có vẻ nhiều tâm sự. Tôn Tĩnh Mông quỳ ở chiếc ghê bên cạnh Trương Khắc, người lắc lư như liễu trước gió, làm người ta sợ cô có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, nhưng cô lại không ngã, miệng cắn bút, đột nhiên hỏi Trương Khắc. Có phải nhiều nữ nhân quá không? Hả? Trương Khắc quay sang, thấy Tôn Tĩnh Mông cắn bút, cánh môi hồng cong lên đầy khiêu khích, nghiêm túc nói. Tôi không đau đầu vì chuyện đó, con người tôi không có nhiều chí hướng lắm, chỉ hy vọng các cô gái thích tôi càng nhiều càng tốt, nữ nhân tôi thích chỉ cần đếm được trên đầu ngón tay là đủ. Đếm trên đầu ngón tay. Tôn Tĩnh Mông giơ 10 ngón tay lên, tức tối hét lên. 10 ngón đấy, anh đúng là đồ khốn kiếp. Trương Khắc còn định trêu chọc Tôn Tĩnh Mông vài câu thì di động trong túi rung lên, Tạ Vãn Tình gọi điện tới. Tôn Tĩnh Mông ghé sát tai tới muốn nghe trộm, Trương Khắc thở dài. Nữ nhân nhiều quá đúng là đau đầu. Ai là nữ nhân của anh? Tôn Tĩnh Mông hừ một tiếng, quay ngoắt người đi. Trương Khắc chào tạm biệt, Tôn Tĩnh Mông không thèm quay lại, chỉ còn biết cười lắc đầu, tới cuối ngõ vào xe của Tạ Vãn Tình. Em tưởng chị về Hải Châu rồi. Có chuyện đột xuất, cũng không quan trọng lắm, chỉ thuận tiện ở lại thôi, chỉ đồng theo bà nội về Hải Châu rồi. Trương Khắc xem đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm. Sao giờ mới nói với em? Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cô không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường của Trương Khắc, chỉ muốn vụng trộm kiếm chút phút giây hoan lạc. Lái xe tới chung cư Thanh Sơn, hôm qua Tạ Vãn Tình và chị Đồng ở nơi này, còn đậm hơi thở sinh hoạt, những con gấu bông thỏ bông. Dép lớn dép nhỏ còn vứt bừa bộn trên sàn nhà. Trương Khắc chỉ mấy con thú bông hỏi. Cái nào của chị, cái nào của chị Đồng? Cút, chị không phải cô bé 7-8 tuổi. Tạ Vãn Tình nhặt mấy con thú bông lên làm động tác ném y. Có em mới chơi mấy thứ này thì có. Em chỉ thích món đồ chơi lớn này thôi. Trương Khắc nắm lấy tay cô, kéo tấm thân thành thục đầy đặn vào người, khẽ thổi vào tai cô. Chưa biết ai thành đồ chơi của ai đâu nhé. Ánh mắt Tạ Vãn Tình long lanh như có nước. Trương Khắc làm sao kìm lòng nổi trước một lời khiêu khích như thế từ cô gái xinh đẹp. Tạ Vãn Tình thấy mình bị Trương Khắc bế xốc lên, vác trên vai như chiếc bao tải, đi thẳng vào phòng ngủ chính. Đừng, đừng ở phòng này. Tạ Vãn Tình đấm lưng Trương Khắc nhưng không ăn thua, vẫn bị Trương Khắc đặt xuống giường. Cô giữ lấy tay Trương Khắc đang định cởi áo mình, đổi sang giọng van vỉ. Chúng ta sang phòng khác được không? Chị không muốn làm chuyện ấy trong căn phòng này. Đây là ngủ của cô và Từ Chí Minh. Trương Khắc nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ôm lấy khuôn mặt đoan trang quyến rũ của cô, khẽ gọi. Tiểu Tình Tình. Á. Tạ Vãn Tình mở to mắt ra nhìn y, môi run run không nói lên lời, cách xưng hô này lâu lắm rồi không ai gọi, trước kia cũng chỉ một người gọi mà thôi. Lúc này không có Hồng Nhan Chi Kỷ. Không có chị Vãn Tình, chỉ có Tiểu Tình Tình thôi, em là của anh, của duy nhất anh. Trương Khắc dùng giọng nói dịu dàng nhất nhưng cũng đầy sức mạnh tự tin nói. Tạ Vãn Tình ngây ra trong thoáng chốc, đưa hai tay ra đặt lên má Trương Khắc, cảm động tới nghẹn ngào, nói trong nước mắt. Yêu em đi. Trương Khắc hôn lên môi cô, Tạ Vãn Tình đáp trả một cách điên dại say đắm, tay kéo phăng thắt lưng của y ra, bàn tay nhỏ nhắn tìm xuống dưới. Trong giây lát chỉ còn hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ. Cuối cùng Trương Khắc bị Tạ Vãn Tình lấy làm đồ chơi trước, rồi lại biến cô thành đồ chơi. Trăng tròn vành vạch cô đơn treo trên cao không sao, chiếu ánh sáng êm ả vào một ô cửa sổ, hai người đang ôm nhau, Tạ Vãn Tình người mềm nhũn chẳng muốn động đậy, không phải cô mệt mà là trạng thái biểu thị thỏa mãn lớn nhất của người phụ nữ. Dưới ánh trăng đôi mắt cô lanh lanh như ánh sao. Trương Khắc vuốt ve tấm lưng của Tạ Vãn Tình, kể lại hai tin tức nghe được từ Diệp Gia Trách Viện. Á, bọn họ định bắt đầu từ con đường mới. Tấm thân trắng như tuyết của Tạ Vãn Tình phủ lên người Trương Khắc, cô có sự đầy đặn của nữ nhân thành thục, nhưng lại rất nhẹ. Có lẽ bọn họ học khôn rồi. Tay Trương Khắc trượt từ bờ mông trợn mịn như ngọc của Tạ Vãn Tình xuống giữa hai chân cô.
nơi đó bẩn, đừng sờ nữa. Tạ Vãn Tình lắc mông không cho tay y nghịch bừa, quay lại chuyện nghiêm túc. Khoa Vương theo sát bước tiến của Cẩm Hồ mới thua đau, không học khôn sao được. Tranh với Cẩm Hồ, bọn họ đã bao giờ có lợi. Nguồn lực nào cũng không sánh bằng, tài chính, hành chính, nhân lực cái nào chẳng bị Cẩm Hồ hơn đứt. Ở lại Hải Châu, kiến nghiệp bọn họ càng thua, có hai hạng mục lớn vườn sồi và nhà máy tinh viên, bọn họ chẳng còn dũng khí thò một chân vào kiến nghiệp ấy chứ. Bọn họ tới Kim Sơn mở con đường mới, mặc dù muốn vượt qua Cẩm Hồ là rất khó. Trương Khắc gật đầu, Tạ Vãn Tình không cho y nghịch phía dưới liền chuyển tay lên trên nghịch ngợm hai bầu ngực tròn trịa của cô. Còn nữa, có một điểm rất là lạ. Tạ Vãn Tình cố nhịn cảm giác ngứa ngáy trừ trong lòng, nhưng không gạt tay Trương Khắc ra, nói với giọng rất hưởng thụ. Nhà đầu tử gia này rất quỷ quái, lần này nó chỉ hợp tác với Trần Tĩnh cũng không có gì bất ngờ. Nhưng ba nó, anh nó làm sao có thể chấp nhận? Bọn họ có thể đồng ý để ý tưởng của con bé đó lại để cho Đại Nhã chiếm lợi sao? Chương 660, Tàn Hương. Bọn họ đương nhiên là không đồng ý, nhưng bọn họ muốn làm cũng phải còn mặt mũi xin Cẩm Hồ cung ứng linh kiện chứ. Nhập linh kiện từ doanh nghiệp nước ngoài không thuận tiện, chi phí lại đắt hơn. Tạ Vãn Tình hỏi. Em nói xem, bọn họ có sản xuất linh kiện di động ở Kim Sơn không? Bọn họ không có kỹ thuật, nhưng bọn họ có thể lập nhà máy làm thay cho doanh nghiệp nước ngoài. Trương Khắc khẳng định suy đoán của Tạ Vãn Tình. Bọn họ còn có thể kéo Cát Minh Tín tham gia, đây là điều chắc chắn, kỹ thuật điện tử của chính thái quá yếu, không thể không dựa vào Gia Tín. Gia Tín muốn lớn mạnh trong nước, không thể thiếu sự trợ lực của hai nhà Chu Tạ. Như thế cái gọi là cơ sở chế tạo điện tử công nghiệp rơi vào tay họ thực chất thành xưởng gia công cho nước ngoài. Tới đó thở dài. Cho dù tuyệt đại bộ phận lợi nhuận sẽ bị doanh nghiệp hải ngoại hút cạn, nhưng bọn họ vẫn sẽ sống phây phây, vì bọn họ có thể hút mồ hôi của công nhân. Tạ Vãn Tình hơi lo. Nếu là thế, hoàn cảnh thị trường Cẩm Hồ đối diện khả năng sẽ trở nên gay gâu trước dự định. Sợ sói tới sao? Trương Khắc cười thản nhiên. Đâu thể chuyện gì cũng như ý muốn, tới cũng được, suốt ngày bắt nạt loại đối thủ tầng cấp như Khoa Vương, Liên Tín cũng vô vị. Cho dù sói không tới Cẩm Hồ cũng sẽ xông vào bầy sói. Em lúc nào cũng ngông cuồng. Tạ Vãn Tình quyến rũ nhìn dáng vẻ tự tin ngạo mạn của Trương Khắc, thực sự làm người ta mê mẩn. Rạng sáng Tạ Vãn Tình đã đi, Trương Khắc ngủ nướng một giấc, còn bỏ thời gian dọn dẹp nhà sạch sẽ mới tới trường, tới nhà ăn nhân viên, thấy chiếc xe đạp màu vàng của Tôn Tĩnh Mông dựa cạnh xe đám Đỗ Phi. Những quán ăn ở ngõ Học Phủ còn chưa khai trương. Tôn Tĩnh Mông thời gian qua quen tới đây ăn cơm, dù sao về trường cô xa hơn một trước, mà sau khi thân thiết hơn với đám Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng thi thoảng cùng ăn khuya với nhau. Trương Khắc đi tới, xòe tay bảo Đỗ Phi đưa tiền lẻ cho mình mua cơm, Tôn Tĩnh Mông đẩy bát cơm tới. Mới ăn hai miếng thôi, đột nhiên muốn giảm béo, anh xẻ cơm bên kia ra mà ăn. Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, lấy ít cơm phía cô chưa ăn, ngẩng đầu lên. Tên Đỗ Phi ăn cơm thích chan canh, làm bát cơm của hắn đến tởm, không ai dám lấy một chút cơm nào trong bát của hắn cả. Mông Nhạc thì ăn rất sạch sẽ, Trương Khắc cướp thêm ít thức ăn của hắn, lười chẳng muốn đi mua cơm nữa. Mông Nhạc ngồi phía trái trước mặt Tôn Tĩnh Mông, còn Trương Khắc ngồi bên phải cô, lúc nhoài người tới lấy thức ăn của Mông Nhạc, vai sát bên mũi nhỏ xinh của Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông hít hít, ghé sát vào tai Trương Khắc khẽ rít lên. Giỏi lắm. Tối qua vứt tôi lại một mình, đi lêu lổng với nữ nhân nhé. Ý, sao mùi này quen quen? Trên người Tạ Vãn Tình có một mùi thơm nhẹ, không phải do nước hoa hay son phấn, mà là do cơ thể tỏa ra, lúc lên tột đỉnh khoái lạc, thứ mùi này càng đậm, nên câu, mồ hôi thơm đầm đìa chẳng phải là bịa đặt. Trương Khắc sáng tỉnh dậy chưa tắm, trên người tất nhiên mang hương thơm cơ thể của Tạ Vãn Tình, song không ngờ mũi Tôn Tĩnh Mông thính như vậy, sao cô ta không đi làm cảnh sát nhỉ? Trương Khắc tất nhiên không dám chọc giận Tôn Tĩnh Mông vào lúc này, quay đầu sang ghé sát vào tai cô nói. Thích mùi cơ thể tôi phải không? Cút, đừng cản trở tôi gắp thức ăn. Khi Trương Khắc nhòi người ra, tất nhiên cô nên ngả người ra phía sau một chút, không động đậy là cố ý để Trương Khắc chạm vào, Tôn Tĩnh Mông thấy má nóng nóng, đẩy người Trương Khắc ra. Tuy nói đã gạt được đề tài này đi, nhưng Tôn Tĩnh Mông vẫn có vẻ trầm ngâm, thi thoảng lại liếc mắt qua đầy hồ nghi. Làm Trương Khắc ăn cơm mà cứ thấp thỏm, và vội vàng vài miếng nói phải đi trước.
Y vừa đứng lên, Tôn Tĩnh Mông cũng đứng lên theo, vặn cái eo khiến quá nửa nam sinh trong nhà ăn chao đảo, nói với Trương Khác. Tôi cũng no rồi, đang buồn không tìm được phu xe, buổi chiều vừa vặn tìm anh giúp việc. Cô còn lo không kiếm được phu xe miễn phí sao? Trương Khác đảo mắt một vòng, y vừa nói thế không ít đôi mắt nhìn Tôn Tĩnh Mông mong đợi. Tôn Tĩnh Mông ngó lơ hết, ném chìa khóa cho Trương Khác rồi đi ra trước, đứng một bên nhìn Trương Khác lấy xe của mình trong đống xe. Trương Khác uất hận, đám chết tiệt kia không còn chiêu nào khác để dùng hay sao? Trái phải trước sau đều có xe đặt sát xe Tôn Tĩnh Mông, bàn đạp, tay lái, đều móc hết vào nhau, khiến Trương Khác lấy xe giúp Tôn Tĩnh Mông mà toát hết mồ hôi. Trách người ta mà quên bản thân y cũng từng dùng chiêu này làm quen cô gái khác, có lần không cẩn thận còn khóa ngoéo cả hai xe lại với nhau. Chưa đợi Trương Khác lên xe, Tôn Tĩnh Mông nhảy phốc lên chỗ ngồi sau rồi. Này, thục nữ tựa hồ không nên ngồi như thế. Sao, ai nói tôi là thục nữ? Tôn Tĩnh Mông khinh thường nói, một lúc sau lại hỏi. Ngồi một bên và ngồi để chân hai bên thì có gì khác nhau? Trương Khác định nói với cô Điển Cố, cô vợ nhỏ cưới con lừa gầy, nhưng lại thôi, không nên rước họa vào thân. Điển Cố dài, chỉ biết con lừa gầy có cái xương nhô lên là được. Tôn Tĩnh Mông hiện giờ được Trương Khác chở, rất tự nhiên ôm lấy hông y, nghiêng đầu sang nói. Buổi chiều chỗ tôi thiếu một cu ly, anh tới giúp nhé. Sức lao động của tôi quý lắm, cô trả nổi tiền công không? Anh không đi cũng được. Tôn Tĩnh Mông hít hít. Mùi này quen lắm, phải kiếm người nghiên cứu thật tỉ mỉ, này, anh nói xem tôi tìm ai thì thích hợp. À nhớ rồi, buổi chiều tôi đúng là rảnh rỗi đấy. Trương Khác lập tức giơ tay đầu hàng. Vậy cô cùng tôi về phòng trước đã, hôm qua bị người ta kéo vào hộp đêm uổng rượu, chắc tại tôi đẹp trai, mấy cô gái ở đó cứ ôm lấy. Người đầy mùi, còn chưa thay y phục. Y nói thế là muốn tránh nặng tìm nhẹ. Nam nhân quả nhiên không có được ai tử tế, đi với ai, Diêu Văn Thịnh à. Có điều anh cũng mặt dày thật đấy, dám nói ra trước mặt tôi. Tôn Tĩnh Minh giọng đầy khinh miệt, đột nhiên đổi giọng, tò mò hỏi. Có phải các cô gái gọi có sức hấp dẫn đặc biệt với đám nam nhân các anh không? Khụ khụ, Trương Khác ho khan. Hắn không có chút hứng thú nào thảo luận vấn đề này với Tôn Tĩnh Mông. Về phòng, Tôn Tĩnh Mông lên mạng, Trương Khác thì đi tắm, rửa sạch mùi thơm cơ thể của Tạ Vãn Tình, nhét quần áo vào túi. Đúng một giờ sẽ có người hiệu giặt bên ngoài vào lấy y phục đem giặt. Hả? Trương Khác nhìn Điền Lực Sơn đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế dài. Bác Trương trước kia đâu? À, anh ấy hôm nay tới túc xá Đại học Sư Phạm thu y phục rồi. Điền Lực Sơn ngẩng đầu lên, không nhận ra Trương Khác, lấy giấy bút hỏi. Phòng nào? Bác thay tạm thời à? Không phải, sau này tôi thu y phục ở đây. Trương Khác hơi ngớ người, Điền Lực Sơn vốn là phó quản đốc nhà máy nhuộm Lệ Phong, trước kia chính hắn cầm đầu công nhân ngăn cản bán Lệ Phong cho Cẩm Hồ, chặn cửa nhà máy không cho Vương Duy Quân tới thị sát, về sau khiến La Quân phải ra mặt. Nhà máy Lệ Phong gây ô nhiễm nghiêm trọng bị đóng cửa. An bài công nhân viên do Cục Công nghiệp nhẹ và Tổng Công ty Dệt nhuộm phụ trách. Trương Khác biết sẽ có người bị chèn ép, song không ngờ Điền Lực Sơn rơi vào cảnh đi thu y phục cho hiệu giặt. Điền Lực Sơn được nhận huân chương lao động 1/5, là đại biểu nhân dân toàn quốc, cái danh hiệu này không phải tầm thường, La Quân có muốn báo thù cũng phải ăn gan báo mới dám trực tiếp đuổi việc Điền Lực Sơn về nhà. Bác không nhận ra tôi à? Trương Khác cẩn thận hỏi. À. Trương Khác nói vậy, Điền Lực Sơn liền nhớ ra thanh niên dẫn La Quân tới cổng xả chất thải hôm đó, mỉm cười nói. Cậu là sinh viên Đông Hải, thảo nào lại hiểu tình hình ô nhiễm nhà máy Lệ Phong như thế. Nụ cười ông ta không có chút oán hận nào. Chương 661, công nhân mất việc. Có câu Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó chơi, La Quân hôm đó nổi giận lôi đình, có lẽ sẽ quên nhanh, đám quan viên thích suy đoán tâm ý quan trên mà nói. Chỉ sợ làm việc chưa chu toàn cẩn thận. Huống hồ bị La Quân quát tháo sợ vỡ mật, bọn họ càng phải kiếm đối tượng chút giận lẫn chuyển trách nhiệm. Còn đối tượng nào thích hợp hơn Điền Lực Sơn nữa? Nhưng không ai dám đá thẳng Điền Lực Sơn đi, chỉ đưa tới công đoàn tổng công ty dệt nhuộm, vẫn hưởng thụ đãi ngộ cấp phó khoa, song những đại biểu công nhân theo hắn chặn đường phản đối thì không đơn giản thế, bị khai trừ của đảng, đuổi việc,
ngay cả phí thôi việc cũng không có, nhà do nhà máy phân phối cũng bị cưỡng chế thu thôi. Trong mắt rất nhiều người ngoài, tựa hồ thân phận đặc thù của Điền Lực Sơn làm hắn được hưởng ưu đãi đặc thù, trách nhiệm truy cứu tới cấp ông ta giảm đi nhiều rồi, tựa hồ không cần tiếp tục truy cứu lên nữa. Tình cảnh của Đường Lực Sơn không quá gian nan, nếu không kể tới những lại ngọt nhạt châm chọc thi thoảng truyền vào tai. Loại phương thức xử lý này cực kỳ âm hiểm, Điền Lực Sơn có khổ không nói lên lời, cho ngồi mát uống trà vài tháng, liền từ chức, tới hiệu chặt cháu gái ông ta mở làm công. Chuyện là như thế, hiện giờ thấy Yến Quy Hồ đẹp như thế, hôm trước tôi đi quanh khu sáng nghiệp một vòng, không dám tin đó là nhà máy nhuộm cũ, hiểu ra trước kia chúng tôi quá mức vô lý. Điền Lực Sơn nhận lấy điếu thuốc trong tay Trương Khác, thở dài. Chỉ là hơn 300 công nhân viên đột nhiên mất chén cơm, giờ quá nửa không tìm được việc làm, nhất là những đại biểu cùng tôi đứng ra, mất nhà, mất việc. Ai? Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông giúp Điền Lực Sơn đi thu hết y phục bẩn đặt lên xe ba bánh, đưa tới hiệu giặt, trên đường đi nghe ông ta kể đại khái chuyện xảy ra. Trương Khác cũng muốn hút thuốc, bị Tôn Tĩnh Mông cướp lấy vứt đi, Trương Khác trừng mắt lên. Cô dựa vào cái gì đòi quản mình, Tôn Tĩnh Mông cười duyên nói nhỏ vào tai y. Anh phải chú ý thân phận chứ. Ai nói sinh viên không được hút thuốc, Trương Khác bực bội nghĩ. Bị bạn gái quản cảm thấy gò bò bó quá hả? Điền Lực Sơn trêu. Cảm ơn hai vợ chồng nhỏ cô cậu đã giúp tôi còn nghe tôi lải nhải, lát nữa tôi còn phải làm việc, nếu không tâm sự với hai cô cậu cũng được lắm. Bạn gái anh ấy rất nhiều. Nhưng cháu không phải một trong số đó. Tôn Tĩnh Mông vội vạch rõ quan hệ với Trương Khác. Trương Khác hỏi Điền Lực Sơn có việc gì cần giúp đỡ không? Tôi chỉ cần trước 5 giờ đưa y phục giặt xong về các phòng là được, chuyện này không cần phiền hai vợ chồng nhỏ đâu. Điền Lực Sơn không quan tâm tới lời giải thích của Tôn Tĩnh Mông, ông ta chẳng phải người lắm chuyện, chẳng qua nghĩ Trương Khác có quan hệ gì đó với La Quân, mong lời của mình qua y truyền tới tai La Quân mà thôi. Còn chút thời gian rảnh, tôi phải tới xưởng cơ giới Thanh Sơn xem có kiếm chỗ nào đưa vài ba người vào không, còn nhiều công nhân chưa có việc, miệng ăn núi lở. Song thời buổi này xí nghiệp nhà nước làm ăn không tốt, kiếm một chỗ cũng khó, phải mặt dày đi nhờ vả. Ông ta cười tự chào. Người bị phê bình kỷ luật như tôi, cái mặt này không còn tác dụng lắm nữa, bị người ta trốn suốt, nhưng vẫn phải đi thôi, không đi không có chút cơ hội nào. Toàn là trung niên 40-50 tuổi đầu. Bị tôi đưa đi làm lao động cực nhọc hết, mấy chục năm nhân viên quốc gia, mất mặt lắm chứ, nhưng phải sống mà, biết làm sao. Trước kia vườn rồi trả tiền trợ cấp thôi việc cho hơn 300 công nhân viên là 12 triệu, số tiền này được bao nhiêu tới tay công nhân, Trương Khác không dám chắc, nhưng nếu được một nửa thôi thì y đã hài lòng rồi, nhưng nghe Điền Lực Sơn nói thì có vẻ không được một nửa. Trương Khác không thể truy cứu, nếu không sẽ đắc tội với cả đống người. Vườn rồi muốn cắm rễ ở kiến nghiệp không thể chỉ gửi gắm hy vọng vào một mình La Quân. Một số chuyện phải theo dòng chảy, song một số việc có thể bù đắp vẫn phải bù đắp. Bác Điền, vì sao không đi tìm người vườn rồi, để bọn họ an bài công tác, dù sao nhà máy cũng là do bọn họ chiếm mà. Tôn Tĩnh Mông suy nghĩ vấn đề không vòng vèo như Trương Khác, hỏi thẳng luôn. Điền Lực Sơn lắc đầu. Dù có tới bọn họ cũng chặn ngoài cổng. Nghe nói lần đó chặn cửa nhà máy khiến ông chủ phía sau vườn sồi mất mặt, người ta hận trong lòng, sao chịu giúp? Trương Khác chỉ biết cười bất lực, chẳng biết kẻ nào phao tin bêu xấu cầm hồ. Bác biết ông chủ phía sau của vườn sồi. Tôn Tĩnh Mông cười giảo hoạt, lấy mũi chân khẽ đá Trương Khác. Tôi sao biết được, loại ông chủ lớn như vậy nghe nói bí thư La còn phải đích thân tiếp đãi, nhân vật cỡ đó làm sao tôi gặp được? Trương Khác đoán Điền Lực Sơn tựa hồ áy náy vì tình trạng ô nhiễm của Yến Quy Hồ, nên không dám đi gặp người của vườn sồi sợ bị người ta nhạo báng, nói. Tôi thấy bác cứ nên đi tới vườn sồi một chuyến đi, như bác nói đây, không đi một chút hy vọng cũng không có. Cậu nói cũng đúng. Điền Lực Sơn gật đầu. Nghe nói vườn sồi toàn chiêu mộ nhân tài nghiên cứu, có điều thế nào cũng có vài việc vặt phải không, chúng tôi chẳng cần đãi ngộ cao lắm, đủ nuôi sống gia đình là được. Trương Khác thấy Điền Lực Sơn xem đồng hồ, biết tới giờ ông ta hẹn người xưởng cơ giới, nói. Thế này đi, tới 5 giờ chúng tôi lại tới giúp bác trả y phục. Đợi Điền Lực Sơn đi, Tôn Tĩnh Mông nhéo Trương Khác. Sao kéo tôi vào, tôi có rảnh như anh đâu.
không thích đi thì thôi, ai chẳng biết cô bận. Trương Khác tới 1978 giúp Tôn Tĩnh Mông sắp xếp bia rượu, ly tách, tới chừng 5 giờ tới cổng Bắc gần hiệu giặt đợi Điền Lực Sơn, Tôn Tĩnh Mông tuy miệng nói bận, vẫn cứ theo Trương Khác. Lúc này phải đem y phục giặt xong tới các phòng, công việc khá nhiều, Tôn Tĩnh Mông ở ngoài trông xe, Điền Lực Sơn và Trương Khác đi đưa y phục. Phải thừa nhận sự hút ghê gớm của mỹ nữ, khi Trương Khác và Điền Lực Sơn phát hết đồ một tầng xuống lấy thêm thì thấy một đám nam sinh xách túi y phục bẩn xếp hàng đợi Tôn Tĩnh Mông ghi tên đăng ký rồi. Ha, xinh đẹp đúng là có lợi. Trương Khác đứng nghỉ, mời Điền Lực Sơn hút thuốc. Thấy Trương Khác cười nhàn nhã, Tôn Tĩnh Mông hận tới tím gan, song vẫn nghiêm túc giúp đám nam sinh đăng ký. Anh danh của bản cô nương hôm nay bị hủy hết rồi. Ngồi trên ghế sau xe đạp tới tòa túc xá nam thứ hai, Tôn Tĩnh Mông nhép hông Trương Khác, nghiến răng nói. Không thấy cảm giác thành tựu à, bác Điền còn nói cô đứng 10 phút bằng bác ấy chạy 10 chuyến đấy. Trương Khác lắc người tránh tay Tôn Tĩnh Mông, cô ả này nhéo người ta toàn dùng móng tay, bật máu chứ chả đùa. Ngày mai anh treo một cái biển, bên trên ghi, hiệu nhận đồ giặt Trương Khác, rồi tới trước túc xá nữ ngồi nửa tiếng, đảm bảo có được loại cảm giác thành tựu này. Tôn Tĩnh Mông đã biết chuyện quả bóng viết chữ của Đường Thanh Từ Đỗ Phi, Trương Khác mà dám tới túc xá nữ lộ tên ra, nói không chừng được vây xem như xem thú lạ. Chạy đi chạy lại, tới 7 giờ tối mới xong việc. Đem y phục bẩn về hiệu giặt, Điền Lực Sơn gọi một người ra, bảo đi cùng tới quán ăn bên cạnh ăn cơm, người đó tiếp tiền nói. Lát nữa ăn cơm rồi, hay ăn luôn ở đây? Có bắt anh trả tiền đâu, tiếc cái gì? Điền Lực Sơn giới thiệu cho Trương Khác. Lý Kiện Quang, đại biểu công nhân, theo tôi nhưng bị xui xẻo mất việc, tạm thời tới đây giúp việc. Thân thích của anh à? Lý Kiện Quang hỏi nhỏ. Chương 662, làm gì có người mất việc? Mở to mắt ra nhìn kỹ đi, đó là thanh niên đi theo bí thư La tới nhà máy hồi tháng 5, nhiệt tình giúp tôi nhận y phục, trả y phục nửa ngày, thế nào cũng phải mời người ta bữa cơm chứ hả? Ồ, thảo nào quen mặt thế, chỉ là tôi không dám nhận. Lý Kiến Quang nắm chặt tay Trương Khác. Cậu quen bí thư La sao? Có một số tình huống nhớ cậu phản ánh với bí thư La, đám chó cục công nghiệp nhẹ đúng là chó, lão Điền là đại biểu nhân dân toàn quốc vậy mà bị chúng chỉnh cho mất việc. Nói nhảm làm cái gì, ai chỉnh tôi, tự tôi không vừa ý từ chức. Tới quán bên cạnh gọi hai món ăn, không gọi rượu, 9 giờ Điền Lực Sơn phải đi trả y phục. Mấy năm qua xí nghiệp nhà nước làm ăn kém, nhiều người nghỉ việc rồi đi tìm việc mới rất khó, trước kia tôi không rõ, mấy tháng qua có cảm xúc rất sâu. Điền Lực Sơn cảm khái nói. Lý Kiện Quang nói vào. Đúng đấy, rất nhiều người nhà máy tìm công việc lớn đều nhờ lão Điền bôn ba chạy vậy mãi mới được, cả tiền mời người ta ăn cơm cũng do anh ấy bỏ. Thích lắm mồm à, hay anh ra nói hộ tôi đi. Điền Lực Sơn tiếp tục nói. Trong việc này có vấn đề con đường tái nghiệp, cương vị công tác thì có, nhưng nhìn người 40-50 tuổi tới xin việc là đóng cửa không tiếp. Mà người quen làm trong xí nghiệp lâu năm, chậm chạp thực thà, chỉ biết công việc của mình, tin tức hạn hẹp, có việc đang đợi cũng chẳng biết tranh thủ ra sao. Tôi có ý là thành phố bỏ tiền ra lập cơ cấu tái nghiệp, trao đổi kênh việc làm với các xí nghiệp, tôi có viết một tài liệu nộp lên, nhưng thị trưởng Hồ phân quản lao động không trả lời. Cậu quan tâm tới việc này tôi còn có bản nữa trong nhà cho cậu xem. Trương Khác nhận lấy tài liệu Điền Lực Sơn chuẩn bị, ăn cơm xong, Điền Lực Sơn tiếp tục đi làm, Trương Khác bảo ông ta đừng quên tới vườn sồi thử vận may, còn đùa. Bọn họ không nể mặt thì dẫn công nhân chặn cửa. Sao thế được, họ là nhà đầu tư tới kiến nghiệp làm ăn nghiêm túc, giúp được thì là tốt nhất. Điền Lực Sơn không nói thêm kéo Lý Kiện Quang đi. Lý Kiện Quang thấy chuyện chưa nói ra nhẽ, không muốn đi, ra khỏi quán ăn trách. Anh chẳng hỏi gì cả đã giao tài liệu cho cậu ta, có biết cậu ta là ai không? Cùng lắm thì tôi nay không ngủ viết thêm bản nữa, có mười mấy tờ giấy thôi mà. Người này thú vị thật, ông ta rất hy vọng anh giúp đưa tài liệu cho bí thư La, nhưng không chịu nói rõ. Tôn Tĩnh Mông nhìn theo bóng lưng Điền Lực Sơn rời đi, nói. Chắc là đụng đầu vào tường không ít. Trương Khác nhìn ra không ít giới hạn của Điền Lực Sơn, nhưng so với đám quan lão gia thì đáng tôn kính hơn nhiều rồi. Chở Tôn Tĩnh Mông về 1978,
Trương Khắc chui vào một góc quán ba nghiêm túc đọc tài liệu Điền Lực Sơn viết. Tôi xem được không? Tôn Tĩnh Mông mang một ly nước ngọt tới cho Trương Khắc, trong tay cũng có một ly chia hai tầng xanh đỏ, trên vành có một quả sơ di, ngồi xuống đối diện với Trương Khắc mút thích thú, mắt nhìn vào bản tài liệu. Trương Khắc đưa cho cô. Làm một cơ cấu phục vụ này chưa tới 40 vạn, vì sao thành phố không cho bọn họ tiền? Tôn Tĩnh Mông vừa lật xem vừa thắc mắc. Bằng vào cái gì cho bọn họ, vì sao phải cho, ai cho, tiền đâu ra mà cho? Trương Khắc cười lạnh, y quá hiểu cái thể chế này. Còn con số trong tài liệu, ai sẽ thừa nhận nó? Ngay cả cái từ công nhân bị thôi việc, chính phủ còn tránh nhắc tới. Huống hồ là thừa nhận ở trong thành phố kiến nghiệp tồn tại hơn 2 vạn công nhân mất việc, danh từ bọn họ dùng là, nghỉ dài hạn, giữ chức không ăn lương, tóm lại không có ai mất việc. Người cục lao động xem tài liệu Điền Lực Sơn nộp lên chỉ có hận không ăn sống nuốt tươi ông ta, làm gì có chuyện cho tiền. Sáng hôm sau Điền Lực Sơn lại tới nhận y phục, không gặp được Trương Khắc, thu một đống y phục mang về hiệu giặt, nhìn thấy Trương Văn Lệ, vốn là nhân viên văn thư của nhà máy nhuộm, một cô gái rất xinh đẹp. Đang giúp là Y Phúc, cau mày hỏi. Cháu không phải đi làm à? Cháu không muốn đi, hôm qua bị tên giám đốc đầu heo kéo đi tiếp khách, tên đầu heo còn hỏi cháu tối nếu tăng ca trong nhà có yên tâm không, cháu kích động lên cho bát thịt vào mặt lão, hôm nay còn đi làm gì được nữa? Chú phải đi một chuyến, cháu đi với chú. Thói đời là thế, Điền Lực Sơn chỉ biết chép miệng không nói gì thêm. Nếu vẫn làm cho hạng người như tên đầu heo kia thì thôi. Cháu giúp chị Quyên là y phục, chỉ cần cho cháu cơm ăn là đủ, 1-2 năm nữa cháu sẽ gả mình đi. Điền Lực Sơn và Trương Văn Lệ tới nơi chủ bị kế hoạch vườn sồi ở nhà máy Lệ Phong cũ, hy vọng bọn họ cho công nhân nhà máy vài chỗ làm. Phía vườn sồi làm việc muộn hơn nhà máy bình thường nửa tiếng, khi đám Điền Lực Sơn tới nơi mới lác đác có nhân viên ra vào. Triệu Bằng nhận ra Điền Lực Sơn, trước kia đi tham quan nhà máy. Bị đám công nhân do Điền Lực Sơn kích động giật đứt hai cái cúc áo, nhưng hôm qua Trương Khắc tìm hắn nói chuyện, thấy Điền Lực Sơn, hắn không dám qua loa, mời ông ta lên xe của hắn vào trong, không ngờ có cả một cô gái xinh đẹp. Mặc dù hôm qua cũng có chút hy vọng, nhưng tới giờ Điền Lực Sơn mới dám thở phào, nghĩ, cuối cùng có lúc mèo mù vớ cá rán. Quản đốc Điền, đó là do chúng tôi thường ngày làm việc chưa tốt, phiền ông phải đích thân tới. Nếu Điền Lực Sơn không đích thân tới nơi, Triệu Bằng cũng định tới hiệu giặt một chuyến, đến phòng làm việc, hắn đi thẳng vào chủ đề. Vườn sồi đang định thành lập trung tâm quản lý đồ, tình hình vườn sồi thì quản đốc Điền cũng biết rồi, hai khu sáng nghiệp, khu nghiên cứu hạch tâm, cùng khu chung cư, rất nhiều chuyện vụn vặt hậu cần, tôi đang đau đầu không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Quản đốc Điền đúng là tặng than trong tuyết rồi, trong tay tôi có danh sách công việc đây, ông xem em, thấy ai thích hợp thì tiến cử. Lương khả năng không cao. Điền Lực Sơn xem danh sách, có gần 40 cương vị công tác, đa phần là cương vị phổ thông như quét dọn vệ sinh, bảo vệ, chẳng thể yêu cầu cao lắm, đặc biệt là công nhân viên trung niên, kiếm một công việc không dễ dàng. Lật sang phần giới thiệu lương, Triệu Băng tuy nói không cao, nhưng một nhân viên hậu cần bình thường cũng cao hơn công nhân lành nghề ở nhà máy nhuộm một bậc. Trương Văn Lệ ghé tới xem, lương bổng đãi ngộ tuy không tệ. Song những công việc như dọn dẹp vệ sinh đối với cô gái 22-23 tuổi như cô không thích hợp, lòng do dự không biết phải làm thế nào. Như hiểu tâm ý của cô ta, Triệu Bằng lấy ra một danh sách thứ hai. Còn có một vài cương vị công tác khả năng yêu cầu cao hơn, song với nhân viên của Lệ Phong, chúng tôi có thể nới lòng một chút, các cương vị như văn thư, chỉ cần cô gái tốt nghiệp cao trung, trung cấp chuyên nghiệp là có thể suy xét, sau khi vào làm sẽ có bồi dưỡng tăng cường. Điền Lực Sơn không ngờ có thể an bài được công việc nhiều người như thế, kích động tới không biết nói gì luôn. Chúng tôi còn có một thỉnh cầu, mong quản đốc Điền chấp nhận. Triệu Bằng nói theo lời dặn của Trương Khắc. Được, được, cậu cứ nói. Vườn sồi muốn thuê quản đốc Điền làm phó giám đốc trung tâm quản lý đồ, tạm thời ở đó chưa có giám đốc, nên phiền quản đốc Điền phụ trách toàn bộ. Hả? Điền Lực Sơn ngớ ra. Tôi có thể tiến cử người thích hợp hơn được không? Chức vụ cao cấp như thế, không nên do tôi nói lung tung, vườn sồi giúp chúng tôi việc lớn, song còn gần 100 người chưa có công tác, ngoài ra tôi còn có việc khác phải làm, cảm ơn vườn sồi coi trọng. Chương 663, không làm người tốt được. Triệu Bằng nghe vậy đưa một bảng biểu cho Trương Văn Lệ.
đây là bảng tiến cử công tác, phiền Trương tiểu thư tới phòng photo, sao cho tôi 7 bản. Trương Văn Lệ không rõ vì sao Triệu Bằng lại sai mình đi làm việc, nhưng không tiện nói gì, đi ra ngoài, lúc này mới có tâm tình nhìn ngắm môi trường làm việc của vườn sồi, cảm thấy đây mới là khí phái của công ty lớn, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của nhà máy sập sệ cũ, khao khát được vào đây làm việc, tựa hồ mình có thể đảm nhiệm được chức thư ký văn thư. Kiếm cớ sai Trương Văn Lệ đi, Triệu Bằng lấy tài liệu Điền Lực Sơn đưa cho Trương Khắc ra. Quản đốc Điền nói tới chuyện khác là chuyện này. Điền Lực Sơn giờ mới hiểu thì ra quan hệ giữa Trương Khắc và bên vườn sồi mật thiết như thế, gật đầu nói. Tôi hy vọng làm chút việc, dù biết rằng có những việc rất khó. Tôi khâm phục việc làm của quản đốc Điền. Nếu Điền Lực Sơn nhận chức phó giám đốc, theo lời dặn của Trương Khắc, Triệu Bằng sẽ không lấy tài liệu này ra. Văn phòng phục vụ tái nghiệp này vườn sồi có thể tài trợ toàn bộ, có điều có hai yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Điền Lực Sơn thực sự không ngờ hôm nay có được nhiều thu hoạch đến thế. Văn phòng tái nghiệp chung quy phải ở dưới một ban ngành nào đó, dù là công đoàn hay là cục lao động. Tài liệu này mong quản đốc Điền sửa lại một chút, vài con số người ta muốn bưng tai trộm chuông thì cứ chiều họ, hiện nhà nước chưa có chính sách cho công nhân thôi việc, chỉ e một số quan viên không chấp nhận. Triệu Bằng giải thích. Không chiếm dụng kinh phí của bọn họ còn có thể làm một số công tác, không bị cản trở nhiều. Ngoài ra khi quản đốc Điền thảo luận với ban ngành liên quan, đừng nói là vườn sồi chủ động cung cấp kinh phí. Hay là thế này, mấy ngày nữa quản đốc Điền dẫn mấy chục công nhân tới chỗ tôi làm khách, quản đốc Điền hãy làm kẻ ác một lần. Vì sao? Điền Lực Sơn không hiểu. Người quản đốc Điền giao tài liệu dặn tôi làm như thế, tôi cũng không rõ. Tóm lại là phải để vườn sồi trông có vẻ bị làm khó. Điền Lực Sơn nhớ hôm qua Trương Khắc yêu cầu ông dẫn người chặn cửa vườn sồi, còn tưởng là y nói đùa, nghe giọng điệu này thì lời của Trương Khắc là mệnh lệnh với tầng quản lý của vườn sồi, thanh niên này thật thần bí. Được, kẻ xấu này tôi làm. Điền Lực Sơn đồng ý ngay.